chương 3020, phong trưởng lão, cổ phong thanh âm bình thản cực kỳ, hai tay theo Chu Khai Nguyên cùng Ma Liên Sơn hai tay khẽ chụp. Giác, Chu Khai Nguyên cùng Ma Liên Sơn, riêng phần mình một cánh tay, xinh xinh bị cổ phong bẻ gầy. A, à, kêu thảm như heo bị làm thịt thanh âm, từ Chu Khai Nguyên cùng Ma Liên Sơn trong miệng truyền ra. Ngốc trệ, tất cả mọi người tại chỗ, toàn bộ lâm vào ngốc trệ. Ngay trước hai cái thần vương trước mặt, trực tiếp phế hai người con trai độc nhất, đây quả thực đã phách lối tới cực điểm A học một khóa tây môn thanh hổ trong đầu còn vang vọng lấy cổ phong lời khi trước hắn giờ phút này đã hãi hùng khiếp vía coi như hắn là tây ngạn thánh tử nhưng chưa thành thần vương ở trước mặt trưởng lão hắn cũng phải cung kính đối đãi như cổ phong như vậy làm ra dạng này sự tình hắn thật sự không có dũng khí này tây môn thanh hổ thật sâu cảm giác được mình cùng cổ phong tranh lệch lý thiên giao mấy người cũng là đủ loại trong rung động bọn họ trước đó cảm giác cổ phong đã rất mạnh nhưng bây giờ lại phát hiện bản thân còn đánh giá thấp cổ phong phong lạc trần người muốn chết chu tam tư trong nháy mắt nổi giận lời nói tầm đó hắn hướng thẳng đến cổ phong phóng đi tiểu tử người sống đủ rồi ma chiến dừng lại cũng là quát lớn trực tiếp thẳng hướng cổ phong bọn họ đã không thể chú ý nhiều như vậy hôm nay nếu không cho cổ phong một chút giáo huấn bọn họ trưởng lão uy nghiêm cũng là triệt để không thấy nhìn thấy hai vị trưởng lão thẳng hướng cổ phong trong lòng tất cả mọi người đều đã vì cổ phong mặc niệm, bọn họ tự nhiên sẽ hiểu, dù cho cổ phong có mạnh hơn, cũng không khả năng là hai cái vị này đối thủ. Cổ phong nhìn xem hai người hướng về bản thân vào tới, không khẩn trương chút nào. Bởi vì hắn biết rõ, đến lúc này, có người, khẳng định ngồi không yên. Quả nhiên, cũng liền ở Chu Tam Tư cùng ma chiến dừng lại hướng cổ phong đánh tới trong nháy mắt, một đạo hét lớn từ nơi xa truyền đến. Dừng tay, thanh âm này, mang theo một cỗ khí thế kinh khủng. Thần vương, đây là thần vương lời nói. Đón lấy, liền nhìn, một lão giả cực tốt mà tới, trực tiếp ngăn tại cổ phong trước mặt. Người đến, không phải người khác, chính là lâu trưởng lão. Lâu trưởng lão giờ phút này trong lòng cũng là nhéo một cái mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy cổ phong quá không cần thiết ngừng. Hôm nay nếu không phải mình một mực trong bóng tối nhìn xem, bằng không sắp xuất hiện đại sự. Lão lâu, người có ý tứ gì? Chẳng lẽ người còn muốn che chở kẻ này hay sao? Chu Tam Tư lạnh giọng mở miệng. Hư, lão lâu, cho dù kẻ này ngút trời kỳ tài, trái với tông môn luật lệ, cũng phải nghiêm trị, hôm nay ngươi ngăn không được hai người bọn ta. Ma chiến dừng lại cũng là thực sự tức giận, tây môn thanh hổ đám người, trong lòng như cũ vì cổ phong lo lắng, vẻn vẹn một cái lâu trưởng lão, có thể ngăn cản không nổi chu khai nguyên cùng ma liên sơn A. À. Ha ha, lão phu tự nhiên là ngăn không được hai người các ngươi, hôm nay, lão phu đến kỳ thực bất quá là truyền ngạn chủ mệnh lệnh mà thôi, sau đó các người nghĩ xử trí như thế nào phong lạc trần, lão phu tuyệt không tham dự lâu trưởng lão mở miệng nói ra chu tam tư cùng ma chiến dừng lại sắc mặt biến hóa ngạn chủ tu vi thần linh cửu trọng ở tây ngạn chính là thiên bọn họ tự nhiên không dám ngăn cản lâu trưởng lão truyền ngạn chủ mệnh lệnh lập tức hai người đều không lên tiếng giờ phút này tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở lâu trưởng lão trên người chỉ thấy lâu trưởng lão quay người nhìn về phía cổ phong mở miệng phong lạc trần lão phu truyền ngạn chủ khẩu dụ từ hôm nay phong ngươi làm ta tây ngạn đan đạo trưởng lão thống lĩnh đan phong tiếp trưởng lão lệnh bài vừa nói lâu trưởng lão trong tay xuất hiện một mai lệnh bài này trên lệnh bài khắc dấu lấy một gốc thảo dược đây là thất tự tông chỉ có đan đạo trưởng lão mới có thể có lệnh bài thân phận đan đạo trưởng lão giờ phút này tất cả mọi người đầu ông một tiếng trong mắt là trước đó chưa từng có không thể tưởng tượng nổi trưởng lão trước đó bọn họ cảm giác cổ phong đánh bại tây môn thanh hổ áp chế thánh tử đã là cực hạn mà ai có thể nghĩ tới, như nay lắc mình biến hóa, vậy mà trở thành tông môn trưởng lão. Đã biến thành, cùng rất nhiều thần vương nhân vật cùng một cấp bậc. Cái này, làm sao có thể, tạ, lâu tiền bối, cổ phong ôm quyền, tiếp nhận lệnh bài. Phong trưởng lão, từ hôm nay, người đã thành trưởng lão, cùng lão phu một cái bối phận, lại, người làm ta thất tự tông, đông tây lưỡng ngạn, duy nhất đàn đạo trưởng lão, vùng địa vị, còn ở lão phu trước đó, gọi tiền bối, liền quá khách khí. Lâu trưởng lão lập tức cười một tiếng, hắn giờ phút này, trong lòng có vô cùng tự hào, dù sao cổ phong là hắn an bài, vốn cho rằng hắn chỉ là đan đạo cường hoành, bây giờ lại phát hiện, hắn về việc tu hành, cũng là yêu nghiệt nhân vật, cái này là tuyệt đối kinh hỉ. Lâu trưởng lão, đa tạ, cổ phong mở miệng cười, lớn mật, cũng ở giờ phút này, một bên chu tam tư hét lớn mở miệng, lập tức nói, lâu trưởng lão, người dám giả truyền ngạn chủ chỉ lệnh. a, à, không biết lâu mỗ làm sao giả truyền chỉ thị. Lâu trưởng lão nghe xong, không vui mở miệng. Ha ha, ai chẳng biết, muốn thành đan đạo trưởng lão, đan đạo phẩm giai ít nhất phải đạt tới linh giai thượng phẩm. Kẻ này, lão phu tử tế quan sát, chỉ sợ còn chưa đạt năm vạn tuổi, trẻ tuổi như vậy, có tu vi như thế, tất nhiên ngày đêm khổ tu, hắn nơi nào có thời gian nghiên cứu đan đạo, mặc dù có nghiên cứu, chỉ sợ cũng chỉ là một nho nhỏ đan đạo học đồ, làm sao có thể trở thành đan sư, người hôm nay vì bảo kẻ này, vậy mà làm ra chuyện như vậy. Ngạn chủ trở về, chắc chắn nghiêm trị ngươi." Chu Tam Tư vẻ mặt vẻ tự tin mở miệng, "Thần giới luyện đan sư hạng gì thưa thớt, thần linh cảnh tu giả, thành tiểu luyện đan sư, là càng là vạn người không được một, mà thần linh cảnh tu giả, có thể thành linh giai thượng phẩm đan sư, chỉ sợ là ngàn vạn người không được một." Hắn làm sao cũng không tin, vẻn vẹn thần linh tam trọng, lại là một cái linh giai thượng phẩm luyện đan sư. Một bên, Ma Chiến dừng lại cũng là cười lạnh mở miệng, nói không sai. "Lâu trưởng lão, Người nghĩ hộ kẻ này, lập lấy cớ, cũng phải lập một hợp lý một chút, giống như người ngôn ngữ, con nít ba tuổi, chỉ sợ đều sẽ không tin. Mọi người tại đây, trong lòng cũng tràn đầy nghi vấn. Bọn họ, trong lòng, cũng là hoàn toàn không tin. Ha ha, trợn to ánh mắt của các ngươi, đan đạo lệnh bài, là ngạn chủ đặc chế, giả mạo không được. Lâu trưởng lão nghe thấy, cười lạnh một câu, cầm qua cổ phong đan đạo lệnh bài, để cho hai người thấy rõ ràng. Cái này... Chu Tam Tư cùng Ma Chiến dừng lại nhìn kỹ một lần, đan đạo lệnh bài, sắc mặt nặng nề. Cái này đan đạo lệnh bài, đích xác không phải giả mạo. Chu Tam Tư cắn răng, lão lâu, người vậy mà trộm lấy đan đạo lệnh bài. Từ ngạn chủ nơi đó trộm lấy đan đạo lệnh bài, ta có lá gan kia, cũng phải có cái kia tu vi. Lâu trưởng lão một bộ nhìn thằng ngốc ánh mắt, nhìn xem Chu Tam Tư. Một bên, Ma Chiến dừng lại cắn răng mở miệng, việc này quá nhiều kỳ quặc, không thể tin ngươi lời nói của một bên, mà cũng ở giờ phút này, lại là một đạo quát lạnh truyền đến. Các ngươi hai cái cẩu vật, lão lâu mà nói không tin, vậy lão phu đây. Đám người xem xét, chỉ thấy lại là hai người phi thiên mà đến. Đến hai người này, một nam một nữ, tu vi khí tức cùng ở thần vương chi cảnh. Chính là Triệu trưởng lão cùng thê tử Vương Vân. Bái kiến, đại trưởng lão. Chu Khai Nguyên cùng Ma Liên Sơn nhìn về phía Triệu trưởng lão, lập tức biến sắc, cùng nhau bái kiến chương 3021, dập đầu tả tội. Triệu trưởng lão, là tây ngạn ngạn chủ phía dưới, thực lực xếp hạng thứ nhất trưởng lão. Lại, bọn họ biết được, mấy ngày trước, truyền văn triệu trưởng lão bệnh tình nguy kịch, lý trưởng lão tiến đến, kết quả lý trưởng lão lại là bản thân bị trọng thương mà về. Bọn họ thấy được lý trưởng lão bộ dáng thân dực đều bị kéo xuống một cái, cả người cơ hồ gần chết. Mà lý trưởng lão, thế nhưng là thần vương lục trọng cường giả A. Như vậy cường hoành hạng người, ở triệu trưởng lão trong tay, đều biến thành loại tính tình này, bọn họ sao dám trêu chọc. Các ngươi, nói lão lâu giả truyền ngạn chủ chi lệnh. Triệu trưởng lão nhìn về phía hai người, lạnh giọng mở miệng. Chu Tam Tư lập tức mở miệng, không sai, đại trưởng lão, ngài không biết, việc này có nhiều kỳ quặc, cái này phong lạc trần, hay là cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, tại sao có thể là một tên linh giai thượng phẩm luyện đan sư, ở trong đó, tất nhiên. Ha ha, lão phu hai tháng trước chúng độc bệnh tình nguy kịch, chính gặp phong tiểu hữu vừa mới nhập môn vì lão phu luyện chế linh giai thượng phẩm bách linh tán độc đan giúp lão phu giải trừ độc tố lại tu vi càng tiến một bước triệu trưởng lão mở miệng nhìn về phía chu tam tư cùng ma chiến im lặng thanh âm càng thêm băng lãnh các ngươi nghi vấn phong tiểu hữu vẫn là ở nghi vấn lão phu a à, lời nói tầm đó một cỗ mạnh mẽ tu vi chi khí bỗng nhiên bộc phát ra Phốc, chu tam tư cùng ma chiến dừng lại ở triệu trưởng lão cái này kinh khủng tu vi dưới sự uy áp lập tức trong miệng máu tươi tràn ra. Sắc mặt, cũng là trắng bệch, bọn họ giờ phút này, sắc mặt triệt để biến. Nhớ lại hai tháng trước sự tình, lúc ấy Lý Trưởng Lão đã từng đi tìm hai người bọn họ, để hai người bọn họ đi theo cùng một chỗ tiến đến hành chính phong. Bọn họ không dám đi, nhưng là biết được, lúc ấy Triệu Trưởng Lão là bệnh tình nguy kịch, tuyệt đối không có sai. Bằng không lý trưởng lão sẽ không như vậy có tự tin, mà đột nhiên triệu trưởng lão liền tốt, còn đột phá. Bây giờ... Bọn họ nhìn về phía Cổ Phong, giờ phút này trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Nếu như nói, Phong Lạc Trần là luyện đan sư, tất cả những thứ này liền đều nói xuôi được. Như vậy nói cách khác, Lâu trưởng lão nói tất cả đều là thật. Bây giờ, Phong Lạc Trần thật là đan đạo trưởng lão rồi. Một bên, Vương Vân lập tức mở miệng, việc này chính xác 100%, ngày đó nếu không phải Phong tiểu hữu, phu quân đã bị mất mạng. Chu Khai Nguyên cùng Ma Liên Sơn sắc mặt càng khó coi hơn giờ phút này lầu trưởng lão mở miệng ha ha ngạn chủ kỳ thực đã trở về bây giờ liền ở thần viên phong bên trong các ngươi nếu vẫn là không tin chúng ta liền cùng đi để ngạn chủ định đoạt a tất cả những thứ này là thật tất cả mọi người tại chỗ trong mắt cái kia vẻ kinh hãi đã đạt đến cực hạn bọn họ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới phong lạc trần vậy mà thật là một tên linh giai thượng phẩm luyện đan sư hắn vậy mà thực trở thành thất tự tông đan đạo trưởng lão phải biết thất tự tông đan đạo trưởng lão vị trí, đã thiếu sót hồi lâu, chính vì vậy, thất tự tông nhiều năm qua, không thể không một mực bên ngoài mua sắm đan dược, lại tông môn cần đan dược gì, cũng là cực kỳ phiền phức. Bây giờ, cổ phong xem như thất tự tông duy nhất đan đạo trưởng lão, ở tông môn địa vị, có thể tưởng tượng. Có được một tòa thần phong tài nguyên không nói, sau này mặc kệ ai muốn luyện đan, đều sẽ đi tìm cổ phong, nói một cách khác, liền đều sẽ thiếu cổ phong nhân tình, chỉ sợ, sau này cổ phong ở thất tự tông địa vị, sẽ chỉ ở hai vị ngạn chủ phía dưới lại hơn nữa hắn yêu nghiệt như thế tư chất tương lai tu vi tất nhiên không thể đo lường như thế nghĩ đến một khi cổ phong bước vào thần vương cảnh tương lai tiếp nhận ngạn chủ trở thành tây ngạn chúa tể cũng không phải là không thể a à. khó trách hắn khinh thường thánh tử vị trí bởi vì hắn địa vị sớm đã ở thánh tử phía trên giờ khắc này tất cả mọi người đều đã dự đoán được cổ phong tương lai tất nhiên là không thể đo lường bây giờ ai cùng hắn làm đối, quả thực là muốn chết, dù cho ngươi là thần vương. Chu Khai Nguyên cùng Ma Liên Sơn, giờ phút này mặt là triệt để lục. Bọn họ minh bạch, hôm nay chỉ sợ cha của bọn hắn, cũng không giữ được mình. Sớm biết, đối phương là người như vậy vật, cho bọn hắn 10 cái lá gan, bọn họ cũng không dám trêu chọc A. À. Phong trưởng lão, Chu mỗ không biết dạy con, còn đối phong trưởng lão nói năng lỗ máng, còn mời phong trưởng lão thứ tội. Chu Tam Tư, lập tức đối cổ phong ôm quyền mở miệng cái này tư thái cực thấp phải biết cùng là trưởng lão dù cho đối mặt triệu trưởng lão chu tam tư cũng không cần như vậy tư thái nhưng bây giờ bọn họ đã tưởng tượng đến cổ phong tương lai tất nhiên ở triệu trưởng lão phía trên lại sau này bọn họ nếu cần đan dược chỉ sợ tất nhiên còn muốn có chuyện nhờ cổ phong lúc này nhất định phải cúi đầu phong trưởng lão hôm nay việc này là ma mỗ sai còn mời phong trưởng lão tha thứ ma chiến dừng lại cũng là cũng không dám lại tự cao tự đại Hai vị trước đó còn đằng đằng sát khí thần vương trưởng lão, bây giờ cùng một chỗ đối một cái thần linh tam trọng người trẻ tuổi ôm quyền, khẩn cầu tha thứ. Một màn này, nhìn xem, là như thế không chân thật, nhưng cũng chân thiết phát sinh ở trước mắt, mọi người chỉ cảm thấy là giống như nằm mơ. Giờ phút này, Cổ Phong tiện tay quang ra, sẽ bị phế bỏ cánh tay Chu Khai Nguyên cùng Ma Liên Sơn, ném xuống đất, ngay sau đó nhìn về phía Chu Tam Tư cùng Ma Chiến dừng lại mở miệng, hôm nay nếu bàn về tông môn luật lệ, hai cái ngoại môn đệ tử dẫn đầu rất nhiều đệ tử vây một trưởng lão thần phong, lại tuyên bố muốn đánh gãy trưởng lão hai tay hai chân, như vậy sai lầm, chỉ sợ đã đầy đủ khu trục gia tông rồi a à hát. Chu Tam Tư cùng ma chiến dừng lại, sắc mặt lập tức đại biến. Người một cái đổ hỗn trướng, còn không hướng phong trưởng lão dập đầu tà tội. Chu Tam Tư lập tức cho mình nhi tử một cái tát, gầm thét. Người cái bại gia tử, hôm nay nếu không gặp được phong trưởng lão tha thứ, lão tử liền đưa người trục xuất khỏi gia môn ma chiến dừng lại cũng là hướng về phía con của mình giận mắng lập tức chu khai nguyên cùng ma liên sơn toàn bộ quỳ gối cổ phong trước mặt điên cuồng dập đầu bọn họ sợ triệt để sợ bọn họ biết rõ ngạn chủ là coi trọng nhất luật lệ người nếu như cổ phong hôm nay thật muốn truy cứu bọn họ đời này chính là triệt để kết thúc cổ phong nhìn về phía chu tam tư cùng ma chiến dừng lại mở miệng người trẻ tuổi nếu không trải qua một chút giáo huấn vĩnh viễn không biết cái gì gọi là đau nhức các ngươi chẳng lẽ cho rằng các người có thể cả một đời che chở con của mình, bọn họ như vậy tính tình, hành tẩu thần giới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu Tam Tư cùng ma chiến dừng lại trầm mặc, hồi tưởng đi qua đủ loại, bọn họ minh bạch, đích thật là bản thân quá yêu chiều nhi tử, để con của mình càng ngày càng không nên thân. Ngày hôm nay, hiển nhiên, vị này phong trưởng lão, sẽ không như thế đem sự tình bỏ qua. Tiểu tử thúi, hôm nay lão tử liền như ngươi biết được cái gì gọi là đau nhức, nhưng ngươi về sau cũng không dám lại phạm chu tam tư mở miệng ngay sau đó trực tiếp ba quyền rơi xuống hắn tự tay cắt đứt chu khai nguyên tay chân một bên ma chiến dừng lại gặp vậy cũng là trực tiếp xuất thủ đem ma liên sơn tay chân cắt ngang đan phong trước đó lặng ngắt như tờ không nghĩ tới cổ phong lời nói thực ứng nghiệm mà lại còn là hai vị thần vương tự mình ra tay thôi chuyện hôm nay như vậy bỏ qua cổ phong cuối cùng bình thản mở miệng tạ phong trưởng lão Chu Tam Tư cùng Ma Chiến dừng lại nhẹ nhàng thở ra, ôm quyền cảm tạ. Một bên, Lâu trưởng lão nhìn về phía Cổ Phong nói, "Phong trưởng lão." Ngạn chủ như ngươi tiếp trưởng lão lệnh bài về sau, liền đi gặp hắn. "Tốt." Cổ Phong mỉm cười, trong lòng đối cái này ngạn chủ cũng là có chút hiếu kỳ. Chương 3022, khéo léo. Thần Viên Phong, chính là tây ngạn đệ nhất phong, cả ngọn núi băng xương bao trùm, hàng năm nếu như mùa đông lạnh lẽo. Nơi này chính là tây ngạn chi chủ Hầu Thắng Thiên ở lại chỗ. Cổ Phong ở lâu trưởng lão chỉ dẫn dưới, đi tới đỉnh núi, một tòa động phủ trước đó. Phong trưởng lão, lão phu cứ thế mà đi, ngạn chủ ở bên trong chờ ngươi. Lâu trưởng lão nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó, quay người rời đi. Cổ Phong thì là có chút kỳ quái, ánh mắt rơi vào động phủ này phía trên, cái này thần viên phong, chỗ giữa sườn núi, có một tòa cung điện, hiển nhiên đó mới là ngạn chủ ngày thường tiếp khách chỗ, mà cái này đỉnh núi động phủ hiển nhiên là ngạn chủ tư nhân ở lại tu hành chỗ, vì sao, để cho ta tới nơi này gặp hắn. Cổ phong tự nhiên minh bạch, động phủ là mỗi cái tu giả, trọng yếu nhất chỗ, một chút hạch tâm trận pháp, trọng yếu bảo vật loại hình, đều ở trong đó, nếu không phải quan hệ không ít, chắc là sẽ không để cho người ta tiến vào động phủ mình. Cũng ở lúc này, một thanh âm từ trong động phủ truyền ra. Lấy người lệnh bài thân phận, liền có thể tiến vào. Cổ phong nghe thấy, cầm lệnh bài thân phận, đi tới động phủ trước đó lập tức một tòa phức tạp trận pháp nổi lên cổ phong không có suy nghĩ nhiều cầm trong tay lệnh bài trực tiếp chính là xuyên việt cái kia trận pháp tiến nhập động phủ bên trong mới vừa ra nhập động phủ cổ phong chính là thấy được một cái bóng lưng bóng lưng này lại là có chút quen thuộc cũng ở giờ phút này bóng lưng này xoay người lại nhìn về phía cổ phong mỉm cười phong lão đệ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ ngươi là hầu tiền bối cổ phong nhìn trước mắt vị này dùng mạo anh vũ lão giả đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó nở nụ cười khổ. Tất cả những thứ này, quả nhiên là thật trùng hợp. Trước mắt vị này, không phải người khác, chính là ngày đó, cổ phong ở Sơn Bắc Phường Thị, bảo thiên phòng đấu giá bên trong, gặp họ hầu lão giả, về sau ở cổ phong tương trợ dưới, hắn trước một bước rời đi. Cổ phong là thế nào cũng không nghĩ đến, hắn vậy mà lại là thất tự tông tây ngạn chi chủ. Phong lão đệ, ngày đó nếu không phải ngươi, hầu mỗ khả năng đã bại lộ thân phận, chết thảm đông đảo thần vương vây giết bên trong, ngày đó hầu mỗ đã nói qua, người người huynh đệ này, hầu mỗ nhận định. Hầu thắng thiên nhìn về phía cổ phong, nghiêm mặt nói. Ngày đó, thật sự quá hiểm, nếu không phải cổ phong kịp thời giúp hắn ngăn cản những thần linh kia tu giả, hắn thực khó có thể trốn nhanh như vậy. Hầu đại ca, ngày bình thường, ta vẫn là gọi ngươi ngạn chủ tốt. Cổ phong gặp vậy, lập tức cười một tiếng. Hầu thắng thiên cấu kết yêu ma, đây là tối kỵ, việc này nếu như truyền ra, chỉ sợ không phải biết bao nhiêu người sẽ đến đây vây quét hắn hầu thắng thiên trên thực tế hoàn toàn có thể không bại lộ bản thân thân phận mà hắn hôm nay như vậy thẳng thắn đứng ở trước mặt cổ phong nói rõ đối cổ phong là tuyệt đối tín nhiệm ha ha phong trưởng lão nói là hầu thắng thiên cười to trên thực tế trước đó trong bóng tối quan sát cổ phong thời điểm hắn liền đã biết được cổ phong thân phận nhưng lúc đó hắn không thể nhận nhau bởi vì liên quan tới yêu ma bí mật toàn bộ thất tự tông cũng chỉ có hắn tự mình biết mà thôi, bây giờ nhiều hơn một người, chính là Cổ Phong. Vị kia yêu ma tiền bối, thương thế như thế nào? Cổ Phong không khỏi hỏi. Nàng a, à, Hầu Thắng Thiên mở miệng, mà không chờ hắn nói cho hết lời, một thanh âm chính là truyền đến. Phong tiểu đệ, lại còn nhớ kỹ tỉ tỉ, đón lấy, chỉ thấy một cái toàn thân ngày thường tuyết bạch bộ lông bạch điêu, chính là từ động phủ chỗ sâu chạy ra. Chính là ngày đó cái kia cực mỹ yêu ma, Cổ Phong ánh mắt quét qua, lại phát hiện cái này Bạch Điều Khí Tức, chỉ có thần linh cảnh cửu trọng, đã không còn là thần vương cảnh, lập tức nhìn về phía Hầu Thắng Thiên, đây là Ngày đó, đám kia thần vương truy kích phê giết, ta thi triển rất nhiều bí pháp, mới may mắn thoát đi, bất quá Tuyết Nhi ngày đó bị trầm khai thác đánh lén, ăn Khang Vân Hàng Yêu Đan, không nghĩ tới, cái kia Khang Vân âm độc như vậy, Hàng Yêu Đan bên trong, còn ẩn chứa cửu hoa cửu thảo độc, ta nghĩ hết biện pháp, lại không cách nào khu trừ loại độc này, nhưng lại không thể đi tìm cái kia Khang Vân, như thế Hầu thắng thiên đem bạch điêu ôm vào trong ngực, vẻ mặt thương cảm y tứ. Tỷ phu, ta không phải còn có thể sống một năm đó sao? Đã đủ rồi, nếu không phải phát sinh việc này, ta thế nào biết, người đối ta tâm ý, tuyết nhi đã thỏa mãn. Bạch Điêu giúp vào hầu thắng thiên trong ngực, ôn nhu mở miệng. Hầu đại ca, ta có thể nhìn một chút tuyết, tỷ tỷ thương thế, cổ phong nghĩ nghĩ, mở miệng. Phong lão đệ, cái này rất khó, cửu hoa cửu thảo độc, là lấy 9 loại độc hoa cùng 9 loại độc thảo phối trí mà thành, biến hóa ngàn vạn, nếu không phải tự mình chế độc chi người, rất khó tìm ra phương pháp phá giải. Hầu thắng thiên thở dài, bên này, bạch điêu lại là mở miệng, tỷ phu, để phong tiểu đệ thử xem a à, dù sao, ta cũng đã là phải chết người. Cuối cùng, hầu thắng thiên gật đầu một cái, cổ phong xuất ra một căn ngân châm, đâm vào bạch điêu một cái chảo tí bên trên, ngay sau đó rút ra, lấy ra một giọt máu. Đón lấy, cổ phong lấy thần hồn chi lực, thăm dò vào giọt máu này bên trong, trong mắt mang theo vẻ suy tư. Phong lão đệ, làm sao? Hầu thắng thiên lộ ra một vẻ hy vọng nói. Hầu đại ca, người nói không sai, loại độc này đích xác chúng được rất sâu, bất quá, chỉ cần cho ta 100 năm thời gian, ta hẳn là có thể luyện chế ra giải độc đan dược. Cổ phong nghĩ nghĩ, ngay sau đó mở miệng. 100 năm, hầu thắng thiên trong mắt có hy vọng, nhưng lại khẽ nhíu mày. 100 năm quá dài, bây giờ tuyết nhi, có thể chỉ có thể sống một năm. Nhưng hầu thắng thiên cũng hiểu biết, có thể nói ra 100 năm phối trí ra giải độc đan dược, đã là đan đạo kỳ tài, kỳ thực hắn âm thầm đến thăm mấy cái đan sư, đối phương đều nói không cách nào giải độc, như thế hắn mới như vậy tuyệt vọng. Ta có thể trước đó, luyện chế một loại tục mệnh đan, vì tuyết tỷ tỷ kéo dài tính mạng 100 năm, cũng không có vấn đề. Bất quá vẻn vẹn đan dược còn chưa đủ, cần đồng thời hầu đại ca vì tuyết tỷ tỷ, lấy tu vi cọ rửa huyết mạch. Cổ phong nghĩ nghĩ, mở miệng, nếu thật có thể cứu tuyết nhi, ta, Hầu Thắng Thiên nghe thấy lời nói này, kích động đến đã nói không ra lời. Phong tiểu đệ, ân này chúng ta không thể báo đáp. Tuyết Nhi nghe thấy, cũng là kích động, nàng mới vừa vặn biết được bản thân tỷ phu tâm ý, nếu là có thể, nàng đương nhiên không muốn chết. Tạ ơn, liền không cần, bây giờ có hầu đại ca núi dựa này, ta ở thất tự tông, nhưng là có thể sông pha. Cổ phong nghe xong, lập tức cười một tiếng, hầu thắng thiên cùng Tuyết Nhi nghe xong, đều cười. Trên thực tế, lấy bây giờ cổ phong cho thấy tu vi tư chất tăng thêm hắn đan đạo tạo nghệ, đừng nói thất tự tông dạng này là tứ cấp tông môn, cho dù là tam cấp tông môn, thậm chí nhị cấp tông môn đều sẽ trọng dụng. đón lấy cổ phong lấy ra một mai trường nguyên đan, cái này trường nguyên đan là tăng trưởng thọ nguyên loại đan dược, vì linh giai thượng phẩm đan dược, dược hiệu so với tăng thọ đan phải mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. đây cũng là năm gần đây cổ phong vì cổ tiểu tuyển luyện chế đan dược, bây giờ viên thuốc này vì Tuyết Nhi kéo dài tính mạng, chính là phù hợp. Tuyết Nhi ăn vào trường nguyên đan, hầu thắng thiên lại lấy tu vi vì đó cọ rửa kinh mạch về sau, Tuyết Nhi một trận mệt mỏi, chính là đi ngủ. Nhìn xem trên giường ngủ say Tuyết Nhi, hầu thắng thiên trong mắt tràn đầy đau lòng ý tứ, hắn quay người nhìn về phía cổ phong, phong lão đệ, muốn nghe xem trong đó cố sự sao. Trường 3023, cổ lão thanh âm. Cổ phong nhìn về phía hầu thắng thiên đạm ngữ, xin lắng tai nghe. Trên thực tế, Cổ phong cũng là hiếu kỳ, người bình thường đối với yêu ma là cực kỳ bài xích, cái này hầu thắng thiên vì sao bốc lên bị nhân tộc vây giết phong hiểm cùng cái này yêu ma cùng một chỗ. Một năm kia, ta bất quá thần linh cửu trọng, ngay sau đó, hầu thắng thiên kể lại lên chuyện xưa của hắn. Hầu thắng thiên trước kia, chính là thất tự tông truyền thừa đệ tử, một lần kia truyền thừa đệ tử bên trong, tư chất của hắn, xem như trung đẳng. Một lần ra ngoài, hắn tào ngộ hắn tông tu giả ám sát, cửu tử nhất sinh phía dưới, ngã vào một tòa hoang vu lòng đất trong động sâu. Hắn tỉnh lại thời điểm, thương thế đã toàn bộ tốt rồi. Hầu Đại ca, là gặp được, cái kia thần sơn phía dưới, trấn áp yêu ma rồi a hát. Cổ Phong nghe đến đây, không khỏi mở miệng. Phong lão để biết được yêu ma sự tình, Hầu Thắng Thiên kinh ngạc, từng cùng một cái yêu ma tiền bối, có chút gặp nhau. Cổ Phong mở miệng, hắn chỉ, tự nhiên là lão khổng tước. Hầu Thắng Thiên nghe xong, càng là cảm giác mình cùng Cổ Phong hữu duyên liền nói ngay, khó trách phong lão để nguyện ý trợ giúp yêu ma, vì huynh liền nói tiếp. Cổ phong đoán không lầm, hầu thắng thiên thấy, chính là ngọn thần sơn kia phía dưới chân áp yêu ma. Đó là một cái bạch điêu, là hắn cứu sống hầu thắng thiên, thậm chí còn trợ giúp hầu thắng thiên, tăng lên tư chất. Cái kia bạch điêu tu vi, thần vương ngũ trọng, đang bị chân áp rất nhiều yêu ma bên trong, xem như yếu nhất một nhóm, tăng thêm hắn vị trí thần sơn, trước kia từng có cường giả đại trận, đến mức chân áp hắn phong ấn, có chỗ buông lỏng hầu thắng thiên có qua có lại đã dùng hết toàn lực trợ giúp bạch điêu thoát khốn mà cái kia dưới núi chân áp không chỉ là một con kia bạch điêu còn có một cái tu vi yếu một chút bạch điêu hay yêu ruột thịt cùng mẹ sinh ra chính là tỉ muội hầu thắng thiên mang theo hai người vụng trộm về tới thất tự tông mà hắn càng là trong bóng tối cùng bạch điêu tỉ tỉ kết làm phu thê nhưng một lần ba người ra ngoài bạch điêu tỉ tỉ thân phận bị nhân tộc phát hiện mấy cái thần vương vây giết phía dưới, hầu thắng thiên nhìn tận mắt, thê tử của mình chết thảm. Hắn cuối cùng, mang theo tuyết nhi may mắn thoát đi. Là ta lúc ấy, thực lực không đủ mạnh, là ta, là ta hại bạch nhi. Hầu thắng thiên nước mắt chảy trôi, hầu đại ca, người khi đó nếu như lưu lại cùng những cái kia thần vương đối chiến, không chỉ có người muốn chết, tuyết nhi cũng phải chết, người làm như thế, cũng không sai. Cổ phong thở dài, hắn giờ phút này đã hiểu, hiển nhiên là tuyết nhi tỷ tỷ bạch nhi, vì để cho Tuyết Nhi cùng Hầu Thắng Thiên thoát đi, cho nên dùng hết tất cả, ngăn cản mấy cái kia thần vương. Là lỗi của ta, là ta không đủ mạnh. Hầu Thắng Thiên cắn răng mở miệng, lập tức nói, về sau, ta điên cuồng tu hành, thành tựu tông môn thánh tử, cuối cùng, trở thành trưởng lão, từng bước một trở thành thất tự tông Tây Ngạn Chi Chủ. Ngày đó năm cái kia thần vương, bây giờ, trong đó bốn người, đã bị ta chém giết, chỉ còn lại có cái cuối cùng. Người này quá mạnh, bây giờ ta không phải là đối thủ, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, ta muốn đem hắn chém giết. Chẳng lẽ đối phương là một vị 10 trảm thần vương? Cổ Phong không khỏi hỏi, lấy Cổ Phong phân tích, hầu thắng thiên thực lực, thần vương cửu trọng, tại bình thường thần vương bên trong cũng đã không có đối thủ. Nhưng hắn nói không cách nào ứng đối, cũng chỉ có 10 trảm thần vương. Không sai, lại, hắn là toàn bộ Nam Thánh thần vực, 561 cái tứ cấp tông môn bên trong, xếp hạng thứ nhất cổ Man tông tông chủ, Man Long. Hầu thắng thiên mở miệng cổ phong trong lòng cảm thán hầu thắng thiên thù này nhà cũng quá mạnh muốn chém giết hiển nhiên cũng không phải là sớm chiều sự tình bất quá hắn ở ngoài sáng ta ở trong tối năm đó ta không có bại lộ thân phận hầu thắng thiên lập tức mở miệng ngay sau đó hầu thắng thiên liền tiếp tục kể lại lên sự tình phía sau liền rất đơn giản tuyết nhi đối hầu thắng thiên cực kỳ ỉ lại tăng thêm hầu thắng thiên đã đáp ứng thê tử của mình phải chiếu cố tuyết nhi liền đối với hắn một mực rất tốt từ từ hai người có tình cảm, chỉ là hầu thắng thiên bởi vì chính mình thê tử quan hệ, một mực không dám đối mặt đối phần cảm tình này, thẳng đến xuất hiện trước đó trong phòng đấu giá sự tình. Phong lão đệ, ta sự tình nói xong, người nói một chút a à, người làm sao biết đến ta thất tử tông. Hầu thắng thiên nhìn về phía cổ phong, cổ phong minh bạch, hầu thắng thiên đối với mình tuyệt đối tín nhiệm. Nhưng cổ phong thân phận, dính dấp sự tình, quá nhiều, không cách nào đối với người giải thích. Lập tức, cổ phong mở miệng, hầu đại ca. Hầu thắng thiên nhìn ra cái gì, lập tức cười nói, huynh đệ, ngươi đã cứu ta, bây giờ lại cứu tuyết nhi, ngươi ta tầm đó, không cần nhiều lời, càng không cần giải thích thêm. Bất quá, vì huynh ta, thực là nghĩ không ra báo đáp gì biện pháp của ngươi, bây giờ, ngươi cũng đã là đan đạo trưởng lão rồi, đúng rồi, cái kia đan phong trận bàn, ngươi là như thế nào tìm được. Ta nữ nhi chơi thời điểm nhặt được, cổ phong mở miệng, kia trận bàn, đã biến mất hồi lâu, đây chính là vận mệnh an bài A. Hầu Thắng Thiên cảm thán mở miệng, ngay sau đó lấy ra một khối lệnh bài, đưa cho cổ phong mở miệng, huynh đệ, đây là ta một mai thiếp thân lệnh bài, có cái này lệnh bài ở, toàn bộ Tây Ngạn, người có thể tùy ý tiến về bất luận chỗ nào, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Cổ phong gặp vậy, tiếp vào trong tay, gật đầu một cái. Huynh đệ, người đối với ta tri ân, vì huynh không thể báo đáp, sau này bất cứ lúc nào, nếu có cần, lấy lệnh bài truyền âm với ta, dù cho để vi huynh đi giết thần vương, vi huynh cũng sẽ không có nửa điểm do dự. Hầu thắng thiên nhìn về phía cổ phong, cuối cùng nghiêm mặt mở miệng. Đây là hắn cho cổ phong hứa hẹn, hầu thắng thiên không biết là, cổ phong bây giờ thật sự có hai cái thần vương đang đuổi giết. Giết thần vương, hầu đại ca nói đùa, ta tới nơi này, bất quá là muốn cùng nữ nhị an ổn sống qua ngày mà thôi. Cổ phong mở miệng cười, không có đem Ninh Vân Hải cùng lão hắc sự tình nói ra, chỉ bởi vì chuyện này liên lụy quá lớn, cổ phong không đến vạn bất đắc dĩ sẽ không để cho hầu thắng thiên giúp tự mình ra tay bây giờ ở thất tự tông tuyệt đối an toàn cổ phong tạm thời không cần cân nhắc hai người này đúng rồi huynh đệ người chỉ sợ còn không biết ta thất tự tông có bản thân thứ nguyên giới học phủ cái kia thứ nguyên giới bên trong là chuyên môn bồi dưỡng tông môn hậu duệ rất nhiều tông môn trưởng lão đệ tử con cái đều ở trong đó người để chất nữ cũng đi a à. hầu thắng thiên mở miệng nói ra a à, còn có loại địa phương này tốt, ta liền để tiểu tuyền đến đó tu hành. Cổ phong nghe thấy, ánh mắt sáng lên, cuối cùng, cổ phong cáo biệt rời đi, cổ phong rời đi về sau, hầu thắng thiên nhìn về phía trên giường bệnh bạch điêu, trong mắt giấy lên hy vọng. Cũng ở giờ phút này, một đạo cổ lão thanh âm, ở bên tai của hắn vang lên. Hầu thắng thiên, lão phu kiên nhẫn, không có nhiều như vậy. Hầu thắng thiên nghe thấy, lập tức mở miệng tiền bối, ngài cứ yên tâm, ta tất nhiên sẽ còn dâng lên sáu cái thần vương trái tim, giúp ngài tu vi khôi phục, triệt để thoát khốn. Chỉ là thần vương ở rất nhiều tông môn, đều quyền cao chức trọng, mất tích một người, khó tránh khỏi để người chú ý, ta không cách nào liên tục chém giết. Kỳ thực, cũng chưa chắc cần sáu cái thần vương trái tim, còn có một loại khác biện pháp. Cổ lão thanh âm lại là truyền đến, biện pháp gì, hầu thắng thiên ánh mắt sáng lên, chương 3024, hầu thắng thiên xoắn suýt. Vừa mới tiểu tử kia nữ nhi, thể chất đặc thù, người nếu có thể đưa nàng mang đến để lão phu ăn hết lão phu liền có thể triệt để thoát khốn đến lúc đó đừng nói cái gì mười chảm thần vương cho dù là thần hoàng lão phu cũng có thể giúp ngươi chảm cổ lão thanh âm lần nữa truyền đến tiền bối việc này không thể hầu thắng thiên lập tức cự tuyệt lập tức nói tiền bối người này đối ta ân trọng như núi bây giờ tuyết nhi tính mệnh cũng phải dựa vào hắn tới cứu ta có thể nào ra hại nữ nhi của hắn ha ha tiểu tử tu hành thế giới bên trong nào có cái gì ân tình có thể nói, ngươi còn quá trẻ, bây giờ hắn biết được ngươi và yêu ma có liên quan, một khi hắn chuyển đi, ngươi nghĩ qua hậu quả sao? Cổ lão thanh âm, mang theo vài phần cười lạnh nói ra. Hắn, sẽ không nói. Hầu thắng thiên mở miệng, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, bằng vào ta đến xem, không bằng đem người này, cùng nữ nhi hắn cùng một chỗ chạm, như thế, chẳng những ngươi sự tình, sẽ không tiết lộ ra ngoài, hơn nữa, lão phu còn có thể lập tức thoát khốn, về sau liền có thể giúp người báo thù, cũng không phải là lão phu chế giễu ngươi, ngươi tư chất có hạn, mà cái kia Man Long là 10 trảm thần vương, tương lai thành tựu thần hoàng cũng là việc tất nhiên, không tá trợ thực lực của lão phu, người đời này đều khó có khả năng báo thù. Cổ lão thanh âm vang lên lần nữa, "Tiền bối, ta thực sự không thể." Hầu Thắng Thiên cắn răng, "Không cần kiên trì như vậy, ngươi nhưng có 100 năm thời gian cân nhắc, hắn không phải nói trăm năm, liền có thể đưa ngươi cái kia tiểu ni tử trị liệu tốt sao?" về sau hắn liền triệt để vô dụng không giết hắn người sẽ tiếp nhận bại lộ phong hiểm giết hắn người sẽ không có này phong hiểm lại có thể báo thù rửa hận cân nhắc lợi hại người tự suy nghĩ một chút a à. còn có lão phu gần nhất khẩu vị không sai không có thần vương trái tim thần linh cửu trọng tu giả trái tim cũng là có thể nhiều đưa tới một chút cổ lão thanh âm cuối cùng rơi xuống hầu thắng thiên trong mắt tràn đầy xoắn xuýt quyết định này quá khó khăn cổ phong rời đi thần viên phong trên mặt mang hoảng hốt chủ nhân cái kia thần viên phong phía dưới có yêu ma lão ngư thanh âm ở cổ phong trong lòng vang lên ta biết lại ta cảm thấy khi thức kia ở trên người ta đảo qua hắn thực lực mạnh chỉ sợ không yếu hơn lão khổng tước cổ phong sắc mặt biến hóa ngay sau đó nói nhỏ hầu thắng thiên không chút nào sách thần viên phong phía dưới yêu ma việc này trong đó có chút cổ quái chủ nhân người nói cái này hầu thắng thiên đáng tin sao âm bà tử thanh âm vang lên, bất kể như thế nào, ý đề phòng người khác không thể không. Ta tự có chừng mực, cổ phong mở miệng, cũng đang cổ phong suy nghĩ thời điểm, phía trước một trận non nớt thanh âm truyền đến. Các ngươi, cũng đứng tốt rồi, xếp thành hàng, loạn cả một đoàn, ba ba đối với các ngươi ấn tượng sẽ không tốt, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Thanh âm này, là cổ tiểu tuyền, cổ phong phóng nhãn xem xét, khá lắm, đàn phong trước đó, đã lít nha lít nhít, hội tụ hơn trăm người. Bất quá, cái này hơn trăm người, không có nửa điểm phân loạn, mà là chỉnh tề chiến thành một loạt. Đan phong trước đó, không không hóa thân khỉ nhỏ, ghé vào cổ tiểu tuyền đầu vai, mà cổ tiểu tuyền thì là ngồi ở tham long trên lưng. Một bộ chỉ điểm giang sơn dáng vẻ, nhà đầu này, cổ phong cười khổ, ngay sau đó giang hai cánh ra, cực tốt mà tới. Bái kiến phong trưởng lão, nhìn thấy cổ phong trở về, lập tức cái này hơn nghìn người, cùng nhau hướng về phía cổ phong cúi đầu. Không đợi cổ phong hỏi thăm, một bên cổ tiểu tuyền chính là mở miệng ba ba bọn họ là đến chuẩn bị gia nhập đan phong cổ phong nghe xong lập tức cũng là giật mình thất tự tông đông tây lưỡng ngạn đều chia làm ngoại môn nội môn cùng rất nhiều thần phong một dạng tạp dịch đệ tử ở ngoại môn làm tạp hóa ngoại môn đệ tử liền ở ngoại môn tu hành nội môn đệ tử thì tại nội môn tu hành mà hạch tâm đệ tử liền là có tư cách lựa chọn rất nhiều thần phong gia nhập mặc dù thần linh thất trọng bát trọng hạch tâm đệ tử không có tư cách, chân chính bái nhập một vị thần vương trưởng lão môn hạ, nhưng có thể làm ký danh đệ tử, dù cho không làm như ký danh đệ tử, cũng có thể lưu tại thần phong bên trong, nghe theo trưởng lão điều khiển, chỉ cầu lăn lộn cái quen mặt, ngày sau trở thành thần linh cửu trọng, có thể triệt để bái nhập trưởng lão môn hạ. Ở thất tự tông Tây Ngạn, mặc dù thần linh cửu trọng truyền thừa đệ tử, chỉ có 13 người, nhưng thần linh bát trọng, đến cửu trọng, một đạo khảm này, là cực kỳ khó có thể vượt qua, kỳ thực thần linh bát trọng, thất trọng hạch tâm đệ tử, Thất Tự tông Tây Ngạn, có gần 500 người. Bây giờ những đệ tử nòng cốt này, hiển nhiên bởi vì sự tình hôm nay, biết được cổ phong tương lai không thể đo lường, cho nên cũng là tìm tới chạy. Tiểu Tuyền, việc này liền giao cho các ngươi." Cổ Phong nhìn về phía Cổ Tiểu Tuyền, lập tức mở miệng. "Ba ba yên tâm đi, ta có thể sẽ không chọn lựa phế vật." Cổ Tiểu Tuyền vui vẻ nói ra. Hắn và Tham Long cùng không không, mỗi ngày đều ở bồi dưỡng đan phong thảo dược, đều muốn mệt chết rồi, trước mắt khổ nhiều như vậy lực ở Nàng làm sao sẽ buông tha? Ân, Cổ Phong gật đầu một cái. Đối với mình nữ nhi cùng không không cùng tham lòng ánh mắt, Cổ Phong vẫn tin tưởng, bây giờ Đan Phong cũng đích xác cần một số người đến quản lý sự vụ ngày thường. Về tới Đan Các bên trong, Cổ Phong chính là vào lầu 2. Tiếp đó, Cổ Phong lấy ra một cái bình ngọc, cái kia trong bình ngọc chính là một giọt kia tuyết nhi huyết. Trăm năm hẳn là có thể, Cổ Phong nhìn xem giọt máu này, tự nói, muốn phá giải cái này cửu hoa cửu thảo độc cổ phong nhất định phải quen biết toàn bộ cơ sở thảo dược, cổ phong nói 100 năm thời gian, kỳ thực cũng là đưa cho chính mình một cái học tập thần giới cơ sở thảo dược kiến thức thời gian. Không nghĩ nhiều nữa, cổ phong ăn vào một mai hồi thần đan, bắt đầu tiếp tục đọc qua thảo dược điển tịch. Đọc qua điển tịch đồng thời, cổ phong vận chuyển thể nội thần lực, đồng thời tu hành. Cứ như vậy, cả đêm thời gian trôi qua, có hồi thần đan, linh cực đan hai loại linh giai thượng phẩm đan dược tương trợ, cổ phong một đêm này, chẳng những không có nửa điểm dã rời ngược lại, thần thanh khí sảng. Đồng thời, cổ phong cảm giác, bản thân tu vi, tinh tiến một chút. Không nghĩ tới, tiêu hao thần hồn chi lực, cũng có thể trợ giúp tu hành. Cổ phong trên mặt vui mừng hiện lên, cảm ngộ thảo dược kiến thức đồng thời, còn có thể tăng cao tu vi, cái này tự nhiên không thể tốt hơn nữa. Cũng ở lúc này, một thanh âm truyền đến, bái kiến phong trưởng lão, nghe được thanh âm này, cổ phong lập tức cười một tiếng, mở miệng, vào đi. Ngay sau đó, một bóng người, đi đến người đến không phải người khác chính là ôn hiểu mộng cầu phong trưởng lão cứu ta ôn hiểu mộng vừa đi vào đến chính là trực tiếp quỵ ở cổ phong trước mặt người có biết nóng lòng cầu thành luyện công không vững vàng thần lực đây là tối kỵ cổ phong nhìn về phía ôn hiểu mộng nói ra phong trưởng lão chẳng lẽ đời ta đều không có hy vọng bước vào thần vương cảnh sao ôn hiểu mộng nhìn về phía cổ phong trong mắt mang theo đắng chát ngày đó nàng sở dĩ lựa chọn đi theo cổ phong cũng là bởi vì cổ phong cho nàng truyền âm, nói thẳng ra nàng đã từng luyện công tẩu hỏa nhập ma, hư hại căn cơ sự tình. Ôn Hiểu Mộng, lúc còn trẻ, tu hành đã từng tẩu hỏa nhập ma qua. Chương 3025, nhao nhao nhập môn. Nàng nóng lòng cầu thành, mặc dù cuối cùng khôi phục, cũng thành công bước vào thần linh cửu trọng, nhưng căn cơ bị hao tổn, lại cả người tính tình có đôi khi không nhận bản thân khống chế, cực kỳ dễ dàng táo bạo. Có, ngược lại là có, bất quá không phải sớm chiều có thể giải quyết cần thời gian dài điều trị. Cổ phong mở miệng, phong trưởng lão, hiểu mộng nguyện ý bái nhập trưởng lão môn hạ, sau này ngày đêm phụng dưỡng trưởng lão tả hiếu. Ôn hiểu mộng nghe xong, khắp khuôn mặt là vẻ đại hỷ, lập tức lần nữa quỳ lại. Bất quá nói xong tất cả những thứ này, sắc mặt nàng có chút đỏ. Trên thực tế, đã từng cũng có mặt khác thần vương trưởng lão nhớ thương qua ôn hiểu mộng, nhưng nàng đều cự tuyệt, vừa mới kích động nói ra, giờ phút này có chút xấu hổ. Ngày đêm phụng dưỡng cũng không cần, về phần bái sư lấy người bây giờ còn chưa có tư cách thành làm ta đệ tử chính thức tạm thời làm ta một cái ký danh đệ tử a người có thể lưu tại đan phong tu hành cổ phong nhìn về phía ôn hiểu mộng mở miệng nói phong trưởng lão hiểu mộng mặc dù ngu dốt nhưng cũng là truyền thừa đệ tử bài danh thứ ba không tư cách làm đệ tử chính thức sao ôn hiểu mộng trong mắt tràn đầy không cam tâm chính mình cũng nguyện ý hiến thân đối phương vậy mà không muốn đệ tam tề nghĩa không phải đệ tam sao cổ phong mở miệng Trước đó hắn đã bị ta đánh bại, bây giờ ta là truyền thừa đệ tam. Ôn hiểu mộng nói ra, ta thu đệ tử, nhìn không chỉ là tu vi cùng tư chất, càng thêm là xem tại tâm tính cùng phẩm chất, cho nên, phải cần một khoảng thời gian khảo sát, người nếu phù hợp tiêu chuẩn của ta, ta tự nhiên sẽ nhường ngươi làm đệ tử chính thức, về phần ngươi căn cơ bị tổn thương vấn đề, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Cổ phong mở miệng lần nữa, tạ sư tôn, ôn hiểu mộng nghe xong có thể giải quyết, đại hỷ mở miệng, lập tức nói, sư tôn, đệ tử cho ngươi pha chén trà nhỏ. Một chén trà không đủ, nhiều pha vài chiếc A. Cổ phong đạm ngữ, quả nhiên, bên này, ôn hiểu mộng nước trà mới vừa pha tốt, bên ngoài lại có tiếng thanh âm truyền đến. Bái kiến phong trưởng lão, cổ phong đạm ngữ, vào đi. Ngay sau đó, liền nhìn như bộ đình, xài bước mà vào, hắn nhìn thấy cổ phong, không nói hai lời, trực tiếp quỳ ở trước mặt cổ phong, ôm quyền chính là lễ bái, đệ tử như bộ đình, bái kiến sư tôn. Cổ phong gặp vậy, không khỏi cười khổ tiểu tử ngươi ta nói nhận lấy ngươi sao sư tôn ngài bây giờ cũng là trưởng lão rồi cùng đệ tử không phải một cái bối phận đệ tử cũng không thể gọi ngài lão đại rồi tăng thêm đệ tử hoặc là sớm nhất đi theo ngài ngài cũng không thể đem đệ tử khu trục đi ra ngoài a à. nhiêu bộ đình lập tức mở miệng ha ha thôi hôm nay ngươi liền vào môn hạ của ta làm ta đệ tử chính thức mỗi ngày đi theo ta tu hành đan đạo a à. cổ phong nhìn về phía nhiêu bộ đình mở miệng tạ sư tôn nhiều bộ đình đại hỉ, lập tức quỳ lại. Một bên ôn hiểu mộng gặp vậy, trong lòng có chút không cam tâm, bất quá hắn cũng không nói gì, hắn đã dò thăm, nhiều bộ đình đích xác là cái thứ nhất đi theo cổ phong, lại đi theo thời gian lâu nhất, hiển nhiên đã bị cổ phong lý giải, cho nên thu làm chính thức đệ tử, chỉ phải mấy ngày nữa, bản thân thông qua khảo sát, cũng tất nhiên có thể thành chính thức đệ tử. Được, người đi sang một bên, đó là người ôn sư muội Cổ phong mở miệng, nhiều bộ đình kinh ngạc, không nghĩ tới có được một tòa thần phong làm tư nguyên ôn hiểu mộng cũng bái cổ phong vi sư ôn hiểu mộng không có nhiều lời ai bảo đối phương là đệ tử chính thức đây bản thân chỉ có thể làm sư muội đón lấy lại có tiếng thanh âm truyền đến thiên giao hướng phong trưởng lão thỉnh tội cổ phong lập tức cười một tiếng vào a à. lời vừa nói ra liền nhìn một người đi đến người đến chính thức lý thiên giao lý thiên giao vừa tới cổ phong trước mặt chính là phù phù một tiếng trực tiếp quỵ ở cổ phong trước mặt trực tiếp ôm quyền mở miệng, thiên giao trước đó tin tức truyền ra, đến mức Chu Khai Nguyên cùng Ma Liên Sơn vây phong, thậm chí còn xui khiến Lý Thuận tham dự việc này, thiên giao phạm sai lầm lớn, còn mời phong trưởng lão trách phạt. Ha ha, người biết được ta sớm đã đoán được, những chuyện này đều là ngươi cách làm, cùng giả ngu, không bằng trực tiếp ngả bài hướng ta nhận tội, không sai. Cổ phong gặp vậy, lập tức cười một tiếng, phong trưởng lão, không chỉ có như thế, gia phụ đã tới cửa hướng triệu trưởng lão tả tội, lại lập thề độc, sau này tuyệt không thua thiệt đại trưởng lão vị trí, an tâm giữ gìn Tây Ngạn. Phụ thân, hắn, cũng biết lỗi rồi, Lý Thiên Giao lập tức mở miệng nói ra, cổ phong nghe xong, cũng là minh bạch, Lý Thiên Giao phụ tử đều là nhân tinh, bây giờ thấy mình quật khởi mạnh mẽ, tăng thêm triệu trưởng lão cùng chính mình quan hệ không tầm thường, hắn sau này căn bản không hy vọng, dứt khoát trực tiếp phục nguyễn. Chân tiểu nhân, tốt hơn ngụy quân tử, dù sao cũng là Tây Ngạn người, Lý trưởng lão cùng Lý Thiên Giao, không có được chỗ tốt gì, lại đều được giáo huấn triệu trưởng lão tất nhiên đều bỏ qua cổ phong cũng không muốn tiếp tục truy cứu đứng lên đi cổ phong mở miệng vãn bối không dám lên còn mời phong trưởng lão thu vãn bối nhập môn lý thiên giao trực tiếp mở miệng ngày đó cổ phong truyền âm cho hắn nói cho hắn hắn tiên thiên dương nguyên thiếu thốn chứng nhận cũng không phải là không thể chữa trị lý thiên giao bây giờ là thật muốn gia nhập cổ phong môn hạ theo hắn tu hành đan đạo nếu như có thể chữa trị bản thân hắn đời này liền coi như là tân sinh. Người cảm thấy, ta sẽ thu ngươi nhập môn sao? Cổ phong mở miệng, phong trưởng lão, đây là vãn bối lễ bái sư. Lý Thiên Giao mở miệng, trực tiếp lấy ra một cái túi càn khôn, dâng lên. Cổ phong ánh mắt quét qua, phát hiện, bên trong vậy mà toàn bộ đều là tỉnh thần thảo, lại toàn bộ đều là 10 vạn năm niên đại trở lên, nói ít cũng có hơn ngàn gốc. Muốn nói không động tâm là giả, tỉnh thần thảo không tốt mua sắm, lại bây giờ cổ phong muốn luyện chế hồi thần đan, đối với tỉnh thần thảo nhu cầu rất lớn. Phong trưởng lão, gia phụ đã nói, sau này phong trưởng lão nếu cần tỉnh thần thảo, trực tiếp đi thiên nguyên phong cầm chính là, lại, gia phụ còn nói, thiên giao phạm phải lớn như thế sai, chỉ có đi theo phong trưởng lão tả hiếu, cả ngày phục thị, mới có thể tha tội, nếu như phong trưởng lão không thu thiên giao, để thiên giao chết ở bên ngoài, cũng không nên trở lại. Lý thiên giao mở miệng, nhìn về phía cổ phong, cơ hồ muốn khóc, phong trưởng lão, dù cho để thiên giao, ở ngài thần phong làm tạp dịch cũng tốt một bên nhiều bộ đình cùng ôn hiểu mộng đều sợ ngây người truyền thừa người thứ nhất vậy mà như thế mặt dày mày dạn thậm chí không tiếc làm tạp dịch thôi từ hôm nay ngươi liền vào môn hạ của ta tạm thời làm ký danh đệ tử a cổ phong cuối cùng mở miệng cầm thủ đoạn của người ta tăng thêm tất cả ân oán đã hóa giải cổ phong thì cũng không thèm để ý tạ sư tôn lý thiên giao mừng rỡ như điên hắn nhưng là nhớ kỹ cha hắn nhắc nhở chỉ cần có thể đi theo vị này phong trưởng lão, tương lai không thể đo lường. Một bên ôn hiểu mộng, gặp Lý Thiên Giao cũng vẻn vẹn ký danh đệ tử mà thôi, trong lòng thăng bằng không ít. Cũng ở lúc này, một thanh âm truyền đến, đệ tử Tây Môn Thanh Hổ, cho sư tôn Vấn An. Cái này, Lý Thiên Giao, nhiều bộ đình, ôn hiểu mộng nghe nói như thế, mở to hai mắt nhìn. Ôn hiểu mộng cùng nhiều bộ đình, trước đó không có sư tôn, bọn họ dễ nói, trực tiếp bái nhập cổ phong môn hạ, mà Lý Thiên Giao sư tôn chính là phụ thân hắn, dễ nói chuyện, cải đầu cổ phong môn hạ, cũng là bình thường. Mà, Tây Môn Thanh Hổ, là ngạn chủ truyền thừa đệ tử A, lại là duy nhất truyền nhân y bát. Hắn, cũng tới bái sư, chương 3026, cái thứ nhất khảo hạch. Chẳng lẽ, ở Tây Môn Thanh Hổ trong lòng, cổ phong địa vị, đã vượt qua ngạn chủ đại nhân. Giờ khắc này, Lý Thiên Giao mấy người, trong lòng đã chấn kinh tới cực điểm. Bất quá cổ phong không mở miệng, bọn họ cũng không dám nói lời nào. Vào đi, cổ phong nghe thấy, cười khổ mở miệng, ngay sau đó, liền nhìn tây môn thanh hổ, xài bước mà vào, hắn trực tiếp chính là quỳ dạp xuống đất, đối cổ phong chính là cúi đầu, đệ tử tây môn thanh hổ, bái kiến sư tôn. Ta khi nào, thu ngươi làm đệ tử, cổ phong hỏi, sư tôn, ngày đó đáp ứng, thanh hổ có thể đi theo sư tôn, lại bây giờ sư tôn thân làm trưởng lão, thanh hổ dĩ nhiên chính là sư tôn đệ tử. Tây môn thanh hổ, sắc mặt như thường nói ngạn chủ tu vi so với ta cao kiến thức so với ta rộng tài nguyên so với ta nhiều ngươi làm sao không tiếc từ bỏ rất nhiều chỗ tốt bái nhập môn hạ của ta cổ phong nhìn về phía tây môn thanh hổ hỏi sư tôn tư chất so với ta cao cảm ngộ so với ta sâu lòng dạ so với ta rộng can đảm so với ta mạnh hơn sư tôn có thể thần linh chi thân đối mặt thần vương mặt không đổi sắc thong rong ứng đối đây là ngạn chủ không cách nào cho ta tây môn thanh hổ mở miệng cuối cùng nhìn về phía cổ phong trong mắt cơ hồ mang theo vẻ cuồng nhiệt nói, sư tôn, là ta muốn trở thành người. Tây môn thanh hổ không phải nhất thời xúc động, hắn không ngốc. Ngày đó, cổ phong biểu hiện ra tất cả, có thể tưởng tượng, cổ phong tương lai, tất nhiên xa xa cao hơn hắn, thậm chí, khả năng bước vào thần hoàng cảnh, bái nhập dạng này một người môn hạ, hắn đời này không tiếc. Tốt, từ hôm nay, người vào môn hạ của ta, làm ta một ký danh đệ tử. Cổ phong nhìn về phía tây môn thanh hổ mở miệng, ký danh đệ tử, sư tôn, tây môn thanh hổ trên mặt mang không cam tâm, hắn là thánh tử A, hắn ở ngạn chủ nơi đó, cũng là duy nhất truyền nhân y bát, tới cổ phong nơi này, vậy mà vẻn vẹn ký danh đệ tử. Vào môn hạ của ta, bất kể là người thân phận như thế nào, có gì quá khứ, đều muốn vứt bỏ, chỉ có thông qua ta cân nhắc, mới có thể thành chính thức đệ tử. Bây giờ các ngươi sư huynh đệ trong bốn người, chỉ có tiểu nghiêu thông qua được vi sư khảo hạch, bây giờ là đệ tử chính thức, những người khác cũng đều giống như ngươi, Cổ phong nhìn về phía tây môn thanh hổ, đạm ngữ. Một bên kia, ôn hiểu mộng cùng Lý Thiên Giao lúc đầu có chút không công bằng, bây giờ nhìn tây môn thanh hổ mới vẻn vẹn thánh tử mà thôi, cái này liền cân bằng nhiều. Tây môn thanh hổ lập tức nghiêm mặt mở miệng, đệ tử tất sốc hết toàn lực, sớm ngày thành chính thức đệ tử. Ân, cổ phong nhìn trước mắt bốn cái đệ tử, trong lòng hết sức hài lòng. Đừng nói tây ngạn, cho dù là chính xác thất tự tông, lâu đời tuế nguyệt đến nay, cũng chưa từng có đi ra một cái trưởng lão, có thể đem đệ tử bên trong xếp hạng thứ 4, đều thu nhập bộ hạ, đây quả thực quá bá đạo. Nhưng hết lần này tới lần khác, cổ phong liền làm được, lại cũng không phải là uy hiếp bức bách, mà là những người này, đều kêu khóc đến bái sư. Tốt, hôm nay vi sư liền cho các ngươi lên khóa thứ nhất. Cổ phong giờ phút này, nhìn về phía bốn người mở miệng. Lập tức bốn người, trong mắt tràn đầy chờ mong, đặc biệt bị là cái kia tây môn thanh hổ, hắn cảm giác, cổ phong tuyệt đối bất phàm, bằng không không có khả năng bằng chừng ấy tuổi, có thành tựu như thế chờ đợi cổ phong bắt đầu bài giảng quen biết thảo dược cổ phong mở miệng bốn người nghe xong trong nháy mắt liền xì hơi sư tôn đây cũng là khóa thứ nhất sao ôn hiểu mộng không khỏi mở miệng những người khác cũng là như thế bọn họ vốn cho rằng cổ phong sẽ kể lại một chút luyện đan hoặc là cảm mộ loại hình đồ vật không nghĩ tới khóa thứ nhất dĩ nhiên là quen biết thảo dược các ngươi xem thường quen biết thảo dược lại không biết quen biết thảo dược là chúng ta tu hành mấu chốt cổ phong nhìn về phía bốn người biểu lộ như vậy lập tức mở miệng ngay sau đó lại là chậm rãi nói đệ nhất quen biết thảo dược là đánh đan đạo cơ sở chỉ có làm chắc cơ sở ngày sau mới có thể trở thành đan sư dù cho không được đan sư quen biết rất nhiều thảo dược cũng có thể tinh thông dược lý đối với tu hành cũng có trợ giúp mọi người vừa nghe nhao nhao gật đầu đệ nhị quen biết thảo dược cần hao phí thần hồn chi lực đây là tu hành nguyên thần phương pháp tốt nhất có thể tăng mạnh bản thân thần hồn chi lực cổ phong nhìn về phía mấy người mở miệng lần nữa mấy người nghe xong lập tức con mắt đều là hơi sáng lên đệ tam quen biết thảo dược đích xác bồn tẻ nhưng đây cũng là một cái tôi luyện lòng người tính quá trình một cường giả nhất định phải chịu được nhàm chán cổ phong mở miệng lần nữa bốn người nghe xong trong mắt đều là tinh mang lấp lóe bọn họ chỉ cảm thấy bản thân kiến thức quá nông cạn nguyên lai like sư tôn để bọn hắn quen biết thảo dược có nhiều như vậy thâm ý Cuối cùng cổ phong mở miệng, đây là vi sư đối với các người cái thứ nhất khảo hạch, lấy 100 năm làm kỳ hạn, trăm năm về sau, quen biết thảo dược người nhiều nhất, có thể trở thành vi sư đệ tử chính thức, nếu như tiểu nghiêu đệ nhất, vi sư liền truyền thụ cho người một loại luyện đan chi pháp. Tạ sư tôn, lập tức, bốn người đều là hưng phấn mở miệng, bắt đầu đi, cổ phong mở miệng, ngay sau đó, ở nhiều bộ đình hướng dẫn dưới, cái này tây môn thanh hổ mấy người, cùng đi đến đan các lầu hai điển tịch khu, nhau nhau bắt đầu đọc qua thảo dược điển tịch bắt đầu điên cuồng quen biết trên điển tịch mỗi một trang ghi chép thảo dược. Cũng ở lúc này, cổ tiểu tuyền cùng không không cùng tham long trở về. Ba ba, chọn xong, cổ tiểu tuyền có chút thất vọng mở miệng. Thế nào, cổ phong hỏi, tổng cộng 123 người, đến đây bái sư, cuối cùng, tiểu tuyền liền chọn chúng 36 người, mặt khác tư chất quá kém, không tư cách ở đan phong tu hành. Cổ tiểu tuyền lập tức nói ra, cổ phong nghe thấy, không khỏi cười khổ, có thể đi vào tông môn, nào có tư chất quá kém, cái này hơn 100 người, tu vi cũng là thần linh thất trọng, bát trọng, tuyệt đối đều tính bất phàm, hiển nhiên nữ nhi mình yêu cầu là rất cao. Chủ nhân, người không biết, tiểu chủ nhân cái kia tuyển chọn phương pháp, thật sự là quá. Tham Long cười khổ, quá cái gì, cổ phong hỏi, một bên cổ tiểu tuyển nháy mắt ra hiệu, Tham Long có chút khó khăn. Cổ phong lại là trực tiếp mở miệng, cứ nói thật. Tiểu chủ nhân, trực tiếp để cái này hơn 100 người, bắt đầu kéo bè kéo lũ đánh nhau, lại không có bất kỳ quy tắc nào khác hạn chế một canh giờ về sau còn có thể đứng liền thu làm môn hạ tham long mở miệng cổ phong nghe thấy cũng không có trực tiếp cho đánh giá mà là nhìn về phía cổ tiểu tuyền mở miệng tiểu tuyền ngươi vì sao muốn làm như thế cổ tiểu tuyền nghiêm trang nói ra cha cái này rất đơn giản tiểu tuyền cho rằng chúng ta muốn chọn là tinh anh cái gì là tinh anh không phải quang não tử dễ dùng cũng không phải chỉ riêng tu vi cao mà là thực lực tổng hợp mạnh a à, Vậy ngươi nói một chút a, à, cái này kéo bè kéo lũ đánh nhau là ý gì? Cổ Phong mở miệng, "Cha ngươi nghĩ a, à, cái này kéo bè kéo lũ đánh nhau, nữ nhi không hạn chế quy tắc, một số người dựa vào thực lực mạnh, có thể lấy một địch mười một số người dựa vào giao thiệp rộng, có thể lôi kéo những người khác, mà một số người thì là ỷ vào tài lực mạnh, có rất nhiều hộ thân bảo vật, một số người thì là đầu óc linh quang, không chân chính động thủ, trong đám người một mực du tẩu, cứ như vậy, cuối cùng còn có thể đứng Tất nhiên cũng là thực lực tổng hợp mạnh nhất. Chương 3027, thần linh tứ trọng. Cổ Tiểu Tuyền cuối cùng phân tích nói, nói rất hay, Cổ Phong nghe xong, gật đầu một cái, bản thân nữ nhi tuyệt đối là một đứa bé lanh lợi, có thể muốn ra đơn giản như vậy biện pháp hữu hiệu, đến chọn lựa người. Cổ Tiểu Tuyền hưng phấn mà nói ra, cha, người đều nói ta đúng rồi, vậy có phải hay không, cái này 36 người, liền phân đến nữ nhi dưới quyền, sau này đảm nhiệm nữ nhi chỉ huy chỉ sợ ngươi tạm thời không có thời gian quản lý những người này cổ phong lập tức cười một tiếng vì sao a à? cổ tiểu tuyền nghi hoặc bởi vì ngươi muốn đi thứ nguyên giới học phủ học tập cổ phong mở miệng học phủ cha ta không đi cổ tiểu tuyền nghe xong lập tức mở miệng cổ phong sớm nghĩ tới như vậy lập tức mở miệng ai mặt khác thần vương trưởng lão tử tôn đều tại nơi đó tu hành cả đám đều cảm thấy con cháu của mình thiên tư vô địch chiến lược bất phàm bây giờ Ta đàn đạo trưởng lão phong lạc Trần nữ nhi không đi, những người khác tất nhiên sẽ chế nhạo, thôi, nữ nhi nếu không muốn đi, cũng liền. Hừ, ai dám chế nhạo cha ta, ta đi học phủ nhìn xem. Cổ Tiểu Tuyền lập tức mở miệng, đi, đi, ở cổ phong khuyên bảo phía dưới, Cổ Tiểu Tuyền thành công gia nhập thất tự tông bên trong thứ nguyên giới học phủ, ở nơi đó, cùng đông đảo tông môn tử tôn hậu duệ tu hành tiên đạo. Về phần cổ phong, mỗi ngày luyện đan, có bản thân dùng linh cực đan cùng hồi thần đan cùng cổ tiểu tuyển trường nguyên đan, không không cùng tham long tự thú đan. Luyện đan đồng thời, cổ phong liền cùng mấy cái đệ tử cùng một chỗ, quen biết thảo dược. Mỗi khi quen biết thảo dược bên trong, có chỗ dẫn dắt, cổ phong liền sẽ tiếp tục phân tích, tuyết nhi một giò kia huyết bên trong, độc tố thành phần. Trong nháy mắt, 100 năm, chính là đi qua. Cổ phong giờ phút này, đang ở luyện đan, qua 100 năm cố gắng, cổ phong rốt cục phân tích ra, tuyết nhi một giò kia trong máu, độc tố thành phần, hơn nữa thành công tìm được phối trí giải dược, bây giờ tại luyện chế giải độc đan. Nơi xa, giá sách bên cạnh, Tây Môn Thanh Hổ, Lý Thiên Giao, cùng như bộ đình, cũng là vẻ mặt than thở. Chỉ có cái kia ôn hiểu mộng, gương mặt đắc ý. Ấy nha, hiện tại, ta thế nhưng là đệ tử chính thức, Tây Môn Sư Đệ, Lý Sư Đệ, các người cần phải khách khí với ta một điểm A. Ôn hiểu mộng nhìn về phía cái này ngày xưa thánh tử cùng truyền thừa đệ tử người thứ nhất, vừa cười vừa nói. Một trăm năm ước hẹn, vừa mới kết thúc. Lần này, trong bốn người, ôn hiểu mộng, quen biết thảo dược nhiều nhất, có 1.300 vạn loại thảo dược. Những người khác, nhiều bộ đình, 1.000 vạn loại. Lý Thiên Giao, 800 vạn loại. Mà Tây Môn Thanh Hổ, chỉ có 600 vạn loại. Như thế, ôn hiểu mộng, trở thành cổ phong đệ tử chính thức. Tiểu nha đầu, người đắc ý cái gì? Lý Thiên Giao không cam tâm mở miệng, bất quá ngay sau đó lại nói, còn tốt, ta không phải cái cuối cùng. Tây Môn Thanh Hổ nghe xong, mặt đều xanh, hắn tự nhận là tư chất tu hành bất phàm, lại không nghĩ rằng, ở đan đạo phương diện, tư chất kém như vậy, xếp hạng cuối cùng. Lại có cơ hội, ta nhất định muốn rửa nhục, tây môn thanh hổ trong mắt tràn đầy kiên quyết, trước đó chưa từng có kiên quyết. Ôn hiểu mộng, vừa nhìn về phía nhiều bộ đình mở miệng, nhiều sư huynh, nói không chừng ngày nào, ta liền vượt qua ngươi, ngươi cũng có thể phải nắm chặt a. À. hư Hừ, lần sau nhất định thắng ngươi, nhiều bộ đình mở miệng, một lần này, hắn không có thủ thắng, bất quá hắn tâm tình, kỳ thực cũng không tệ, hắn không khỏi cảm thán, sư tôn, quả nhiên là cao nhân A. À. Nghe được nhiều bộ đình lời này, đám người, lập tức cùng nhau nhìn về phía cổ phong, trong mắt vẻ sùng bái, càng ngày càng nồng đậm. Một trăm năm qua, bọn họ ngày qua ngày khô khan luyện đan, thần hồn chi lực, đều là tăng cường không ít. Như vậy tốc độ tu hành, thế nhưng là viễn siêu bọn họ trước kia bản thân tu hành thần hồn tốc độ. Về phần mặt khác, ôn hiểu mộng, ở đan đảo bên trên thu hoạch rất sâu, Tự nhiên không cần phải nói. Tây Môn Thanh Hổ, qua 100 năm qua, mỗi ngày kiên trì quen biết thảo dược, tâm tính chiếm được không nhỏ tôi luyện, chỉ cảm giác mình tu hành chi tâm, càng thêm kiên định. Mà hết thảy này, tự nhiên cũng là Cổ Phong công lao. Bất quá, sư phụ thật đúng là yêu nghiệt a, à, hắn rõ ràng cùng chúng ta cùng một chỗ quen biết thảo dược. Giờ phút này, Tây Môn Thanh Hổ không khỏi mở miệng. Bọn họ trăm năm qua, một mực quen biết thảo dược. Mà Cổ Phong, đồng thời muốn luyện đan, muốn phân tích dược lý, ở quen biết thảo dược bên trên dùng thời gian, trên cơ bản chỉ có một nửa của bọn họ. Nhưng mà, cho tới hôm nay, cổ phong quen biết thảo dược đã đạt đến kinh khủng 5.000 vạn. Một ước cơ sở thảo dược, cổ phong đã làm quen một nửa. Lại, cổ phong tu vi, chỉ có thần linh tam trọng. Làm được tất cả những thứ này, để tây môn thanh hổ đám người, đối cổ phong càng ngày càng kính nể cùng thán phục. Về phần lý thiên giao cùng ôn hiểu mộng, đối cổ phong liền không chỉ là kính nể cùng thán phục, càng nhiều cảm kích. Bởi vì, trên người bọn họ bệnh tật, cổ phong đều đã hỗ trợ giải quyết. Ôn hiểu mộng hao tổn căn cơ đã bù đắp, sẽ không bao giờ lại ảnh hưởng sau này tu hành. Về phần lý thiên giao, hắn rốt cuộc tìm về, bản thân làm nam nhân cảm giác. Ông, cũng ở giờ phút này, cổ phong trước mặt đan lô vù vù vang lên. Đón lấy, cổ phong vung tay lên, trong nháy mắt, một hạt dịch thấu trong suốt đan dược, chính là rơi vào cổ phong trong tay. Chính là giải độc đan, thành cổ phong trên mặt mang ý cười. Trăm năm qua, hắn rốt cục phối trí ra giải độc đan. Mà cũng ở lúc này, cổ phong trên người, một cổ khí thế bỗng nhiên tản mạn ra. Thần linh tứ trọng, một trăm năm đan đạo tu hành, tất cả nước chảy thành sông, đan thành giờ khắc này, cổ phong tu vi, cũng rốt cục đạt đến thần linh tứ trọng. Chúc mừng sư tôn, bước vào thần linh tứ trọng, lập tức, tây môn thanh hổ bốn chiếc người cùng nhau hướng về phía cổ phong cúi đầu. Dung động trong lòng, đã khó có thể che giấu năm đó cổ phong mới vừa tiến vào thần linh tam trọng đến thất tự tông lúc này mới vẻn vẹn trăm năm tu vi trực tiếp liền đột phá nhất trọng như vậy tu hành tốc độ quả thực không thể tưởng tượng nghe được mấy cái đệ tử cổ phong không khỏi cười mắng mấy người các ngươi thần linh tứ trọng có gì chúc mừng ngại sư tôn tu vi của ta quá thấp sao mấy người nghe xong cũng là vẻ mặt vẻ cổ quái dựa theo lẽ thường mà nói lấy bọn họ thần linh cử trọng tu vi nhìn thấy bình thường thần linh tam trọng đột phá đến tứ trọng tất nhiên không có cảm giác gì. Mà nhìn thấy cổ phong đột phá, chính là không đồng dạng. Bây giờ nhìn cổ phong, nếu như nhìn qua một ngọn núi thần, trong lòng cái kia địa vị, căn bản là không có cách dao động. Được, vi sư một lần này, cho các người 200 năm, lần này khảo hạch ban thưởng cùng trước đó một dạng, tiếp tục cố gắng ha. Cổ phong nhìn về phía mấy người, lập tức mở miệng. Tạ sư tôn, nghe đến lời này, mấy người lập tức giống như đâm máu gà một dạng. Lập tức, Nhao nhao lâm vào khổ tu bên trong, bọn họ một lần này, đều nghĩ thằng a Cổ phong không tiếp tục nhiều để ý tới rất nhiều đệ tử, mà là đi thẳng đan phong, đón lấy, chính là triển khai hai cánh, hướng về thần viên phong phương hướng bay đi. Một trăm năm, hầu thắng thiên, ta đáp ứng đã làm được, hy vọng, lo lắng của ta, là dư thừa. Cổ phong nhìn qua thần viên phong, đáy mắt hiện lên một vòng thâm ý. Trường 3028, xoắn suýt hầu thắng thiên. Thần viên phong. Động phủ bên trong, chỉ có Hầu Thắng Thiên cùng trên giường bệnh Tuyết Nhi. Hầu Thắng Thiên, trong mắt tràn đầy xoắn suýt, tỷ phu, chúng ta không thể lấy oán trả ơn. Tuyết Nhi nhìn về phía Hầu Thắng Thiên, mở miệng. Hầu Thắng Thiên cuối cùng xoắn suýt lông mày, hơi hơi giãn ra. Tuyết Nhi, người yên tâm, ta đã nghĩ kỹ, ta tin tưởng Phong huynh đệ làm người, hắn sẽ không đem người ta sự tình nói ra. Lại Phong huynh đệ, đối ta tri ân, ta tuyệt sẽ không hại tính mạng hắn. Bất quá, tỷ phu, ngươi là nghĩ, Tuyết Nhi sắc mặt biến hóa. Tuyết Nhi, đây là tỷ phu cơ hội duy nhất, tỷ phu sẽ làm rất bí ẩn. Phong Lạc Trần Tuyệt sẽ không biết được việc này là ta làm, hắn vẻn vẹn mất đi một người con gái mà thôi. Hắn sau này còn sẽ có nữ nhân, còn sẽ có con cái, chỉ là nhất thời thương tâm mà thôi, mà cái này lại là chúng ta duy nhất cơ hội báo thù. Hầu thắng thiên trong mắt, tràn đầy kiên quyết y tứ. Tỷ phu, Tuyết Nhi trong mắt mang theo không đành lòng. Tuyết Nhi, đây là biện pháp duy nhất, mặc dù rất xin lỗi phong huynh đệ, nhưng tỷ phu nghĩ không ra, biện pháp gì có thể vì ngươi tỷ tỷ báo thù. Hầu Thắng Thiên mở miệng, trong lòng của hắn mặc dù có thẹn, nhưng nghĩ đến có thể báo thù, cừu hận này liền tách ra cái kia ái náy. Tuyết Nhi trong mắt vẻ không đành lòng càng đậm, tỷ phu, nếu như nhất định phải lấy phương thức như vậy báo thù, thực tình nguyện không báo. Chớ nói nhảm, ta Hầu Thắng Thiên sớm đã lập thể độc, đời này tất yếu vì ngươi tỷ tỷ báo thù rửa hận. Hầu Thắng Thiên trong mắt tràn đầy kiên quyết ý tứ, cũng ở giờ phút này, bên ngoài thanh âm truyền đến. Ngạn chủ, nghe được thanh âm này, hầu thắng thiên biến sắc, ngay sau đó đem tất cả cảm xúc thu liếm, mở miệng, phong lão đệ, tiến nhanh. Cổ phong đi vào động phủ, nhìn về phía hai người cười nhạt, giải độc đan, đã luyện xong. Lời nói tầm đó, vung tay lên, lòng bàn tay chính là xuất hiện một mai dịch thấu trong suốt đan dược. Tạ phong lão đệ, hầu thắng thiên hưng phấn mà lập tức tiếp nhận đan dược, trực tiếp thay tuyết nhi ăn vào. Tuyết nhi ăn vào đan dược về sau, chỉ thấy một chút hắc sắc độc tố, nhanh chóng từ hắn bộ lông bên trong, tiêu tán ra, tản ra một cỗ hôi thối vị đạo. Rất nhanh, độc tố kia, liền không còn phát ra. Ông, tuyết nhi khí tức, đúng là trực tiếp khôi phục đến thần vương cảnh nhất trọng. Lại, vẫn là thần vương nhất trọng đỉnh phong, tỷ phu, thương thế của ta tốt rồi, tu vi của ta còn tinh tiến. Tuyết nhi mừng rỡ như điên, tốt, tốt, hầu thắng thiên lập tức cười to, bên này, Tuyết Nhi trực tiếp hướng về phía cổ Phong chính là cúi đầu ân cứu mạng. Tuyết Nhi suốt đời khó quên. Tuyết tỷ tỷ khách khí, cổ Phong đạm ngữ. Bên này, hầu thắng thiên lập tức mở miệng. Phong lão đệ, ngươi muốn cái gì ban thưởng, ngươi nói. Trừ cái này ngạn chủ vị trí bên ngoài, tây ngạn tất cả tùy ngươi chọn tuyển. Nếu như ban thưởng, cổ Phong mỉm cười nói ra ta đến thật là có một cái. Phong huynh đệ người cứ việc nói, miễn là ngươi nói ra, ở hầu ngũ phạm vi năng lực bên trong, hầu ngũ tất nhiên đáp ứng tuyệt không chối từ. Hầu Thắng Thiên lập tức trực tiếp mở miệng nói, hắn nghĩ lấy về sau đem việc cần phải làm, trong lòng đối cổ phong đã cực kỳ ái náy, giờ phút này là thật tâm nghĩ đền bù tổn thất cổ phong. Vậy chuyện này liền đơn giản, sau này, tiểu tuyển chính là hầu đại ca nghĩa nữ. Cổ phong mỉm cười, ngươi, nói cái gì? Hầu Thắng Thiên nghe xong, nụ cười cơ hồ ngưng kết. Tiểu đệ là nghĩ, tiểu tuyển bây giờ bên người chỉ có ta một người thân, lại hầu đại ca ngươi dưới gối cũng không con cái, không bằng nhường hắn làm ngươi nghĩa nữ, nhiều như vậy một tiểu nha đầu, nhường ngươi sung sướng, lại, còn nhiều một cái trưởng bối, đối với nàng sủng ái, chẳng phải là song hỷ sự tình. Cổ phong nhìn về phía hầu thắng thiên, mắt sáng như đuốc. Ta, hầu thắng thiên trong lúc nhất thời nói không ra lời, hắn nghĩ qua cổ phong cấp cho vô số yêu cầu, lại duy chỉ có không có một cái này. Hắn nhận cổ tiểu tuyền làm nghĩa nữ, sau đó lại đi tự tay giết mình nghĩa nữ sao? Hầu đại ca, người thế nào, việc này, hẳn là ở ngươi phạm vi năng lực bên trong a. Cổ Phong nhìn về phía Hầu Thắng Thiên mở miệng, Hầu Thắng Thiên trong lúc nhất thời nói không ra lời, trước đó hắn đầy miệng đáp ứng, bất kỳ điều kiện gì tuyệt không từ chối. Phong huynh đệ nhìn ngươi nói, tỷ phu là cao hứng trong lúc nhất thời không biết làm sao mở miệng, cái này thân, chúng ta nhận, sau này tiểu tuyển chính là tỷ phu nghĩa nữ, cũng là của ta cháu gái. Bên này Tuyết Nhi lập tức đối Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó vừa nhìn về phía Hầu Thắng Thiên mở miệng, tỷ phu, người nói đúng không? Là, là, Hầu Thắng Thiên giờ phút này suy nghĩ rất loạn. Cổ phong nhìn về phía Hầu Thắng Thiên mở miệng, Hầu Đại ca, ta phong lạc trần, cả đời này, thấy thẹn đối với tiểu tuyền mẫu thân, tiểu tuyền với ta, so tính mệnh càng thêm trọng yếu. Bây giờ, nàng là Hầu Đại ca nghĩa nữ, hy vọng Hầu Đại ca cũng có thể hảo hảo bảo hộ nàng, không cho nàng thụ nửa điểm tổn thương. Ta, Hầu Thắng Thiên trong lòng loạn hơn. Hắn không nghĩ tới, cổ tiểu tuyền ở cổ phong trong lòng địa vị, vậy mà đã cao hơn sinh mạng. Giờ khắc này, cổ phong ôm quyền, đối hầu thắng thiên chính là cúi đầu, hầu đại ca. Phong huynh đệ, ngươi làm cái gì vậy, ngài đối với chúng ta ân trọng như núi, chúng ta sao chịu nổi này đại lễ. Hầu thắng thiên lập tức đỡ lấy cổ phong, hầu đại ca, tiểu tuyền thuở nhỏ cơ khổ, ta không hy vọng nàng bị thương tổn, người có bằng lòng hay không bảo hộ nàng. Ta, ngươi nếu không nguyện, chính là không có đáp ứng ta thỉnh cầu. Ta nguyện ý, hầu đại ca, có thể lập quyết tâm hồn lời thề. Cổ phong nhìn về phía hầu thắng thiên, lần nữa mắt sáng như đuốc. Ta, hầu thắng thiên nói không ra lời, trên mặt hắn tràn đầy xoắn suýt, phức tạp đã đạt đến cực hạn. Một bên, là ân trọng như núi ân nhân, một bên, cho mình duy nhất báo thù rửa hận hy vọng. Sơn Bắc Phường Thị, đấu giá hội bên trong, ta phong lạc trần, không sợ mấy ngàn thần linh tu giả, chỉ vì hầu đại ca cùng tuyết nhi tỷ có thể rời đi. Ta, đến nay trăm năm, ta trầm tư suy nghĩ, vì tuyết nhi tỷ phối trí giải độc đan dược, chỉ vì như ngươi hai người hạnh phúc. Ta, ta thần linh tam trọng, có thể thành thất tử tông đan đạo trưởng lão, có thể thu thánh tử làm đồ đệ, 100 năm, bây giờ ta thần linh tứ trọng, ta phong lạc trần, 3.000 năm bên trong, tất vào thần vương, 10 vạn tuổi phía trước, nhất định thành thần hoàng. Cổ phong nhìn về phía hầu thắng thiên trong mắt đã là vần vện tiêm máu, hai tay gắt gao bắt lấy hầu thắng thiên cánh tay, cuối cùng mở miệng lần nữa, hầu đại ca, Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi có thể nguyện lập xuống tâm hồn lời thề. Ta, Hầu Thắng Thiên mở miệng, nhìn xem Cổ Phong cái này ánh mắt, cuối cùng cũng không dám lại nhìn thẳng, nguyện ý. Nói ra, nguyện ý, hai chữ này, Hầu Thắng Thiên trong nháy mắt, giống như buông xuống rất nhiều, cả người cũng là dễ dàng rất nhiều. Bên tai của hắn, truyền đến thần phong dưới đáy cái kia cổ lão yêu ma trận trận chửi mắng thanh âm. Nhưng mà, giờ khắc này, buông xuống tất cả Hầu Thắng Thiên, đã không còn bận tâm những cái này hắn nhìn về phía cổ phong mở miệng, huynh đệ, ta hầu thắng thiên, nói là làm. Lời nói tầm đó, hầu thắng thiên bước ra hồn huyết, lập xuống tâm hồn lời thề. Nhìn thấy cảnh này, cổ phong tâm, rốt cục rơi xuống. mươi 3029, xảy ra chuyện lớn. Cổ phong cáo từ, rời đi, trong động phủ, chỉ còn lại có hầu thắng thiên cùng Tuyết Nhi. Hắn, phát hiện, đúng không? Tuyết Nhi không khỏi hỏi. Phong huynh đệ tâm trí, chỉ sợ rất sớm trước đó, thậm chí ở lần đầu tiên tới thần viên phong thời điểm liền phát giác được khác thường hầu thắng thiên không khỏi cảm thán vậy hắn vì sao còn nguyện ý cứu ta vì sao không mang theo nữ nhi rời đi tuyết nhi nhi hoặc hắn chỉ sợ sớm đã xem thấu cách làm người của ta hôm nay lần này giải thích sớm đã nghĩ kỹ hắn là đang buộc ta làm một cái lựa chọn cũng là đang cho ta một cái cơ hội hầu thắng thiên không khỏi mở miệng ngay sau đó cười khổ hôm nay dù cho ta phát rồ hắn chỉ sợ cũng có ứng đối phương pháp nhiều nhất, ly khai cái này thất tự tông mà thôi. Phong huynh đệ, kỳ thực, là người tốt, Tuyết Nhi cảm thán mở miệng, hai lần đại ân cứu mạng, không sai, là một cái tâm trí như yêu người tốt ra. Hầu Thắng Thiên cảm thán, hắn giờ phút này thậm chí đang nghĩ, mình nếu là thực tự mình đối với hắn nữ Nhi ra tay, dù cho đối phương chỉ có thần linh tứ trọng tu vi, cũng có biện pháp thoát đi. Hắn lời sau cùng, là đang nói cho chúng ta biết, hắn tương lai có hy vọng. Tuyết Nhi mở miệng, cũng ở giờ phút này cái kia cổ lão thanh âm truyền đến ha ha hai cái xuẩn tài cái gì tương lai có hy vọng mười vạn năm thành tựu thần hoàng đây là cỡ nào hoang đường lời nói dạng người này toàn bộ thần giới từ thời đại viễn cổ bắt đầu cho tới bây giờ cũng chỉ đi ra ba cái mà thôi có bao nhiêu thiên kiêu là nửa đường chết hiểu buồn cười các ngươi lại bị hắn ngôn ngữ mê hoặc cứ như vậy buông tha hắn hầu thắng thiên mở miệng tiền bối ngươi cũng không tin nhưng ta nguyện ý tin Cổ lão thanh âm tức giận mở miệng, người tình nguyện gửi hy vọng ở một cái thần linh tứ trọng tiểu quỷ, cũng không nguyện ý tin tưởng lão phu. Ngu xuẩn ra hỏa, lão phu cuối cùng cho ngươi một cơ hội, hiện tại ngươi đi đem hắn nữ nhi bắt giữ, lão phu tự sẽ giúp ngươi báo thù rửa hận. Nếu như ngươi, tiền bối, tiểu tuyền bây giờ không chỉ là phong lạc trần nữ nhi, cũng là ta hầu thắng thiên. Hầu thắng thiên mở miệng, trong mắt biến thành một vòng kiên quyết, việc này sau này, đừng vội nhắc lại. Ngươi cái phế vật này, rời đi thần viên phong, cổ phong một đường hướng về đan phong phi hành. Kỳ thực, cổ phong quần áo cũng bị mồ hôi đánh thấu. Cũng may, ta không có nhìn lầm người. Cổ phong cười khổ, nhiều năm qua, hắn đã sớm đem tất cả phân tích rõ ràng, đối phương có một cái khó có thể báo thù cửu ra, thần phong phía dưới, chân áp một cái tu vi cái thế yêu ma, bản thân nữ nhi, là yêu ma lớn nhất thuốc bổ, tất cả chính là trong nháy mắt rõ ràng. Cổ phong biết được, chọn rời đi, bản thân có thể sẽ lại nhiều một cái thần vương truy sát, lại là thần vương cửu trọng truy sát. Cho nên, cổ phong lựa chọn lưu lại, luyện chế giải độc đan, vì đó giải độc, rất nhiều lời nói phía dưới, cổ phong đang bức bách, bức bách hầu thắng thiên còn sót lại lương chi phát hiện. Mặc dù cổ phong sớm đã lưu lại một tay, có thoát đi biện pháp, nhưng không đến vạn bất đắc dĩ, cổ phong sẽ không lựa chọn kết quả như vậy. Mà bây giờ, kết quả này, cổ phong rất hài lòng. Giờ phút này, không không từ linh thú đại bên trong, bay ra. Cổ phong nhìn về phía không không mở miệng, thế nào? Thế nhưng là viên loại yêu ma, là, hơn nữa huyết mạch mạnh phi thường, cùng ta tựa như thiên sinh địch nhân. Không không lập tức mở miệng, thiên địch, ngươi là thần viên, chẳng lẽ, cái kia bị trấn áp, là một cái ma viên? Cổ phong mở miệng, lập tức nói, hôm nay sở dĩ mang không không đến, cũng là bởi vì cổ phong bởi vì, thần viên phong, tên này, hoài nghi phía dưới chân áp, là một cái viên hầu loại yêu ma, không không là vượn bên trong huyết mạch cực kỳ cao quý nhất mạch, cho nên muốn để không không đến dò xét một phen, không nghĩ tới, thật đúng là đã đoán đúng. Chủ nhân, mặc dù ta thực lực không bằng hắn, nhưng ta huyết mạch phẩm dai hẳn là cao hơn hắn, có thể áp chế hắn. Không không mở miệng, lập tức nói, có ta ở đây, con vượn già này không gây thương tổn tiểu chủ nhân. Tốt, cổ phong gật đầu một cái, không không nói như vậy, cổ phong lại lại yên tâm một chút. Bởi vì cổ phong biết được, Đồng tộc tầm đó, huyết mạch áp chế loại vật này, có thể không nhìn song phương tu vi cao thấp. Giờ phút này không 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 khỏi hỏi, chủ nhân, người tin tưởng hầu thắng thiên mà nói sao? Dù sao tâm hồn lời thề cũng có thể trái với, nhiều nhất căn cơ bị hao tổn, tu vi rút lui, ngày sau tu vi không vào. Vì một cái cừu hận, hắn có thể cùng yêu ma uy vũ, cùng rất nhiều thần vương làm đối, không để ý sinh mệnh mình, nhiều năm như vậy, dạng người này, thực từ tâm làm ra quyết định, liền sẽ không cải biến cổ phong mở miệng một câu ngay sau đó không vào chiêu chọc bây giờ tiểu tuyền ở tây ngạn thực có thể xông pha cũng ở lúc này cổ phong truyền âm ngọc phủ chấn động lên cổ phong lập tức đánh vào một đạo thần niệm ngay sau đó trong đó tham long thanh âm lo lắng chính là truyền đến chủ nhân không xong ra nhiễu loạn lớn ngài mau tới thứ nguyên giới học phủ bằng không tiểu chủ nhân sẽ có nguy hiểm cổ phong nghe thấy biến sắc chờ ta lời nói tầm đó cổ phong triển khai hai cánh cực tốc hướng về thứ nguyên giới học phủ bay đi. Phi hành đồng thời, cổ phong mở miệng, không không, những năm này, tiểu tuyền ở thứ nguyên giới học phủ, đều làm cái gì? Những năm gần đây, cổ phong quá bận rộn tu hành, cổ tiểu tuyền lại rảnh rỗi không cùng tham long làm bạn, cổ phong chỉ biết mình nữ nhi tu vi lại điên cuồng đột phá, bây giờ đã đạt đến tiên đạo cửu dai, mặt khác một mực đều không hiểu rõ. Không nghĩ tới, bây giờ vậy mà ra nhiễu loạn, chủ nhân, cái này, không không do dự cứ nói thật, cổ phong trầm giọng mở miệng, chủ nhân ngài không biết, tiểu chủ nhân quả thực uy vũ, sau so ngài năm đó chỉ có hơn chứ không kém a, à. hắn vừa tới thứ nguyên giới học phủ, chính là đem mấy cái trưởng lão tử tôn hung hăng ngược một trận, về sau một trăm năm này bên trong, càng là một ngày ba tiểu đánh, ba ngày một đại đánh, tiểu chủ nhân thể chất người cũng biết chủ nhân, nàng chỉ cần không bị đánh chết, phục dụng ngài cho bổ sung thọ nguyên trường nguyên đan, liền sẽ rất nhanh khôi phục, không không kể lời nói, sau đó thì sao? cổ phong lông mày hơi nhíu. Sau đó tiểu chủ nhân 100 năm này bên trong, liền đem thứ nguyên giới học phủ bên trong, tây ngạn người bên này, toàn bộ cho bình, thành đại sư tỷ Về sau, tiểu chủ nhân, lại tại thứ nguyên giới học phủ đông tây ngạn thi đấu bên trong, với 10 cái khiêu khích tây ngạn đông ngạn đệ tử. Về sau, ở tiểu chủ nhân hướng dẫn dưới, đông ngạn thảm bại A. Không không vừa nói, cũng là vẻ mặt sùng kính ý tứ. Cổ phong trong lòng cũng là dùng xong bản thân nữ nhi này, tiếp tục nói cái này lại làm sao sẽ sai lầm. Nghe thấy thứ nguyên giới học phủ bên trong, Đông Ngạn mạnh nhất một nữ, tên là Đông Phương Tiểu Tình, nàng là Đông Ngạn Thánh nữ Đông Phương Uyển nữ nhi, cũng là Đông Ngạn chi chủ Đông Vũ nhân ngoại tôn nữ, lúc ấy tỷ đấu thời điểm, nàng không xuất quan, mấy ngày nay chỉ sợ là xuất quan, dùng cái này nữ cá tính, biết được tiểu chủ nhân làm một chút liệt sự tình, cái này chỉ sợ là nổi gióa. Không không giờ phút này, có chút sốt ruột mở miệng. Cái kia Đông Phương Tiểu Tình cái gì tu vi? bế quan phía trước, tiên đạo thập nhị dai, tiểu tuyền chỉ có tiên đạo cửu dai, đáng chết, đi mau. chương 3030, Dương Cung Bạt Kiếm. Thất tự tông, thứ nguyên giới học phủ, giờ phút này, hai phương đều có trên vạn người, rằng có lấy, đủ loại bảo vật giữa không chung lơ lửng, Dương Cung Bạt Kiếm, chàng diện này, khỏi phải nói nhiều nóng này. Đông ngạn bên này, cầm đầu, là một cái mang theo cao quý chi khí thiếu nữ. Thiếu nữ, sung mạo không tầm thường, trên mặt mang vô cùng tự tin, nhìn về phía đối diện cười lạnh mở miệng, phong tiểu tuyền, học phủ thi đấu, về ta đông ngạn hơn trăm người, đánh tàn hơn mười người, người thật to gan. Đông phương sư tỷ nhất định phải cho chúng ta báo thù. Phế nàng, đúng, đánh tàn nàng, thiếu nữ sau lưng, đông đảo mặt mũi bầm dập, thương thế trên người không nhẹ đông ngạn đệ tử nhau nhao phẫn hận mở miệng. Đông phương tiểu tình, đừng tưởng rằng ngươi là lão bà, liền có thể ngang ngược càn rỡ, bây giờ thứ nguyên giới học phủ, ta nói tính cổ tiểu tuyền bộ dáng vẫn như cũ là một cái hơn một tuổi nữ đồng nhưng lời nói tầm đó lại tràn đầy bá đạo ý tứ tuyền tỷ uy vũ tuyền tỷ uy vũ tuyền tỷ uy vũ tuyền tỷ uy vũ trong lúc nhất thời tây ngạn bên này tất cả mọi người là vung tay hô to lên nguyên lai thứ nguyên giới học phủ vẫn luôn là đông ngạn xương bá từ khi cổ tiểu tuyền đến liền không giống nhau đầu tiên là thu phục tây ngạn tất cả mọi người bây giờ lại đem tây ngạn người cho ngược mọi người đối cổ tiểu tuyền đó là tâm phục khẩu phục Ngươi nói cái gì? Đông Phương Tiểu Tình tức giận mở miệng. Đông Phương Tiểu Tình mới hơn một vạn tuổi, ở thần giới tuyệt đối xem như thiếu nữ, lại hắn dung mạo không tầm thường, ở thứ nguyên giới học phủ, đã sớm bị ca tụng là nữ thần, ngày hôm nay lại bị người nói là lão bà. Ta nói ngươi là lão bà, ghen ghét ta là thanh xuân mỹ thiếu nữ, cho nên mới đến khiêu khích ta. Cổ Tiểu Tuyền một bộ không thèm để ý bộ dáng, hỗn trướng, đừng tưởng rằng phụ thân ngươi là đan đạo trưởng lão, ta Đông Phương Tiểu Tình liền không dám động tới ngươi. Đông phương tiểu tình giận, trong nháy mắt, trên người tu vi khí thức, bỗng nhiên bộc phát. Khí thức của nàng, đúng là đã vượt qua tiên đạo thập nhị dai, mà là đạt đến tiên đạo thập tam dai. Thập nhị dai cùng thập tam dai, nhìn như chỉ có kém một cấp, nhưng thực lực tranh lệch thiên địa. Mà cổ tiểu tuyền chỉ có tiên đạo cửu dai tu vi A. À. Trong lúc nhất thời, tây ngạn người bên này, khí thế cũng lại yếu đi. Mà cổ tiểu tuyền, lại là không thèm để ý chút nào, ha ha, người nghĩ chiến, ta phong tiểu tuyền liền bồi ngươi một trận chiến. Lời nói tầm đó, cổ tiểu tuyền khí thế, bỗng nhiên bộc phát. Tiên đạo cửu giai, đỉnh phong, thường nhân chỉ sợ không phải biết, cổ tiểu tuyền là dùng vẻn vẹn 300 năm, chính là đạt tới bây giờ thành tựu như thế, việc này nếu như truyền ra, sợ rằng sẽ chấn động toàn bộ thần giới. Nhưng mà bây giờ, vẻn vẹn tiên đạo cửu giai tu vi, ở trước mặt đông phương tiểu tình, lại là không đáng chú ý. Ha ha, tốt, ta xem ngươi có bản lãnh gì. Đông phương tiểu tình cười lạnh một tiếng, ngay sau đó tu vi khí tức, bỗng nhiên bộc phát. Lời nói tầm đó, nàng liền muốn động thủ, cũng ở giờ phút này, một thanh âm truyền đến. Tiểu tình, dừng tay, lời nói tầm đó, tầm đó chân trời hư không bị phá ra, một tên thân mang xanh lam quần dài nữ tử, phi thiên mà đến. Mẹ, đông phương tiểu tình trên mặt mang không cam tâm, người đến, chính là thất tự tông thánh nữ, đông phương uyển. Lấy đông phương uyển thân phận, dáng lâm thứ nguyên giới, trong nháy mắt mọi người tại đây bị ép tới không thở nổi hết lần này tới lần khác chỉ có cổ tiểu tuyền vẻ mặt không thèm để ý bộ dáng đông phương uyển nhìn thấy cổ tiểu tuyền không chịu đến bản thân khí thế nửa phần ảnh hưởng trong lòng cực kỳ kinh ngạc ngược lại nhìn về phía đông phương tiểu tình mở miệng tiểu tình người tại hồ nháo cái gì mẹ là cái kia phong tiểu tuyền thừa dịp ta bế quan thời khắc lấn ta học phủ đông ngạn đệ tử ta đông phương tiểu tình ủy khuất mở miệng việc này mẹ đã biết nhưng ngươi để mẹ rất thất vọng, phạt ngươi trở về nghiền ngẫm lỗi lầm 100 năm. Đông Phương Uyển lạnh giọng một câu, ta, Đông Phương tiểu tình còn muốn nói điều gì, nhưng biết rõ mẫu thân mình tính cách, lại nói không ra. Đông Phương Uyển, ánh mắt rơi vào cổ tiểu tuyền trên người, mở miệng, phong tiểu tuyền, thứ nguyên giới học phủ có quy định, học phủ thi đấu, chỉ ở trên đài, mà ngươi, trên đài đánh bại hơn 10 người về sau, ở dưới đài, lại đả thương mấy trăm người, thậm chí đến trong đó, 37 người tàn phế, việc này, đã trái với tông môn luật lệ, niệm tình ngươi là vi phạm lần đầu, ban thưởng ngươi ba nghìn hàng tiên trưởng, lại thanh toán tất cả thụ thương đệ tử cần thần thạch. Mọi người vừa nghe, ánh mắt lập tức cũng là biến đổi. Hàng tiên trưởng, là đối thứ nguyên giới học phủ đệ tử, cao nhất trừng phạt. Cái kia một trận chiến xuống dưới, liền muốn ra chóc thịt bong, bình thường học phủ đệ tử, 500 trượng liền có thể đánh tàn, 1.000 trượng đủ để chí mạng. Dù cho cổ tiểu tuyển cốt cách kinh kỳ, nhục thân cường hoành, nhưng ba nghìn trượng xuống dưới, cũng nên không có nửa cái mạng. Vốn đang vẻ mặt ủy khuất đông phương tiểu tình, trong nháy mắt trên mặt chính là rào rạt lên nụ cười. Cổ tiểu tuyền nghe thấy, lại là cười lạnh, đông phương tiểu tình, ngươi một cái phế vật, ngươi đánh không lại ta, liền gọi ngươi mẫu thân đến, có đúng không? Ngươi, đông phương tiểu tình tức giận một câu, chính là muốn xông ra. Lại bị đông phương uyển trực tiếp ngăn lại, đông phương uyển nhìn về phía cổ tiểu tuyền, khuôn mặt lãnh như xương lạnh, tất nhiên ngươi cha không có hảo hảo quản giáo ngươi, ta hôm nay liền thay vì quản giáo. Không cho phép ngươi nói cha ta, cổ tiểu tuyền nghe xong, trong nháy mắt giận, trong lúc nhất thời, cổ tiểu tuyền nếu như biến thành một đầu hung thú, ánh mắt khóa chặt ở đông phương uyển trên người, nếu như muốn giết người. Cổ tiểu tuyền biết rõ, phụ thân vì chính mình chịu đựng biết bao nhiêu, đó là trong nội tâm nàng cấm kỵ. Tiểu nha đầu, ngươi còn muốn tạo phản hay sao, hành hình. Đông Phương Uyển vung tay lên, lập tức hai cái thần linh nhất trọng tu giả chính là riêng phần mình cầm trong tay một căn trường côn hướng về cổ tiểu tuyền phóng đi cũng ở giờ phút này một đạo quát lạnh truyền đến ai dám động đến nữ nhi của ta nửa sợi lông ta liền giết hắn lời nói này trong nháy mắt cổ phong thân ảnh bỗng nhiên mà tới trực tiếp ngăn tại cổ tiểu tuyền trước người không không càng là một bàn tay hóa thành cự trưởng tiện tay vỗ đem hai cái thần linh nhất trọng tu giả đều đánh bay ra ngoài tiểu tuyền đừng sợ cổ phong nhìn về phía cổ tiểu tuyền mở miệng cha ta không sợ cổ tiểu tuyền mở miệng cổ phong nhìn xem cổ tiểu tuyền bộ dáng trong lòng có chút đau lòng hắn hiểu được những năm này cổ tiểu tuyền ở thứ nguyên giới liều mạng như vậy là vì cái gì là vì không để cho mình lo lắng là vì trở nên mạnh hơn có một ngày có thể giúp được bản thân mặc dù cổ tiểu tuyền thể chất kỳ lạ nhưng những năm này ở thứ nguyên giới tất nhiên cũng nhận qua trọng thương từng có ủy khuất nhưng nàng chưa bao giờ đối cổ phong phản nàn qua một câu cũng ở giờ phút này đông phương uyển thanh âm lạnh lùng mở miệng phong trưởng lão người biết ngươi đang làm gì sao mà không chờ cổ phong mở miệng chính là một đạo nổi giận quát truyền đến đông phương uyển ai cho ngươi lá gan như vậy cùng ta sư tôn nói chuyện chỉ thấy cổ phong bên này lại là có mấy đạo thân ảnh phá mở hư không mà đến toàn bộ đứng ở cổ phong một bên chính là tây môn thanh hổ lý thiên giao nhiều bộ đình ôn hiểu mộng mấy người bọn họ cũng là vừa mới nghe nói bên này tin tức liền lập tức chạy tới. Mà vừa mới mở miệng chính là Tây Môn Thanh Hổ. Tây Môn Thanh Hổ nhìn về phía Đông Phương Uyển, chính là lạnh giọng một câu, "Đông Phương Uyển, ngươi cho dù là thánh nữ, ở ta sư tôn trước mặt cũng là vãn bối." Chương 3031, có dám một trận chiến? Ha ha, Tây Môn Thanh Hổ, ta sớm cảm giác ngươi phế vật này đời này đều không thể vượt qua ta, bây giờ ngươi vậy mà ngu xuẩn đến bái nhập một cái thần linh tứ trọng tu giả môn hạ, quả thực thật là tức cười ngươi nói hắn là trưởng lão, ai cũng không phải đây. Lời nói tầm đó, Đông Phương Uyển trên người khí thế bộc phát. Sau lưng, đúng là trong nháy mắt triển khai bốn cái cánh chim. Thần Vương Cảnh, Đông Phương Uyển trước Tây Môn Thanh Hổ một bước, bước vào Thần Vương Cảnh. Tây Môn Thanh Hổ, lập tức biến sắc, ta ba ngày trước đột phá Thần Vương, bây giờ đã là Đông Ngạn Trưởng Lão, cùng là Trưởng Lão, ta đối phong Trưởng Lão nói chuyện như vậy ngữ khí, có vấn đề sao? Đông Phương Uyển lạnh giọng một câu, ngay sau đó nhìn về phía tây môn thanh hổ, ngược lại là ngươi, phạm thượng, phải bị tội gì. Lời này, để tây môn thanh hổ, trong nháy mắt á khẩu không trả lời được. Cổ phong thì là nhìn về phía đông phương uyển, nếu thanh hổ đối ngôn ngữ của ngươi là phạm thượng, ngươi đối với con gái ta ức hiếp, chính là lấy trưởng lần ấu, ngươi lại phải bị tội gì. Nói năng bậy bạ, phong tiểu tuyền ở dưới lôi đài, đánh cho đến tàn phế rất nhiều đồng môn, đã trái với tông môn luật lệ, ta quyết định tội, lại có gì sai. Đông Phương Uyển mở miệng, chuyện đã xảy ra, ta sớm đã lý giải, lôi đài thi đấu, người học phủ đông ngạn người, thất bại thảm hại, trong lòng không cam lòng, chính là tụ tập hơn nghìn người, đi vây quanh nữ nhi của ta chỗ ở, ý của ngươi là, nữ nhi của ta, nên ngồi chờ chết, đắp lên ngàn người đánh, mà không hoàn thủ sao. Cổ phong cười lạnh, đương nhiên, Đông Phương Uyển nghe xong, sắc mặt không tốt, nàng thật đúng là không điều tra rõ ràng, không biết là bản thân nữ nhi bên này hơn nghìn người, chủ động đi khiêu khích nhưng giờ phút này mà nói bị buộc đến phần này bên trên, chỉ có thể cắn răng mở miệng. Rất tốt, dựa theo lời ngươi nói, hôm nay, nữ nhân ta bị vây công chỉ có thể không hoàn thủ, hoàn thủ liền trái với tông môn luật lệ, rất tốt, ngày khác, ta liền mang theo tất cả tây ngạn trưởng lão, đi lên lên ngươi động phủ, tập hợp đem ngươi đánh tàn, ta cũng không có trái với tông môn phạm quy. Cổ phong lần nữa cười lạnh, phong trưởng lão, ngươi cho là ngươi là ai, tất cả tây ngạn trưởng lão, phải nghe ngươi hiệu lệnh. Đông Phương Uyển cười lạnh, cũng ở giờ phút này, một thanh âm trực tiếp truyền đến. Chúng ta, nghe phong trưởng lão hiệu lệnh, lại như thế nào? Liên nhìn, triệu trưởng lão, mang theo cả đám, phá mở hư không, phi thiên mà tới. Phía sau hắn, chính là, vương vân, lâu trưởng lão, chu trưởng lão, ma trưởng lão, thậm chí, liền lý trưởng lão đều tới. Cổ phong trở thành đan đạo trưởng lão những năm gần đây, không ít vì tây ngạn tất cả trưởng lão luyện đan, mọi người đều là thiếu cổ phong nhân tình đây, hôm nay nghe được tin tức này, liền đều tới. Tạ ơn chư vị bá bá vì tiểu tuyền chủ trì công đạo. Cổ tiểu tuyền nhìn về phía những người này, lập tức mở miệng. Tiểu nha đầu, thật ngoan, hư, hôm nay có người triệu bá bá ở, xem ai dám động ngươi. Tiểu tuyền đáng yêu như thế, nữ nhân này, làm sao hạ thủ được. Mấy cái thần vương trưởng lão, đối cổ tiểu tuyền, đều rất ưa thích, giờ phút này nhao nhao mở miệng. Đông phương uyển giờ phút này, sắc mặt cực kỳ khó coi hắn mặc dù bước vào thần vương nhưng dù sao mới vừa tiến vào thần vương cảnh ở tây ngạn rất nhiều thần vương uy áp phía dưới cảm giác áp lực cực lớn cũng ở lúc này một đạo thanh âm hùng hậu truyền đến tây ngạn càng ngày càng không tưởng nổi lời vừa nói ra chỉ thấy một bóng người xinh đẹp phá mở hư không mà tới hắn bước vào cái này thứ nguyên giới học phủ trong nháy mắt toàn bộ thứ nguyên giới học phủ cũng là chấn động lên thần vương cửu trọng người đến là một gã toàn thân trên dưới, đều tản ra vô cùng cao quý chi khí nữ tử. Hắn một đôi tròng mắt, càng là nếu như xuyên thủng tất cả. Nàng, chính là đông ngạn chi chủ, đông vũ nhân. Bái kiến đông ngạn chi chủ, lập tức, mọi người tại đây, nhao nhao bái kiến. Không chỉ là đông ngạn đám người, tây ngạn đám người, cũng là như thế. Mẹ, ngoại tổ mẫu, đông phương uyển cùng đông phương tiểu tình, gần như đồng thời mở miệng. Tây ngạn bên này đám người, sắc mặt khó coi, bọn họ cũng đều biết, Đông Phương Uyển là Đông Vũ Nhân con gái ruột, cái kia Đông Phương Tiểu Tình là hắn thân ngoại tôn nữ. Ta xem, hôm nay, ai dám nữ nhi của ta cùng ngoại tôn nữ? Đông Vũ Nhân, lạnh giọng một câu, đồng thời, đông ngạn rất nhiều trưởng lão, cũng là nhao nhao dáng lâm, đứng ở Đông Vũ Nhân sau lưng. Lời này vừa ra, Tây ngạn bên này đám người, sắc mặt càng thêm không tốt. Mọi người đều biết, cái này Đông Vũ Nhân, từ trước đến nay bao che khuyết điểm. Lại, nữ nhân này, nhiều khi, căn bản không nói đạo lý gì. Đông Vũ nhân ánh mắt, rơi vào cổ phong trên người, phong lạc trần, đừng tưởng rằng, người làm ta thất tự tông đan đạo trưởng lão, liền có thể muốn làm gì thì làm, hôm nay, bổn vương liền nhường ngươi cùng ngươi cái kia không biết trời cao đất rộng nữ nhi biết được, cái gì là ta thất tự tông quy củ. Lời nói tầm đó, Đông Vũ nhân tu vi lực lượng bộc phát. Lại tới đây, căn bản không nói đạo lý gì, trực tiếp bộc phát tu vi, liền muốn động thủ, đây chính là Đông Vũ Nhân. Tây ngạn bên này, đông đảo thần vương chính là biến hóa, bọn họ liên thủ cũng không phải đông vũ nhân đối thủ A. À. Cũng ở giờ phút này, một thanh âm truyền đến, đông vũ nhân, đã bao nhiêu năm, người chính là bước này tính xấu. Lời nói tầm đó, chỉ thấy một tên oai hùng lão giả, phi thiên mà đến. Người đến, chính là Hầu Thắng Thiên, bái kiến, Tây ngạn chi chủ. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao bái kiến, Hầu Thắng Thiên, chẳng lẽ người nghĩ nhúng tay việc này sao? Đông vũ nhân thanh âm lạnh lùng, cái kia đáy mắt còn mang theo hận ý nàng và hầu thắng thiên ân oán đã tồn chữ hồi lâu phong lạc trần là ta huynh đệ tiểu tuyền là ta nghĩa nữ người nghĩ đối với người nhà ta động thủ coi ta hầu thắng thiên là tốt nắn bóp sao hầu thắng thiên cũng là càng bá đạo hơn huynh đệ nghĩa nữ đám người cực kỳ kinh ngạc đừng nói đông ngạn người tây ngạn người cũng không biết lúc nào cổ phong cùng tiểu tuyền cùng hầu thắng thiên có như vậy thân cận quan hệ cổ tiểu tuyền đều có một chút choáng váng bản thân làm sao liền thêm một nghĩa phụ. Cổ phong gặp hầu thắng thiên đến, tâm cũng là triệt để yên tâm lại, hôm nay mặc kệ kết quả làm sao, tiểu tuyền chắc chắn sẽ không ăn thiệt thòi. Đông vũ nhân bên này, sắc mặt khó coi, hầu thắng thiên lại không hề nhượng bộ chút nào. Trong lúc nhất thời, song phương dương cung bạt kiếm, chẳng ai ngờ rằng, bởi vì hai cái tiểu bối tranh đấu, đem toàn bộ thất tự tông cao tầng, đều hấp dẫn đến. Bầu không khí, trong lúc nhất thời đều đã ngưng kết lại. Cũng ở thời khắc này, cổ tiểu tuyền bước ra một bước, nhìn về phía cổ phong cùng hầu thắng thiên mở miệng, ba ba, nghĩa phụ, tiểu tuyền không muốn để cho đông tây lưỡng ngạn, bởi vì tiểu tuyền, ra tay đánh nhau, việc này tất nhiên bởi vì tiểu tuyền mà lên, liền để tiểu tuyền đến giải quyết, làm sao? Mà không chờ cổ phong cùng hầu thắng thiên mở miệng, cổ tiểu tuyền chính là trực tiếp nhìn về phía đối diện đông phương tiểu tình, đông phương tiểu tình, có dám cùng ta đơn độc một trận chiến, để chấm dứt hôm nay tất cả. Cổ tiểu tuyền vẻn vẹn tiên đạo cửu dai, khi hiểu được đối diện Đông Phương Tiểu Tình có tiên đạo thập tam giai tu vi, còn dám khiêu chiến, đây là hạng gì là khí phách. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không thong thả lại sức. Ta nếu bại, mặc cho các ngươi xử trí, nhưng ta nếu thắng, hôm nay tất cả, đến đây là kết thúc, lại hôm nay ngươi nhìn thấy ta, cũng phải gọi một tiếng tuyển tỷ. Cổ Tiểu Tuyền giờ phút này mở miệng lần nữa, ngay sau đó ánh mắt ngưng tụ ở Đông Phương Tiểu Tình trên người, lạnh lùng một câu, ngươi, có dám. Chương 3032, Tiểu Tuyền Thiên Tư. Hào khí, bá đạo, vẹn vẹn tiên đạo cửu giai khiêu chiến tiên đạo thập tam giai. Sự tình này ở Thất Tự Tông Thứ Nguyên giới học phủ, nghe đều không nghe qua, căn bản là chuyện không thể nào, nhưng hôm nay, Cổ Tiểu Tuyển liền muốn phá tiền lệ này. Hầu thắng thiên cùng rất nhiều trưởng lão, đều nhìn về Cổ Phong, loại chuyện này, còn muốn Cổ Phong người phụ thân này làm quyết định. Cổ Phong trong lòng vì nữ nhi lo lắng, nhưng hắn minh bạch tiểu tuyển cá tính lại tôi luyện cùng khiêu chiến đối với cổ tiểu tuyền trưởng thành có rất nhiều chỗ tốt cuối cùng cổ phong nhìn về phía cổ tiểu tuyền mở miệng tuyền nhi đi thôi cẩn thận là ba ba cổ tiểu tuyền mở miệng trực tiếp bay lên trời đứng ở giữa không trung tuyền tỷ tuyền tỷ tuyền tỷ tuyền tỷ một đám học phủ tây ngạn đệ tử điên cuồng mà giống to lên ánh mắt mọi người đều hội tụ ở đông ngạn nơi này tiểu tình tất nhiên dạng này vậy ngươi liền xuất chiến a Bên này, Đông Phương Uyển cuối cùng nói ra, "Là mẫu thân, Đông Phương Tiểu Tình, tự tin cực kỳ, không nói hai lời, bay thẳng ra." Hai người ở trên bầu trời, đối lập mà xem, tất nhiên việc này liên quan tới đến thứ nguyên giới học phủ An Bình, vậy liền triệt để phân ra cái thắng bại, trận chiến này chỉ cần không xuất hiện tử vong, không có bất kỳ cái gì yêu cầu, làm sao?" Đông Vũ Nhân nói ra, mặc dù ân oán về ân oán, nhưng hiển nhiên Cổ Tiểu Tuyền cũng là tông môn tương lai, chỉ cần không xuất hiện tử vong bất luận cái gì thương thế, có bọn họ những cái này thần vương ở, cũng có thể chữa khỏi. Tốt, vậy liền lấy một phương nhận thua, hoặc là đứng không dậy nổi, phán định là thua. Hầu thắng thiên mở miệng, đông vũ nhân gật đầu, ánh mắt mọi người, hội tụ ở trên bầu trời hai cái thiên chi kiều nữ trên người. Phong tiểu tuyền, hôm nay liền như người biết rõ, cái gì gọi là cường giả chân chính. Đông phương tiểu tình mở miệng tầm đó, vung tay lên, bên trên bầu trời, chính là trôi nổi ra trọn vẹn chín chuôi phi kiếm hừ, đợi lát nữa đánh ngươi gọi mẹ, cổ tiểu tuyền mở miệng, vung tay lên, lập tức, một cái chừng hơn một trượng dài, cực kỳ trầm trọng khổng lồ chiến đao, chính là bị hắn nắm chặt trong tay. Cổ tiểu tuyền cái kia thấp bé thân thể, hợp với một thanh này khổng lồ chiến đao, quả thực cho người ta có thị giác trùng kích. Chủ nhân, người không biết, tiểu chủ nhân nhục thân thiên sinh cường hoành, bình thường tiên bảo, nàng dùng đến dùng đến, liền vỡ nát. Cuối cùng ta và Tham Long hợp lực giúp nàng chế tạo như vậy tiên cực thiết chiến đao cái này chiến đao nặng đến 10 vạn cân, người bình thường, bị vỗ chúng, đều muốn nhục thân sụp đổ. Một bên không không đối cổ phong nói ra, 10 vạn cân, khá lắm, tuyền nhi sức mạnh thân thể, lúc nào đạt tới trình độ như vậy. Cổ phong trong mắt mang theo kinh ngạc, những năm gần đây, hắn quá bận rộn tu hành, không quá mức chú ý qua cổ tiểu tuyền tình huống tu luyện, không nghĩ tới hắn đã mạnh như vậy. Đi, đông phương tiểu tình trước tiên mở miệng, lập tức, đông phương tiểu tình thần hồn chi lực bộc phát, dưới sự khống chế, chín chuôi kia phi kiếm, đón gió mà lớn dần, đều là hóa thành hơn một trượng dài, hướng về cổ tiểu tuyền đánh tới. Chiến, cổ tiểu tuyền không nói hai lời, trực tiếp cầm trong tay chiến đao chính là liền sông ra ngoài. Bành bành bành, trên bầu trời, chín chuôi phi kiếm không ngừng oanh kích cổ tiểu tuyền, cổ tiểu tuyền thì là không ngừng lấy chiến đao bổ ra. Bất quá, cổ tiểu tuyền tu vi, dù sao chỉ có tiên đạo cửu dai, mà đông phương tiểu tình tiên đạo thập tam giai tu vi bên trên, áp chế hoàn toàn, lại là khống chế nhiều kiện tiên bảo ưu thế một lần liền hiện ra phốc phốc cổ tiểu tuyền không cách nào tránh đi tất cả phi kiếm trên người xuất hiện từng đạo từng đạo vết thương máu tươi bắn tung tóe ra trận chiến này vừa mới bắt đầu liền cao thấp có thể thấy được tiểu nha đầu không biết trời cao đất rộng tiên đạo tu vi tranh lệch tứ dai cách nhau một trời một vực không ra một trăm hơi hắn thua không nghi ngờ theo cổ tiểu tuyền vết thương trên người dần dần tăng nhiều sắc mặt càng ngày càng trắng bệch Đông ngạn nơi này, trên mặt mọi người đều là vẻ đắc ý, không khỏi nhao nhao mở miệng. Mà Tây ngạn bên này, lặng ngắt như tờ, đám người sắc mặt càng ngày càng nặng nề. Nếu Tiểu Tuyền thật sự có sự tình, Cổ Phong trong lòng càng đau lòng, đặt quyết tâm, nếu như nữ nhi thực chịu không nổi, dù cho phá hư quy tắc, mình cũng muốn xuất thủ. Phong Tiểu Tuyền, có thể kiên trì lâu như vậy, tính ngươi có mấy phần bản sự, bất quá ngươi không phải là đối thủ của ta, hay là nhận thua đi. Đông Phương Tiểu Tình đắc ý mở miệng, nhận thua, không có khả năng, cổ tiểu tuyền, như cũ kiên trì. Cứ như vậy, nàng mạnh mẽ chống đỡ chín chuôi phi kiếm, dù cho vết thương trên người càng ngày càng nhiều, nàng như cũ trên mặt không có sợ hãi chút nào. Theo thời gian trôi qua, tây ngạn người, ánh mắt dần dần biến hóa. Bọn họ đã không còn bất luận cái gì lời diễu cợt. Tranh lệch tứ dai, có thể kiên trì mười hơi, cũng là kỳ tích, mà bây giờ, đã một trăm hơi. Tiểu nữ hài này tuyệt đối là thiên kiêu, không nghĩ tới, cô gái này tư chất, Sao tiểu tình càng mạnh. Đông Vũ Nhân sắc mặt biến hóa, bây giờ, nàng không thể không thừa nhận, cổ tiểu tuyền đích xác thiên tư mạnh hơn Đông Phương tiểu tình. Đông Phương Uyển gặp vậy, lập tức đối cổ phong mở miệng, phong trưởng lão, trận chiến này ngươi nữ nhi đã không có khả năng thủ thắng, cùng là tông môn thiên kiêu, không cần thiết, nhất định phải trọng thương một người, để cho nàng nhận thua đi, trận chiến này như vậy cắt đứt, làm sao? Mặt khác đông ngạn trưởng lão, cũng là nhao nhao mở miệng. Hiển nhiên, cổ tiểu tuyền đã được đến đông ngạn tu giả tán thành một trận chiến này bây giờ dù cho cổ tiểu tuyền nhận thua cũng không mất mặt ai cũng minh bạch cổ tiểu tuyền tương lai vô cùng có khả năng vượt qua đông phương tiểu tình cổ phong còn chưa mở miệng một bên kia cổ tiểu tuyền liền lập tức nói ra cha ta sẽ không nhận thua trận chiến này nữ nhi cho ngươi thắng trở về cẩn thận cổ phong không có nhiều lời đông ngạn ánh mắt mọi người biến hóa bọn họ không nghĩ tới đôi này cha con như thế bướng bỉnh Dạng này tiếp tục, Cổ Tiểu Tuyền tất nhiên trọng thương. Đông Phương Tiểu Tình mở miệng, "Cổ Tiểu Tuyền, dừng ở đây a, à, ta không nghĩ trọng thương ngươi." Cha ta đời này chưa bao giờ nhận qua thua, ta là nữ nhi của hắn, cũng sẽ không trước bất kỳ ai cúi đầu, sinh chi ý cảnh. Lập tức, Cổ Tiểu Tuyền mở miệng, "Ý cảnh?" Trong nháy mắt thi triển, chỉ thấy từng đợt lục sắc quang mang trực tiếp đem Cổ Tiểu Tuyền bao phủ, những cái kia lục sắc quang mang đã biến thành thực chất, hóa thành vô số thảo dược hình bóng đem cổ tiểu tuyền vần quanh. Ý cảnh, vẫn là chân dài ý cảnh, làm sao có thể, trên bầu trời, đông vũ nhân, chấn kinh mở miệng. Không chỉ là đông vũ nhân, toàn bộ hai bên bờ, toàn bộ trưởng bối, đều kinh hãi. Ở thần giới, bình thường tu giả, bởi vì ra đời chính là tiên đạo tu vi, tích lũy không đủ, ở tiên đạo cảnh giới thời điểm, bình thường đều là vừa vặn bước vào ý cảnh ngưỡng cửa, đều là đang hư dai, chỉ có đạt tới thần cảnh mới có thể bước vào chân dai. Mà cổ tiểu tuyền, mới bao nhiêu lớn, cũng liền không đến 2.000 tuổi. Vẹn vẹn tiên đạo cửu giai tu vi, vậy mà đem ý cảnh tu luyện đến chân giai. Hơn nữa, nhìn bộ dạng này, đã chân giai tiểu thành. Cái này ở thần giới, tuyệt đối thuộc về yêu nghiệt tư chất. Mọi người từng nghe nói, cổ phong tư chất khủng bố, chẳng ai ngờ rằng, nữ nhi hắn, vậy mà cũng yêu nghiệt như thế. Nàng thiên tư, làm sao sẽ cao như vậy? Đông phương tiểu tình đầu tiên là chấn kinh, ngay sau đó trong mắt là không cam lòng chương 3033, ta muốn lớn lên. Bởi vì Đông Phương tiểu tình, bây giờ còn ở hư giai đại thành, không có bước vào chân giai. Nàng nhìn thấy, đám người bởi vì cổ tiểu tuyền mà sợ hãi thán phục, trong lòng dâng lên mãnh liệt lòng háo thắng. Cho dù thiên tư cao lại như thế nào, người chiến lược như cũ kém xa ta. Đông Phương tiểu tình tức giận mở miệng, khí thế trực tiếp bộc phát. Mà cái này một bên, để cho người ta khó có thể tưởng tượng một màn xuất hiện. Chỉ thấy, tại ý cảnh vần quanh phía dưới, cổ tiểu tuyền thương thế vậy mà phi tốc chuyển biến tốt đẹp trong nháy mắt nàng vết thương trên người đúng là khỏi rồi cái này đám người trong đầu oanh minh ý cảnh này lợi hại như thế sao tuyền nhi cổ phong trong mắt mang theo lo lắng bởi vì hắn cảm thấy cái này sinh chi ý cảnh mặc dù trong nháy mắt đem cổ tiểu tuyền thương thế khỏi hẳn nhưng cổ tiểu tuyền cũng đồng thời thiêu đốt trọn vẹn 5.000 năm thọ nguyên sinh chi ý cảnh là lấy thọ nguyên hóa sinh cơ không chỉ cần có thần hồn chi lực còn cần thảo nguyên thôi động. Trên thực tế, không chỉ là cổ phong, ở sau khi khiếp sợ, tất cả mọi người nhìn ra ý cảnh này tai hại, mặc dù ý cảnh này so linh đan gì rượu dược đều lợi hại, có thể để người ta trong nháy mắt khôi phục thương thế, nhưng lại thiêu đốt sinh mệnh. Hư, phong tiểu tuyền, người dạng này, có thể không kiên trì được bao lâu, ta xem người có bao nhiêu thảo nguyên có thể thiêu đốt. Đông phương tiểu tình cười lạnh, không kiên trì được bao lâu, người biết cha ta là ai chăng? Cổ tiểu tuyền có chút sắc mặt trắng bệch, giờ phút này chào phúng một câu. Cha ngươi là ai? Đông Phương Tiểu Tình hơi kinh ngạc, lời này, trong lúc nhất thời, để mọi người sờ không tới đầu não. Giờ phút này, đã thấy cổ Tiểu Tuyền mở miệng cười một tiếng, ngay sau đó không chút do so dự, lập tức cầm lấy bên hông túi, bắt lấy một cái đường đậu, trực tiếp nhét vào trong miệng. Cái này đường đậu vừa vào miệng, trong nháy mắt cổ Tiểu Tuyền thiếu sót thọ nguyên, liền điên cuồng khôi phục, bất quá trong nháy mắt, nàng khí thức lần nữa khôi phục đỉnh phong. Cái này, nàng ăn, không phải đường đậu, đó là linh giai thượng phẩm đan dược, trường nguyên đan A. Viên đan này, chuyên môn bổ sung thọ nguyên dùng, nhưng một hạt giá trị trăm vạn thần thạch, hơn nữa vẫn là có tiền mà không mua được. Nàng một nắm này, chừng mấy chục hạt A, một hớp này ăn vào đi mấy ngàn vạn A. Khó trách nàng nói như vậy, cha hắn là luyện đan sư A. Không hổ là luyện đan sư nữ nhi, quá thổ hào. Đây quả thực gian lận A, đông ngạn đám người, đầu tiên là chấn kinh, ngay sau đó nhao nhao gào lên cái này thật sự chính là giống như gian lận một dạng đông phương uyển khóe miệng đều là không khỏi hơi hơi co quắp một cái nhìn về phía cổ phong phong lạc trần cái này có chút không ổn a à. có gì không ổn nữ nhi của ta ta cho nàng luyện chế đan dược ăn chơi còn làm phiền các ngươi còn nữa vừa mới đông ngạn chủ chính miệng nói chỉ cần không chết trận chiến này không có bất kỳ hạn chế nào cổ phong gặp vậy cười hắn liền sợ bản thân nữ nhi đầu thiết cứng rắn Biết rõ biến báo, bản thân an tâm. Đông Vũ Nhân bên này, khóe miệng đi theo co quắp một cái. Trước đó nghe thấy Tây Ngạn ra một cái luyện đan sư, nhưng tu vi chỉ có thần linh tứ trọng, nàng không có để ý, cho rằng hắn luyện chế không ra cái gì phẩm cấp cao đan dược, sản lượng tất nhiên cũng không được. Nhưng bây giờ, nàng cảm giác bản thân giống như đánh giá thấp. Hừ, ta xem ngươi có bao nhiêu đan dược." Đông Phương Tiểu Tình mở miệng, phi kiếm lần nữa oanh ra. Như thế, Cổ Tiểu Tuyền nhưng vẫn bị áp chế. Bất quá, một khi nàng trọng thương, liền lập tức thi triển sinh chi ý cảnh khôi phục thương thế, sau đó lại dùng đan dược điên cuồng bổ sung thảo nguyên. Đây quả thực giống như đánh bất tử tiểu cường một dạng. Trong nháy mắt, nửa canh giờ trôi qua, Đông Phương tiểu tình thi triển chín chuôi phi kiếm, tiêu hao tiên lực cực lớn, nàng mặc dù tu vi so với cổ tiểu tuyển cao, nhưng là không nhịn được như vậy tiêu hao a, à, sắc mặt nàng đã trắng bệch. Đông ngạn đám người lộn xộn, đây không phải đang so chiến lực, đây là đang dựa vào cha a. Cái này của tiểu tuyển nói ít cũng phải ăn vào đi, mấy trăm hạt đan dược A, à, đây chính là mấy ức thần thạch A, à, người bình thường nhà, làm sao có thể đã tiêu hao lên. Phong Lạc Trần, người đến cùng cho ngươi nữ nhi luyện chế ra bao nhiêu đan dược. Đông Phương Uyển tức giận mở miệng, nếu như nữ nhi là bình thường bị đánh bại nàng không thèm để ý, nhưng bây giờ nữ nhi đây là muốn bị đối phương sinh sinh mài chết A. À. Cũng không bao nhiêu, bất quá ta không phải nói ngươi, ngươi cũng quá móc, ngươi liền không thể cho nữ nhi một chút đan dược, nữ nhi muốn phú dưỡng nha. Cổ phong mảy may không đỏ mặt, mở miệng cười nhạt. Trên thực tế, cổ phong đối với cổ tiểu tuyển yêu, thường nhân là không tưởng tượng nổi, liền sợ nữ nhi xảy ra chuyện, 100 năm này bên trong, cổ phong có thời gian liền điên cuồng luyện đan, cho cổ tiểu tuyển trong túi càn khôn, chuẩn bị chọn vẹn một vạn mai trường nguyên đan. Nhiều đan dược như vậy, khái niệm gì? Bình thường luyện đan sư, không ngủ không nghỉ, sợ rằng cũng phải luyện chế mấy trăm năm, mới có thể luyện chế được. Lời này, tức giận đến đông ngạn đám người, đặc biệt là Đông Phương Uyển, kém chút không mất đi. Mình cũng cho nữ nhi mấy chục viên thuốc đây, nhưng cùng ngươi này làm sao so, lão nương cũng không phải luyện đan sư. Tiếp tục đánh, một canh giờ trôi qua, Đông Phương Tiểu Tình, không được ngươi liền nhận thua đi. Cổ Tiểu Tuyền đã phục dụng chừng hơn ngàn viên thuốc, như cố sinh long hoạt hổ, trên người liền chút tổn thương đều không có. Ngươi, Đông Phương Tiểu Tình đã tiêu hao chín thành thần lực, nghe đến lời này tức giận đến một ngụm máu phun ra ngoài. Trên bầu trời, đông vũ nhân mặt đều xanh, nhìn về phía cổ phong gầm thét, phong lạc trần, ngươi. Đông ngạn chủ, không phải ta nói ngươi, ngươi cũng chỉ như vậy một cái ngoại tôn nữ, làm sao lại không thể đối với nàng tốt một chút, bình thường cho thêm nàng một chút đan dược, hài tử nha, vẫn là muốn sủng. Cổ phong mỉm cười, sắc mặt mảy may không đúng, hắn đối nữ nhi là triệt để không lo lắng. Bên này, đông vũ nhân tức giận đến mặt đều trướng thành màu gan heo cho dù là nàng cái này đông ngạn chi chủ, cũng không có một nghìn mai trường nguyên đan A, à, đây quả thực là không biết xấu hổ. Tất cả mọi người nhìn ra, trận chiến này đông phương tiểu tình phải thua. Nhưng đông phương tiểu tình, có thể nào chịu đựng bản thân thất bại? Nàng cắn răng mở miệng, phong tiểu tuyền, là người bước ta, cửu kiếm quy nhất. Mở miệng tầm đó, đông phương tiểu tình, đem thể nội toàn bộ tiên lực, trong nháy mắt cháy hết, toàn bộ rót vào chín chuôi trong phi kiếm. Nhất thời, chín chuôi phi kiếm kịch liệt chấn động lên, Đúng là ở trên bầu trời, hợp hai làm một, trong nháy mắt, một cỗ vượt qua tiên đạo thập tam giai lực lượng, bộc phát ra. Đây là tiên đạo cực hạn lực lượng, cái này mang theo tiên đạo cực hạn khí tức cực kiếm, hướng thẳng đến Cổ tiểu tuyển oanh sát đi. "Không thể, đông Vũ Nhân gặp vậy!" hét lớn. Chiêu này, là cấm kỵ chiêu số, nàng tự tay dạy cho Đông Phương tiểu Tình, nhưng là để Đông Phương tiểu Tình sống chết trước mắt mới dùng, bây giờ chiêu này quá kinh khủng, sợ rằng sẽ trực tiếp giết Cổ tiểu Tuyền. Tuyền nhi cổ phong cũng là hét lớn, trong lúc nhất thời, vô số trưởng lão, nhao nhao xông ra. Nhưng hai người đối chiến, khoảng cách rất gần, hơn nữa chẳng ai ngờ rằng đột nhiên sẽ có nảy biến cố, một lần này, quá nhanh, bất luận kẻ nào, cho dù là thần vương tu vi, đều không ngăn trở kịp nữa. Nhìn xem hướng về bản thân đánh tới cự kiếm, cổ tiểu tuyền trong mắt lóe lên kiên quyết ý tứ, gầm thét sinh chi ý cảnh, bí thuật, ta muốn lớn lên. Trường 3034, tự sáng tạo bí thuật. Oanh! Cổ tiểu tuyền bây giờ tiên hoàng tu vi, có 60 vạn năm thọ nguyên, một lần này, trong nháy mắt liền thiêu đốt trọn vẹn 50 vạn. Theo thọ nguyên điên cuồng thiêu đốt, cổ tiểu tuyền tu vi, đúng là bắt đầu điên cuồng tiêu thăng. Tiên đạo cửu dai, tiên đạo thập dai, ngay tại lúc đó, nàng vậy mà đang nhanh chóng lớn lên. Mà thân thể của nàng dung mạo, cũng sẽ không là hơn một tuổi hài đồng, mà là biến thành 6 tuổi nhiều nữ đồng bộ dáng. a à, cổ tiểu tuyền phát ra hét lớn một tiếng một cỗ trước đó chưa từng có khủng bố khí tức từ trên người nàng điên cuồng bộc phát ra. Tiên đạo thập tam giai. Không, cái này đã vượt qua tiên đạo thập tam giai, là tiên đạo cực hạn. Tất cả những thứ này, nói là chậm chạp, nhưng kỳ thực, bất quá trong nháy mắt. Tất cả mọi người, trong mắt đều tràn đầy vẻ không thể tin được. Ngắn ngủi trong hô hấp, tu vi tiêu thăng đến tiên đạo cực hạn, đây quả thực chưa từng nghe thấy. Đây rốt cuộc là hạng gì bí thuật, nhìn xem hướng bản thân oanh sát mà đến cự kiếm, Cổ Tiểu Tuyền lạnh giọng một câu, "Phá cho ta." Vừa nói, nàng không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, trong tay khổng lồ chiến đao bên trong, tiên lực quán thâu đến cực hạn, hung hăng bổ ra. Oanh, cự kiếm cùng chiến đao đối oanh ở cùng nhau, phát ra kinh khủng chấn động thanh âm. Cổ Tiểu Tuyền tiên đạo cực hạn lực lượng, ở tiên đạo cảnh giới, giờ phút này đã vô địch. Chỉ thấy cự kiếm bỗng nhiên vỡ nát, lập tức vừa hóa thành chín, sụp đổ ra. Bay ra chín chuôi phi kiếm, đã là ảm đạm tối tâm trực tiếp rơi xuống đất. Phốc, Đông Phương Tiểu Tình thi triển thủ đoạn mạnh nhất, vốn là đã tiêu hao hết tất cả, giờ phút này bản mệnh tiên bảo bị hao tổn nghiêm trọng, nàng trực tiếp trong miệng máu tươi cuồng phún. Đón lấy, Đông Phương Tiểu Tình, cả người từ bầu trời trực tiếp rơi xuống. Đông Phương Uyển gặp vậy, phi thân mà tới, trực tiếp đem nữ nhi tiếp được. Mà lúc này đây, Đông Phương Tiểu Tình đã hôn mê bất tỉnh. Đông Phương Tiểu Tình, bại, toàn bộ tràng diện trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Đông Ngạn tu giả, nguyên một đám ngây ra như phỗng, mọi người trước đó cũng bởi vì Cổ Tiểu Tuyền một mực dựa vào đan dược khôi phục, cho rằng hắn thắng mà không vẻ vang gì, nhưng cái này một lần cuối cùng, lại là thực sự thực lực, nếu như Cổ Tiểu Tuyền vừa bắt đầu liền thi triển loại này bí thuật, chỉ sợ nàng trực tiếp liền thắng. Đón lấy, như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô, từ tây ngạn bên này truyền đến. "Tuyền tỷ, Tuyền tỷ, Tuyền tỷ, Tuyền tỷ!" Những cái kia tây ngạn học phủ đệ tử, toàn bộ giống như đâm máu gà đồng dạng vung tay hô to. Đã bao nhiêu năm, thứ nguyên giới học phủ người thứ nhất, vẫn luôn là đông ngạn, bây giờ, cổ tiểu tuyền cải biến tất cả những thứ này. Đông Phương Uyển nhìn xem trong ngực đã hôn mê nữ nhi, có chút đau lòng, bất quá như cũ quay người, nhìn về phía cổ tiểu tuyền, mở miệng, phong tiểu tuyền, ngươi, thắng. Nàng đã nhìn ra, cổ tiểu tuyền chính là thất tự tông tương lai. Xin lỗi, cổ tiểu tuyền giờ phút này sắc mặt trắng bệch, bất quá như cũng nhìn về phía Đông Phương Uyển, quật cường mở miệng xin lỗi tất cả mọi người cực kỳ kinh ngạc đông phương uyển thế nhưng là đông ngạn trưởng lão bậc này thân phận cổ tiểu tuyền lại muốn nàng nói xin lỗi đông phương uyển nhíu mày tiểu nha đầu ngươi cha ta một người mang theo ta rất vất vả hắn một mực dậy bảo ta đối ta dạy dỗ rất tốt ta không cho phép bất luận kẻ nào ngôn ngữ chửi bới hắn cổ tiểu tuyền nhìn về phía đông phương uyển lần nữa quật cường mở miệng tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này đều biết cái này cổ tiểu tuyền là bởi vì lúc trước Đông Phương Uyển nói Phong Lạc Trần không có để ý dạy tốt nữ nhi, cái này khiến cổ tiểu tuyền rất tức giận. Đồng thời, lòng của mọi người, đi theo xúc động, có nữ như thế, còn cầu mong gì. Tiểu tuyền, cổ phong tâm, hơi hơi rung động, nữ nhi của mình, chưa bao giờ đối với mình yêu cầu qua cái gì, nàng hiểu chuyện quá sớm. Người nhà đầu này, Đông Phương Uyển có chút nổi giận, nàng thân phận, sao có thể đối một tên tiểu bối xin lỗi. Uyển nhi, giờ phút này, Đồng Vũ Nhân nhìn về phía Đông Phương Uyển, bất luận kẻ nào đều muốn đối ngôn ngữ của mình phụ trách, ngươi là tiểu tình tấm gương. Đông Phương Uyển cắn răng, nhìn về phía Cổ Phong, Phong trưởng lão, thật xin lỗi. Không sao, Cổ Phong nhàn nhạt mở miệng, mọi người chấn động trong lòng, trước đó Cổ Phong ở Tây Ngạn Cường thế tuyệt thế, liền ngược toàn bộ truyền thừa đệ tử, thậm chí thánh tử, về sau lại ngạnh đối trưởng lão, đã đủ kinh người, ngày hôm nay nữ nhi của hắn, trực tiếp nhất thống thứ nguyên giới học phủ, đánh tan Đông Phương tiểu tình, làm cho Đông Phương Uyển cúi đầu. Đôi cha con này, quả thực quá độc ác. Giờ phút này, cổ tiểu tuyền cười, nhìn về phía cổ phong, cha, ta không nhường ngươi mất. Lời nói nói xong lời cuối cùng, cổ tiểu tuyền lại là thân thể một chồng, trực tiếp từ bầu trời rơi xuống. Từ bầu trời rơi xuống đồng thời, thân thể của nàng cũng là lần nữa không ngừng thu nhỏ, đồng thời, chỉnh tu vi cá nhân, cũng là không ngừng rơi xuống. Tiểu tuyền, cổ phong gặp vậy, phi thân mà tới, trực tiếp đem nữ nhi của mình tiếp được giờ phút này cổ tiểu tuyền khí thức lại trở về tiên đạo cửu giai đồng thời nàng đã mặt không có chút máu thọ nguyên cơ hồ đoạn tuyệt chỉ còn lại có một hơi tuyền nhi cổ phong vành mắt đỏ lên hắn hiểu được vì mình nữ nhi bỏ ra bao nhiêu trực tiếp lấy ra một cái trường nguyên đan nhét vào cổ tiểu tuyền trong miệng đồng thời thần lực lập tức vận chuyển trợ giúp cổ tiểu tuyền tiêu hóa làm cổ tiểu tuyền sinh cơ dần dần khôi phục thời điểm cổ phong tâm mới rốt cục để xuống bất quá nhìn xem trong ngực nữ nhi càng thêm đau lòng bên trên bầu trời hầu thắng thiên nhìn thấy cảnh này tâm đều bị xúc động đây là một đứa trẻ ngoan biết bao còn tốt mình đã chư vị tiểu tuyền cần tu dưỡng tạm thời cáo từ cổ phong nhìn về phía đám người ôm quyền một câu liền muốn rời đi chờ chút giờ phút này đông vũ nhân mở miệng ngay sau đó nhìn về phía cổ phong lập tức nói vừa mới phong tiểu tuyền thi triển cái kia bí thuật thế nhưng là phong trưởng lão truyền thụ cho nghe xong lời này tất cả mọi người là nhìn về phía cổ phong vừa mới cổ tiểu tuyển bí thuật quả thực quá mạnh trong nháy mắt liên tục tiêu thăng ngũ giai tu vi trực tiếp đạt tới tiên đạo cực hạn mặc dù tổn thất 50 vạn năm thọ nguyên nhưng chỉ cần có bổ sung thọ nguyên loại đan dược cũng là có thể khôi phục nhanh chóng loại này bí thuật quả thực vô địch a à. thuật này ta cũng không biết là tiểu tuyền tự nghĩ ra cổ phong mở miệng cổ tiểu tuyền ra đời về sau vẫn ở bên người cổ phong hơn nữa liền nghe bí thuật này danh tự ta muốn lớn lên hiển nhiên chính là cổ tiểu tuyền bản thân tùy tiện lấy tự nghĩ ra mọi người đều là không tin tự sáng tạo bí thuật đừng nói tiên cảnh tu vi cho dù là thần cảnh tu giả làm được đều là không nhiều đồng dạng cũng là trải qua tam thương biến hóa lão tu giả từng có rất nhiều cảm ngộ mới có thể tự sáng tạo ra bí thuật đây là tu vi bực nào chuyện mới có thể làm được cổ tiểu tuyền mới bao nhiêu lớn một chút đông vũ nhân nhíu mày phong trưởng lão Thuật này nếu là ngươi dạy, nói thực ra chính là không cần mở như thế trò đùa. Nói đùa, Cổ Phong nhíu mày, lập tức nói tiểu Tuyền tu hành, luôn luôn là bản thân cảm ngộ, sinh chi ý cảnh, cũng là chính nàng cảm ngộ, hơn nữa, người hẳn là có thể nhìn ra, này bí thuật là căn cứ sinh chi ý cảnh, diễn sinh mà ra, ta còn không biết sinh chi ý cảnh, làm sao có thể sẽ này bí thuật. Chương 3035, nhau nhau đột phá. Mọi người nghe xong, đều có chút giật mình, đích xác sinh trị ý cảnh, thiêu đốt thọ nguyên, chữa thương. Cùng cái này thiêu đốt thọ nguyên, bạo tăng tu vi, đích xác có tương tự công hiệu. Suy nghĩ lại một chút, cái này cái gọi là ta muốn lớn lên, danh tử, cũng đích xác giống như là cổ tiểu tuyền lên. Giờ phút này, mọi người càng khiếp sợ, không đến 2.000 tuổi, có thể tự sáng tạo ra bí thuật, đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Hầu Thắng Thiên cũng là kinh ngạc, mở miệng, phong trưởng lão, ý của ngươi là, tiểu tuyền, cho tới nay, đều là mình tu hành, chưa bao giờ hướng người hỏi qua, cũng chưa từng bái nhập bất luận kẻ nào môn hạ. Chính là, cổ phong mở miệng, cho tới nay, cổ phong chỉ phụ trách cho cổ tiểu tuyền luyện đan, lừa nàng khai tâm, tu hành phương diện, thật đúng là mình cảm ngộ. Quả thực nói năng bậy bạ, người nữ nhi chưa bao giờ bái sư, liền có thể bản thân cảm mộ bí thuật, điều này sao có thể. Bên này, Đông Phương Uyển nghe xong, mất hứng, trực tiếp mở miệng. Nói như vậy càng thêm lộ ra Đông Phương tiểu tình kém xa phong tiểu tuyền, nàng như thế nào khai tâm có thể là di truyền a à, cổ phong đạm ngữ di truyền mọi người nghe xong cảm khái phong trưởng lão người đây cũng quá nhìn ánh mắt của mọi người cổ phong đạm ngữ ta một mực là bản thân tu hành chưa bao giờ bái sư về phần bí thuật hóa long mở miệng phía dưới cổ phong vung tay lên lập tức phổ biên sát lục chi khí chính là từ toàn bộ thứ nguyên giới học phủ trên người mọi người tiêu tán mà ra toàn bộ hướng về cổ phong tụ đến phổ biên sát khí trực tiếp ở bên trên bầu trời, biến thành một đầu chân long. Đây là, đám người trong đầu oanh minh, chân long, thuộc về hy hữu nhất thần thú. Ở thần giới, chân long sớm đã biến mất hồi lâu. Hiện tại chỉ có một ít ẩn chứ ít ỏi long tộc huyết mạch sao mà thôi. Mà mọi người mặc dù cực kỳ hiếm thấy qua chân long, nhưng có thể cảm giác được, cổ phong bí thuật này biến thành, chính là chân long. Như vậy bí thuật, chưa từng nghe thấy. Hiển nhiên, đây thật là hắn tự nghĩ ra, cái này xem ra thực di truyền a à, tây môn thanh hổ mấy người đều chấn động bản thân cái này sư tôn thiên tư vậy mà đạt đến trình độ như vậy sao chư vị cáo từ nhìn xem đờ đẫn đám người cổ phong mang theo cổ tiểu tuyền rời đi sư tôn chờ chúng ta một chút a à, tây môn thanh hổ mấy người trong mắt trong nháy mắt lấp lóe vẻ cuồng nhiệt chỉ cảm thấy bái nhập cổ phong môn hạ là bọn hắn đời này chuyện may mắn lớn nhất trực tiếp đi theo cổ phong rời đi mọi người tại đây như cũ ở vào trong chấn động đôi này cha con cũng quá yêu nghiệt chút ga à, đông phương uyển sớm đã nói không ra lời trên bầu trời đông vũ nhân cuối cùng thở dài một câu nhìn về phía hầu thắng thiên mở miệng hầu thắng thiên khó trách ngươi sẽ nhận phong trưởng lão làm huynh đệ nhận tiểu tuyền làm nghĩa nữ xem ra đông cường tây nhược thế cục chỉ sợ chỉ cần 10 vạn năm liền sẽ bị đôi cha con này hoàn toàn thay đổi ha ha đông vũ nhân người có thể đánh giá thấp ta đây nghĩa đệ hầu thắng thiên mở miệng lập tức nói, người cũng đã biết, hắn mới vừa vào thất tự tông thời điểm, vẻn vẹn mới vào thần linh tam trọng, mà bây giờ vẻn vẹn 100 năm, đã thần linh tứ trọng. Cái gì, đông vũ nhân ngạc nhiên, 100 năm, thăng nhất dai, cái này. Cuối cùng, đông vũ nhân nhìn về phía hầu thắng thiên, mở miệng, còn có 700 năm, chính là lưỡng ngạn đại tái, ta ngược lại muốn xem xem, đến lúc đó, người Tây ngạn, có thể hay không chiến thắng ta đông ngạn. Vậy liền rửa mắt mà đợi a à? hầu thắng thiên mở miệng cười cổ phong về tới đan phong, lại cho cổ tiểu tuyển uống rất nhiều đan dược về sau, nàng triệt để khí thức bình ổn lại, đã ngủ. Nhìn xem ngủ say nữ nhi, cổ phong vuốt ve hắn cái chán đau lòng mở miệng, Tuyền nhi, vi phụ tuyệt đối sẽ không nhường ngươi lại thụ nửa điểm tổn thương. Ngay sau đó, cổ phong ánh mắt, rơi vào đan các tầng thứ ba. Tầng thứ ba bên trong, khẳng định có vương cấp đan phương, trường nguyên đan không đủ, sau này tiểu tuyển tu vi càng ngày càng cao, mỗi ngày thiêu đốt thọ nguyên, cũng càng ngày sẽ càng lớn, ta muốn cho nàng luyện chế càng nhiều, thuốc viên phẩm chất cao hơn. Cổ phong trong mắt, tràn đầy chấp nhất y tứ. Ngay sau đó, trực tiếp tiến nhập lầu hai điển tịch khu vực, bắt đầu điên cuồng đọc những cái kia đan đạo điển tịch. Cổ phong phải lấy tốc độ nhanh nhất, đem thần giới toàn bộ cơ sở thảo dược, toàn bộ biết rõ. Chỉ có dạng này, mới có thể tiến nhập đan các tầng thứ ba. Tây môn thanh hổ mấy người, vừa trở về, liền nhìn cổ phong phát cuồng một dạng đang tu hành cảm mộ thảo dược. Trong lúc nhất thời, trong lòng cũng là kính nể tới cực điểm. Khó trách sư tôn mạnh như vậy, đây không chỉ là tư chất A đây quả thực quá cố gắng. Không nói hai lời, Tây Môn Thanh Hổ mấy người, nghĩ đến cổ phong cho bọn hắn khảo nghiệm, lập tức cũng toàn bộ bắt đầu tiến nhập điển tịch khu vực. Thời gian, trôi qua từng ngày, trong nháy mắt, 200 năm thời gian trôi qua, đan phong, đan các bên trong, Lý Thiên Giao, người trở thành vi sư cái thứ ba đệ tử chính thức. Cổ phong nhìn về phía Lý Thiên Giao mở miệng, 200 năm này đến, Lý Thiên Giao quen biết thảo dược nhiều nhất, một lần này khảo hạch, hắn là đệ nhất. Tạ sư tôn, Lý Thiên Giao hưng phấn mở miệng. Bây giờ, ôn hiểu mộng, nhiều bộ đình, Lý Thiên Giao cũng đã là cổ phong đệ tử chính thức. Duy nhất, chỉ còn lại có Tây Môn Thanh Hổ, vẫn là ký danh đệ tử. Trong lòng của hắn, 10 điểm phiền muộn, cổ phong nhìn về phía Tây Môn Thanh Hổ, đám ngữ tiểu hổ, không cần nhục trí, đằng sau, còn sẽ có khảo hạch. Sư tôn, tiếp tục lấy quen biết thảo dược khảo hạch sao? lần này, ta nhất định đệ nhất, Tây Môn Thanh Hổ quật cường nói, cổ phong đạm ngữ, không được, vi sư đã đem điển tịch khu vực, tất cả thảo dược toàn bộ quen biết, khảo hạch này, cũng nên thay đổi. Cái gì, Tây Môn Thanh Hổ đám người, nguyên một đám chấn kinh cực kỳ. Cổ phong là cùng bọn họ cùng một chỗ bắt đầu ở điển tịch khu nghiên cứu thảo dược kiến thức. Bây giờ bọn họ cảm mộ thảo dược tri thức nhiều nhất, là ôn hiểu mộng. Cũng chỉ cả mộ 2.650 vạn cây thảo dược, mà sư tôn đã đem một ức cây thảo dược, toàn bộ cảm ngộ. Hơn nữa, không chỉ là đan đạo, bọn họ biết rõ bản thân sư tôn ở hai trăm năm này tu vi lại đột phá đạt đến thần linh ngũ trọng. Đây quả thực yêu nhiệt. Các ngươi tạm thời đều trở về đi, trở về tĩnh tư một đoạn thời gian. Sau ba ngày lại đến. Vi sư cho các ngươi mới khảo hạch. Cổ Phong nhìn về phía đám người mở miệng là sư tôn lập tức Tây Môn Thanh Hổ mấy người rời đi. Mấy người vừa đi, một thanh âm chính là truyền đến ba ba. Cổ Tiểu Tuyền hưng phấn mà chạy vào, "Tuyền Nhi." Cổ Phong mỉm cười, đem nữ nhi ôm lấy, mở miệng, "Thế nào?" "Hắc hắc, lần này nữ nhi không dựa vào ngài đan dược, cũng không dùng, ta muốn lớn lên, bí thuật, liền đem cái kia Đông Phương tiểu tình đánh bại." Cổ Tiểu Tuyền hưng phấn mở miệng, Cổ Phong gặp vậy, cũng là đi theo cao hứng, Cổ Tiểu Tuyền tư chất nghịch thiên, căn bản không cần phải nỗ lực tu hành, mỗi ngày thọ nguyên liền sẽ không ngừng chuyển hóa làm tu vi phi tốc tăng lên, nàng chỉ cần phục dụng bổ sung thọ nguyên đan dược liền có thể. 200 năm này đến, cổ tiểu tuyền tu vi, đã đạt đến tiên đạo thập nhất giai. Người nhà đầu này, lại không thiếu cọ nghĩa phụ của người thiên tài địa bảo A. Cổ phong gặp vậy, không khỏi cười nói. Hầu thắng thiên cùng cổ phong tầm đó, đã triệt để không có khúc mắc Hơn nữa, hắn đối với cổ tiểu tuyền cái này nghĩa nữ, cũng là 10 điểm yêu thích, xem như tây ngạn chi chủ, trong tay tài, tài nguyên tự nhiên không ít, cho nên liền tiện nghi cổ tiểu tuyền đương nhiên không chỉ là ta còn có rảnh rỗi không cùng tiểu long đây cổ tiểu tuyền lập tức nói ra cổ phong nghe xong cười không không hai thú xem như cổ tiểu tuyền tả hữu hộ pháp tự nhiên cũng không ít lấy được đồ tốt hai thú tu vi những năm này cũng là phí tốc tăng lên bây giờ đều đạt đến thần linh tứ trọng đúng rồi ba ba cái kia đường đậu giống như không thế nào tác dụng bây giờ bổ sung thọ nguyên giống như cũng không nhiều lắm cổ tiểu tuyền đối cổ phong nói ra cổ phong minh bạch bản thân nữ nhi điên cuồng như vậy ăn đan dược, hiển nhiên là xuất hiện tính kháng dược, trường nguyên đan hiệu quả đã rất nhỏ, nhất định phải đổi một loại đan dược. Cổ phong ánh mắt, rơi vào đan các tầng ba cửa vào, là lúc này rồi, không biết cất giấu trong đó cái gì. Trường 3036, 500 năm. Cổ phong đi tới đan các tầng thứ ba lối vào, trước mắt, một mảnh trận pháp hiện lên, cổ phong không chút do so dự, thần hồn chi lực, thăm dò vào trong đó. Rất nhanh, từng đợt thảo dược hư ảnh, hiện lên ở trận pháp phía trên. Cổ phong lập tức, đem cái này từng cây thảo dược nhận ra, địa hoàng thảo, tính hàn, có thể luyện chế băng hàn thuộc tính đan dược. Bạch phân hoa, ít có độc tố, có thể tổng hợp. Theo cổ phong phân biệt ra những cái này thảo dược, những cái này thảo dược liền lập tức tiêu tán trận pháp cũng liền đi theo tiêu tán một bộ phận, bất quá rất nhanh lại có mới thảo dược hư ảnh hiện lên. Dùng trọn vẹn thời gian một ngày một đêm, thành, cổ phong trên mặt vui mừng hiện lên trước mắt thông hướng đan các tầng thứ ba trận pháp, rốt cuộc toàn bộ được mở ra. Đẩy cửa ra, cổ phong rốt cuộc đi vào đan các tầng thứ ba. Đan các tầng thứ ba, bốn phía có hai hàng giá sách. Cổ phong lật xem, những sách này khung bên trong, ghi chép, cũng là vương giai thảo dược. Trước đó, cổ phong cảm mộ một ức loại thảo dược, bất quá là linh giai cơ sở thảo dược. Mà vương giai thảo dược, cổ phong rất nhiều trên giá sách quét qua một lần, nơi này ghi chép, đại khái 100 vạn loại. Luyện chế vương giai đan dược, cần thảo dược, đương nhiên không chỉ là cơ sở thảo dược, cho nên trước mắt 100 vạn loại thảo dược, cổ phong cũng nhất định phải quen biết. Cuối cùng, cổ phong đem ánh mắt, rơi vào đan các tầng thứ ba, ở trung tâm trên một cái bàn. Cái bàn này bên trên, có một cái quang đoàn, cổ phong không nói hai lời, trực tiếp đưa tay chạm đến cái này quang đoàn. Lập tức, quang đoàn tiêu tán, ngay sau đó, một tấm phiếm hoàng tấm da dê rơi xuống. Chỉ có một tấm đan phương cổ phong có chút tiếc nuối vốn cho rằng đan các tầng thứ ba sẽ có rất nhiều đan phương bất quá suy nghĩ một chút thất tự tông cũng không phải gì đó luyện đan đại tông vương giai đan phương chỉ có một tấm cũng là bình thường ngay sau đó thần hồn chi lực quét qua do xét toa thuốc này nội dung về sau cổ phong con mắt dần dần phát sáng lên trên đời này còn có loại này đan dược đan phương này bên trong ghi chép đan dược tên là tăng hiệu đan đơn giản mà nói loại này đan dược đơn độc phục dụng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Loại này đan dược, nhất định phải phối hợp những đan dược khác đến phục dụng. Duy nhất công hiệu là có thể để những đan dược khác dược hiệu tăng gấp đôi. Lúc đầu, cổ phong còn có một chút tiếc nuối, nhưng phát hiện đan dược này đặc điểm về sau, trong nháy mắt tiếc núi quét sạch sành xanh, thế này sao lại là một loại đan dược, đây quả thực là một loại vạn năng đan dược. Tỷ như cổ tiểu tuyền trường nguyên đan, lúc đầu phục dụng một mai, cần người hơi luyện hóa, có thể khôi phục 100 năm thọ nguyên, bây giờ phối hợp tăng hiệu đan, chỉ cần năm hơi luyện hóa, lại có thể khôi phục 200 năm thọ nguyên. Chủ yếu nhất, tăng cường dược hiệu, tương đương với tăng lên đan dược phẩm chất, cứ như vậy, tính kháng dược liền biến mất. Đây là tăng hiệu có thể điệp ra dược hiệu đan dược, nếu như là dược hiệu bản thân lại không thể điệp ra. Cổ phong nghĩ đến, mắt sáng dược lên, có đan dược, có thể điệp ra phục dụng, như trường nguyên đan, phục dụng một mai, khôi phục 100 năm thọ nguyên, phục dụng hai cái, liền có thể khôi phục 200 năm thọ nguyên nhưng có đan dược là không thể điệp ra dùng thậm chí có đan dược một người một đời chỉ có thể phục dụng một mai tỷ như một chút đột phá loại đan dược sau khi phục dụng có thể đột phá nhất dai nhưng một đời chỉ có thể dùng một lần sau này liền vô dụng đối với loại này đan dược nếu như phối hợp tăng hiệu đan phục dụng dược hiệu tăng gấp đôi vô cùng có khả năng trực tiếp đột phá hai dai nói đơn giản đan dược này có thể phối hợp bất luận một loại nào những đan dược khác đến phục dụng cổ phong bây giờ dùng linh cực đan Hồi thần đan, ở sau một thời gian ngắn, đều sẽ xuất hiện tính kháng dược, bây giờ có tăng hiệu đan, trong nháy mắt giải quyết. Cổ Phong lại nhìn kỹ một lần đan phương, phát hiện trong đó giới thiệu, cái này tăng hiệu đan, hai bên không có tác dụng, dược hiệu không thể điệp ra. Nói cách khác, một lần phục dụng một mai tăng hiệu đan cùng sử dụng đồng thời năm viên tăng hiệu đan, không có khác nhau. Cũng phải, nếu như tăng hiệu đan còn có thể dược hiệu điệp ra, một lần phục dụng 100 mai, dược hiệu trực tiếp lật gấp trăm lần, không phải muốn nghịch thiên cổ phong nghĩ nghĩ tự nói trong những ngày kế tiếp cổ phong mỗi ngày cảm mộ vương giai thảo dược vương giai thảo dược dược tính phức tạp cảm mộ tốc độ không có trước kia nhanh như vậy luyện đan đối với cổ phong mà nói lại không có độ khó gì lại trong mấy trăm năm này cổ phong một mực luyện đan bây giờ luyện đan tốc độ so trước kia nhanh hơn cổ tiểu tuyền vấn đề giải quyết tiểu nha đầu bây giờ túi càn khôn có đỏ lục hai loại đường đậu mỗi ngày muốn phối hợp ăn bởi vì tăng hiệu đan ở linh cực đan dược hiệu tăng gấp đôi, cổ phong tốc độ tu hành cũng là cơ hội tăng lên gấp đôi. Bất quá cổ phong phát hiện, theo tu vi không ngừng kéo lên, đột phá tốc độ cũng chậm lại, càng đi về phía sau, cảnh giới càng khó đột phá. Ngay tại lúc đó, Đông Tây lưỡng ngạn, bởi vì đem muốn tổ chức lưỡng ngạn đại tái, đều đang điên cuồng tu hành lấy. Trong nháy mắt, 500 năm, cứ như vậy đi qua. Đan phong, giờ phút này, cổ phong, cổ tiểu tuyền, tham long, không không, cùng mấy vị đệ tử tề tụ ở đây đan phong đỉnh chóp phía trước một khối trên đất trống khoanh chân ngồi một người chính là tây môn thanh hổ khí tức của hắn đã cuồng bạo tới cực điểm đã đạt đến thần linh cảnh cực hạn không sai tây môn thanh hổ muốn độ kiếp rồi oanh giờ khắc này bên trên bầu trời thần lôi rơi xuống ở thần giới chỉ có mỗi cái đại cảnh đột phá thời điểm mới có kiếp nạn thần vương kiếp đây là cổ phong lần thứ nhất kiến thức trọn vẹn chín đạo thần lôi, trước sau rơi xuống. Đang tiếp nhận đạo thứ 8 thần lôi về sau, Tây Môn Thanh Hổ cả người làn ra đã không có một khối hoàn hảo, khí tức đã đê mê đến cực hạn. Tiểu Hổ, phục dụng đan dược, giờ phút này, cổ phong gặp vậy, hét lớn một tiếng. Tây Môn Thanh Hổ nghe thấy, trực tiếp lấy ra trọn vẹn 100 mai linh cực đan, toàn bộ nuốt. Lấy Tây Môn Thanh Hổ tu vi, một lần cưỡng ép luyện hóa, tối đa cũng liền có thể luyện hóa 100 mai linh cực đan. Nhưng, bây giờ khác biệt, Ăn vào một trăm mai linh cực đan, cảm giác thân thể đã bị dược lực tràn ngập, cơ hồ bạo tạc về sau, Tây Môn Thanh Hổ lại uống một mai tăng hiệu đan. Oanh, trong nháy mắt, Tây Môn Thanh Hổ thể nội dược lực, trực tiếp tăng gấp đôi. Dược lực này đã vượt qua Tây Môn Thanh Hổ thân thể sẽ tiếp nhận cực hạn, hắn thân thể lập tức phải bạo tạc. Nhưng, cũng vào thời khắc này, Đạo Thứ Chín Thần Lôi hung hăng rơi xuống. Đạo Thứ Chín Thần Lôi hung hăng đánh vào Tây Môn Thanh Hổ thân thể tây môn thanh hổ thể nội cuồng bạo dược lực rốt cuộc tìm được phát tiết đối tượng điên cuồng cùng cái kia thần lôi lực lượng đối oanh lên thật lâu dược lực toàn bộ tiêu tán thần lôi lực lượng cũng tiêu tán trọn vẹn chín thành chỉ còn lại có cuối cùng một thành tây môn thanh hổ cưỡng ép tiếp nhận xuống tới cuối cùng một thành thần lôi lực lượng chỉ thấy da của hắn cực tốc khép lại cả người bất quá ở mấy hơi thở tầm đó thương thế khỏi hẳn oanh một cỗ triệt để vượt qua thần linh cảnh tu vi khí thức bạo phát đi ra Thần Vương, Tây Môn Thanh Hổ, bước vào Thần Vương cảnh, chương 3037 là lúc này rồi. Thần Vương thần linh, cách nhau một trời một vực, Thọ Nguyên trực tiếp tăng gấp đôi không nói, một cái thần vương, cho dù là mới vào thần vương, cũng có thể một người chém giết mấy chục cực hạn thần linh. Thần linh tu giả, ở thần giới tông môn bên trong, cơ số to lớn nhất, chiếm cứ hơn chín thành. Một khi bước vào thần vương, chính là cá chép vượt long môn, một bước lên trời trong nháy mắt bước vào cường giả hàng ngũ. Thậm chí, nếu như bản thân thân gia, từng cái thần vương tu giả đều có thể tự lập môn hộ, mở ra một cái tứ cấp tông môn. Bây giờ, Tây Môn Thanh Hổ thành thần vương, hắn mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy trước đó chưa từng có vẻ hưng phấn. Hắn trước tiên không có làm khác, trực tiếp xông về phía Cổ Phong, lập tức quỳ xuống cúi đầu, "Sư tôn đại ân, đệ tử vĩnh thế không quên, sau này đệ tử mệnh chính là sư tôn." Ngươi thông qua được khảo hạch trở thành vi sư đệ tử chính thức. Cổ phong cười nhạt một câu, năm đó, hắn cho Tây Môn Thanh Hổ mấy người, quyết định khảo hạch, thực sự là ai có thể trước vào thần vương, một lần này Tây Môn Thanh Hổ thành công. Mà giờ khắc này, cổ phong bản thân đều là không khỏi có chút giật mình. Từng có lúc, bản thân còn bị hai cái thần vương truy sát đến chạy trốn tư phía, mà bây giờ, bản thân lại có một cái thần vương đệ tử. Hắn hiểu được, nếu không phải đi theo cổ phong tu hành, hắn đột phá tốc độ sẽ không như thế nhanh, lại hôm nay nếu không có cổ phong chuẩn bị cho hắn rất nhiều đan dược, hắn không cách nào thành công. Giờ phút này, tây ngạn tất cả trưởng lão, nhao nhao giáng lâm. Thậm chí, hầu thắng thiên, cũng là tự mình đến. Chúc mừng phong trưởng lão. Ha ha, chúc mừng chúc mừng. Giờ phút này, đám người cùng nhau đối cổ phong ôm quyền nói vui. Bây giờ cổ phong, nắm giữ một cái thần vương đệ tử, đây quả thực để bọn hắn hâm mộ tới cực điểm. Hầu thắng thiên cũng là cười to, phong trưởng lão, ngày mai chính là lưỡng ngạn đại tái, thanh hổ ở thời điểm này đột phá, chúng ta tây ngạn lần này thủ thắng, cũng là có nắm chắc hơn. Mọi người nghe xong, nhao nhao gật đầu, vì một lần này, lưỡng ngạn đại tái, đám người thế nhưng là đã chuẩn bị rất lâu. Chư vị, lần này lưỡng ngạn đại tái, ta tây ngạn chắc chắn thủ thắng. Cổ phong nhìn về phía đám người, cười nhạt, mọi người cùng nhau cười một tiếng, ngay sau đó riêng phần mình rời đi. Thanh hổ, các người cũng trở về đi thôi. Cổ phong nhìn về phía tây môn thanh hổ mấy người. Sư tôn, ngày mai chúng ta tất vì ngươi làm vẻ vang. Tây môn thanh hổ mở miệng, Lý Thiên Giao, nhiều bộ đình mấy người, cũng là nhao nhao trong mắt tràn đầy kiên quyết. Theo bọn hắn nghĩ, cái này cũng là bọn họ chính danh chi chiến. Tốt, cổ phong gật đầu, tây môn thanh hổ mấy người, ngay sau đó rời đi. Cổ phong về tới động phủ, cổ tiểu tuyền, không không cùng tham long, đi tới. Tham long mở miệng, chủ nhân, người để cho ta điều tra sự tình, Ta đã triệt để điều tra rõ ràng. Thế nào? Cổ Phong hỏi, Tham Long năm gần đây, Tu Vi liên tiếp đột phá, đã đạt đến thần linh ngũ trọng, hơn nữa giỏi về độn địa, có Cổ Phong quan hệ, nó rời đi tông môn cũng không khó khăn. Mấy trăm năm qua, Cổ Phong một mực để Tham Long bốn phía dò xét lão Hắc cùng cái kia Đinh Vũ trưởng bối trong nhà một chút tin tức. Chủ nhân, cái kia lão Hắc còn dễ nói, hắn không bối cảnh gì, ở Thiên Lao cốc làm cốc chủ, đã là nghèo túng. Bất quá cái kia Đinh Vũ phụ thân, Đinh Vân Hải Thế nhưng là không tầm thường, hắn phụ thân là thần hoàng cường giả, là tam cấp tông môn, Thiên Cầm Tông tông chủ. Hơn nữa, hắn còn có một cái nữ nhi, là nhị cấp tông môn, Lôi Âm Môn Thánh nữ. Tham Long mở miệng, xem ra chúng ta cũng là thời điểm rời đi. Cổ Phong không khỏi mở miệng, lúc đầu, Thất Tự Tông là một cái địa phương tốt. Nhưng bây giờ, Cổ Phong biết được bản thân địch nhân có bao nhiêu bối cảnh. Nếu như bị Đinh Vân Hải biết mình ở chỗ này, hắn thỉnh thần hoàng phụ thân tới toàn bộ thất tự tông đem trong nháy mắt bị san bằng bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ không nói thất tự tông cũng là triệt để kết thúc mà lão hắc mặc dù người này không có cái gì bối cảnh nhưng hắn biết được cổ phong bí mật hắn phát hiện mình về sau một khi chó cùng dứt dậu thông chi bốn đại mạch bản thân như cũ hẳn phải chết không nghi ngờ mà dù cho bản thân ở chỗ này sự tình sẽ không bị đinh vân hải cùng lão hắc phát hiện cái kia thần viên phong phía dưới ma viên cũng là uy hiếp mặc dù cổ phong đã xác định hầu thắng thiên triệt để yên bình tâm sẽ không ra tay với mình thế nhưng ma viên nếu là thật sự có cái nào một ngày bản thân phá mở phong ấn tiểu tuyền liền nguy hiểm ba ba thật phải đi sao cổ tiểu tuyền không khỏi mở miệng những năm gần đây nàng ở thất tự tông rất vui vẻ cảm giác mình rốt cục có một ngôi nhà tăng thêm tây ngạn trưởng lão đối cổ tiểu tuyền đều rất tốt cổ tiểu tuyền không nỡ tiểu tuyền nhất định phải đi cổ phong mở miệng cổ tiểu tuyền bây giờ tu vi đã đến tiên đạo thập tam giai Mặc dù thập tam giai, đến tiên đạo cực hạn, lại đến thần cảnh, cần thời gian rất lâu mới có thể đột phá, nhưng Cổ Tiểu Tuyển thân phận đặc thù, một khi đột phá, bại lộ khí tức quá nặng, sợ rằng sẽ gây nên vô số yêu ma chú ý, cho nên Cổ Phong nhất định phải tìm một cái cực kỳ địa phương an toàn, thất tự tông không được. Chủ nhân, chúng ta khi nào thì đi? Không không hỏi, Tham Long cũng là nhìn về phía Cổ Phong, mặc dù hai thú đối với nơi này cũng có chút không muốn, nhưng bọn hắn chỉ cần đi theo Cổ Phong vô luận đi nơi nào đều nguyện ý qua cái này một lần lướng ngạn đại tái xem như chúng ta đối tây ngạn ra cuối cùng một phần lực a cổ phong chậm rãi mở miệng đêm sâu cổ tiểu tuyền đã ngủ say cổ phong đi ra động phủ đứng ở đan phong bên trên nhìn về phía chân trời mấy ngày nay đến cổ phong trong lòng có loại cảm giác bất an hơn nữa loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt ta còn chưa đủ mạnh cổ phong trong mắt mang theo chấp nhất năm trăm năm này, cổ phong lần nữa đột phá, đạt đến thần linh lục trọng. mà bây giờ cổ phong niên kỷ, không tính cái kia ngủ say ngừng chín nghìn năm, vừa vặn là một vạn năm, một vạn năm, thần linh lục trọng, cổ phong vô cùng có khả năng. ở 10 vạn tuổi trước đó, đạt tới thần vương cảnh đã là việc tất nhiên. toàn bộ nam thánh thần vực có thể ở 10 vạn tuổi phía dưới bước vào thần vương, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia cao nhất tổ địa bên trong, còn sẽ có được. nhưng đối với cổ phong, bây giờ tu vi như cũ không đủ. Linh cực đan, dù cho ở tăng hiệu đan tăng hiệu phía dưới, cũng mau muốn không hữu dụng. Cổ phong, cũng đích xác cần càng lớn địa phương, tìm kiếm càng nhiều cao hơn tư nguyên. Trong lúc nhất thời, rất nhiều suy nghĩ, qua lại trong lòng. Bất chi bất giác đi tới thần giới, đã hơn ngàn năm. Cổ phong không còn là tinh không giới như vậy tinh không bá chủ. Hắn chỉ là tầng dưới chót nhất tiểu tu giả. Hắn chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí, giống như mình ở cửu châu mới vừa thức tỉnh thời điểm như dẫm trên băng mỏng cẩn thận tiến lên phụ thân mẫu thân cổ nhu tình chờ lấy cổ phong đi tìm cổ tiểu tuyền cần cổ phong đi bảo vệ kiếp trước ký ức như cũ mơ hồ những cái kia đã từng hung thủ còn chưa tìm được kiếp trước nhục thân còn lâm nguy thiên lao cốc thần giới con đường nặng mà đường xa mà cổ phong biết được mẹ của mình liền ở nam thánh thần vực lấy năm đó như vậy tình huống xem ra mẫu thân vô cùng có khả năng ở nhất cấp tông môn thậm chí khả năng ở tổ địa bên trong. Mẹ, ta sẽ tìm tới ngươi, chờ lấy ta. Cổ phong nhìn lên trời một bên, tự nói. chương 3038, lưỡng ngạn đại tái. Thanh Lân Hà, đem toàn bộ thất tự tông chia cắt thành đông tây lưỡng ngạn. Hôm nay, Thanh Lân Hà phía trên, lơ lửng một tòa thật to lôi đài. Cái này lôi đài, chính là vì hôm nay lưỡng ngạn đại tái tác dụng. Giờ phút này, đông tây lưỡng ngạn bên trên, đã hội tụ vô số tu giả, lưỡng ngạn đại tái, là thất tự tông lớn nhất việc trọng đại tất cả mọi người giờ phút này cũng là cảm xúc bành trướng đông ngạn bên này đồng vũ nhân bay lên trời nhìn về phía hầu thắng thiên mở miệng người tây ngạn có thể chuẩn bị xong bắt đầu đi hầu thắng thiên không nói hai lời trực tiếp mở miệng hai bên bờ chi chủ đều là mở miệng lưỡng ngạn đại tái chính là chính thức triển khai lưỡng ngạn đại tái chia làm đệ tử giao đấu cùng trưởng lão giao đấu đầu tiên tiến hành chính là đệ tử giao đấu đệ tử giao đấu, đệ tử giao đấu, đệ tử giao đấu, mỗi một phe, đều có 20 cái dự thi danh ngạch. Sau đó, hai bên bờ riêng phần mình điều động trên một người lôi, một đối một đối chiến, thất bại một phương phía dưới lôi đào thải, phe thắng lợi thủ lôi, dạng này một mực làm hạ thấp đi, thẳng đến một phương tất cả đệ tử, toàn bộ chiến bại, một phương khác, chính là thủ thắng. Triệu Khang, người lên, đông ngạn bên này, một tên có được mũi ưng trưởng lão mở miệng. Lập tức, một tên thanh niên chính là phi thân lên, trực tiếp lên lôi đài. Vương Thạch, người đi đi, tây ngạn bên này, lâu trưởng lão mở miệng, lập tức, một tên thanh niên khôi ngô, cũng là bay lên lôi đài. Lưỡng ngạn tỷ đấu, là không có trọng tài, bởi vì cụ thể quy tắc mọi người đã sớm biết, rất xuống lôi đài, hoặc là một phương đứng không dậy nổi, hoặc là một phương nhận thua, coi như tranh tài kết thúc, chỉ cần không phế người tu vi, không giết người, không có bất kỳ hạn chế nào. Ta tất thắng ngươi, Vương Thạch mở miệng, trên người thần linh bát trọng khí tức bộc phát ra liền bằng ngươi, đông ngạn bên này, triệu khang cười lạnh một câu, trên người tu vi khí tức, cũng là trong nháy mắt bộc phát. Mà hắn bộc phát ra khí tức, đúng là thần linh cửu trọng. Truyền thừa đệ tử, tây ngạn bên này, đám người sắc mặt nhất thời biến đổi. Chẳng lẽ, cổ phong ở tây ngạn trưởng lão khu, thấy một màn như vậy, nhất thời ánh mắt biến hóa. Bởi vì cổ phong biết rõ, căn cứ truyền thống, người thứ nhất lên lôi đệ tử, tất nhiên cũng là đệ tử dự thi bên trong, yếu nhất một cái. Đồng dạng, cũng là thần linh bát trọng hạch tâm đệ tử. Trước mắt tình huống này, Hầu Thắng Thiên trong lúc nhất thời, không nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp mở miệng, đông vũ nhân, người đông ngạn đây là ý gì, phải phá quy củ sao? Ha ha, Hầu Thắng Thiên, quên nói cho người biết, ta đông ngạn truyền thừa đệ tử, đã đạt đến 20 người. Triệu Khang, chính là yếu nhất một cái. Đông vũ nhân lập tức cười một tiếng, tây ngạn mọi người vừa nghe, lập tức tập thể sắc mặt cực kỳ khó coi. Mặc dù cho tới nay, cũng là đông cường Tây Nhược, nhưng lúc nào, đông ngạn đã mạnh đến trình độ như vậy. Bây giờ Tây Ngạn, có thể chỉ có 13 cái truyền thừa đệ tử, hơn nữa, trong đó Tề Nghĩa, Tiền Hạ, chu lỗi ba người, bởi vì bên ngoài, không có kịp thời trở về, đã không cách nào dự thi, cho nên, Tây Ngạn cái này dự thi 20 người bên trong, chỉ có 10 cái truyền thừa đệ tử, còn lại 10 người, cũng là thần linh bát trọng hạch tâm đệ tử. Hai phe này thực lực sai biệt, thật sự quá lớn. Hầu Thắng Thiên đã không lời nào để nói rất nhanh lôi đài phía trên, hai người liền chiến đấu. Thần linh cửu trọng, đánh thần linh bát trọng, quá mức nhẹ nhõm. Bất quá mười mấy tức thời gian, tây ngạn bên này cái kia vương thạch chính là trọng thương té xuống đất, lại cũng đứng không dậy nổi. Trận đầu, đông ngạn nghiền ép thủ thắng, lập tức, tây ngạn, lại là cử đi một người. Lần này, cử đi, vẫn như cũ là thần linh bát trọng tu giả, đơn giản là thần linh cửu trọng tu giả, tây ngạn bên này chỉ có 10 người, tự nhiên không thể vừa bắt đầu liền lên, còn muốn vì đằng sau dùng. Kết quả không có khác nhau, lấy triệu khang thần linh cửu trọng thực lực, rất nhanh lại đem tây ngạn bên này thần linh kia bát trọng tu giả, đánh bay ra ngoài. Trận thứ hai, đông ngạn lần nữa thắng. Phong lão đệ, chỉ sợ lần này đệ tử giao đấu, ta tây ngạn, muốn bị nghiền ép. Hầu thắng thiên không khỏi biểu tình đáng chát, cổ phong mỉm cười, hầu đại ca không cần bi quan như thế, cái này vừa mới bắt đầu. Hầu thắng thiên nghe thấy, chỉ cho rằng cổ phong là đang an ủi mình, chỉ có thể cười khổ một tiếng. Tiếp đó, đông ngạn thế như trẻ tre, thắng liên tiếp 8 trận. Bất quá cho dù triệu khang thần linh cửu trọng tu vi, ở liên tục đánh bại 8 cái thần linh bát trọng về sau, cũng là cơ hội tiêu hao hầu như không còn. Oanh, lôi đài phía trên, triệu khang cùng tây ngạn một tên thần linh bát trọng tu giả, sử xuất toàn lực đối oanh một cái. Ngay sau đó, hai người nhao nhao rút lui, cùng nhau bay ra lôi đài. Một trận chiến này, chiến bình, Hai người toàn bộ đào thải. Đông Ngạn chỉ dùng một người đánh tan Tây Ngạn 9 người. Như thế, Đông Ngạn còn lại trọn vẹn 19 người, toàn bộ là thần linh cử trọng truyền thừa đệ tử, mà Tây Ngạn chỉ còn lại có 11 người, trong đó 10 cái thần linh cử trọng truyền thừa đệ tử, còn có một cái là thần linh bát trọng hạch tâm đệ tử. Thanh sầu cho bọn hắn một chút giáo huấn, Triệu trưởng lão nhịn không được mở miệng, Tây Ngạn người đều minh bạch, lại đem cái kia cái cuối cùng thần linh bát trọng hạch tâm đệ tử cử đi trận đã không có giá trị không bằng trực tiếp lên truyền thừa đệ tử. Là, sư tôn, thanh sầu không nói hai lời, bay lên lôi đài, đông ngạn bên này, cũng là sai phái ra một tên truyền thừa đệ tử. Chiến đấu tiếp tục, tiếp đó, hai phương là đánh rằng co, bởi vì hai phương sai phái ra, cũng là truyền thừa đệ tử, tu vi cũng là thần linh cửu trọng, cho nên có thắng có thua, bất quá thực lực tổng hợp, đông ngạn vẫn là hơi mạnh. Từng tràng chiến đấu tiếp, lưỡng ngạn người, đều đang không ngừng giảm bớt, cái tiếp theo, lôi đài phía trên, đông ngạn một tên truyền thừa đệ tử lại đánh bại một tên tây ngạn đệ tử về sau kêu gào mở miệng tây ngạn bên này đã vẻn vẹn chỉ còn lại bốn người trong đó ba người chính là truyền thừa đệ tử xếp hạng thứ ba cổ phong ba cái đệ tử lý thiên giao nhiều bộ đình ôn hiểu mộng cái kia cái thứ tư trên cơ bản không trông cậy nổi còn dư lại cái kia thần linh bát trọng hạch tâm đệ tử cũng là cổ phong người quen ban đầu ở đan phong bị cổ phong đánh bại hạch tâm đệ tử lôi hà mà lúc này đông ngạn nơi này đúng là còn thừa lại trọn vẹn 15 người. 15, đối 4, lại, bên này trong 4 người, còn có một cái cơ bản vô dụng lôi hà. Trên cơ bản, tương đương với 15 đối 3, tranh lệch này, quá lớn. Trên bầu trời, đông vũ nhân mở miệng cười, hầu thắng thiên, tranh lệch đã như vậy rõ ràng, ta đông ngạn hiển nhiên đã thắng, ta xem đệ tử giao đấu, liền đến đây là kết thúc A, để tránh lại tổn thương người Tây ngạn đệ tử. Bên này, hầu thắng thiên sắc mặt khó coi. Mặt khác Tây Ngạn trưởng lão cũng là sắc mặt âm trầm, cũng là nói không ra lời, đích xác kết quả này, thật sự cực kỳ rõ ràng. Giờ phút này, cổ phong lại cười nhìn về phía đông vũ nhân mở miệng, đông ngạn chủ, này so đấu, còn chưa kết thúc đây. Ha ha, phong trưởng lão, ta đã sớm nghe thấy, Tây Ngạn ba vị trí đầu truyền thừa đệ tử, đều bái nhập môn hạ của người, hôm nay liền nhìn xem, người dạy dỗ phải làm sao. Đông vũ nhân cười lạnh một câu, hiểu mộng, đi thôi. Cổ phong nhìn về phía ôn hiểu mộng mở miệng, là, sư tôn, ôn hiểu mộng sớm đã không kịp chờ đợi, chương 3039, một trọi năm. Ôn hiểu mộng cầm trong tay còn cao hơn chính mình nửa đầu cự phủ, trực tiếp xông lên lôi đài. Không nói hai lời, giao đấu trực tiếp triển khai, lôi đài phía trên, cái kia đông ngạn đệ tử bởi vì vừa mới đã trải qua một trận đại chiến, tiêu hao quá lớn, không đến người hơi, chính là bị ôn hiểu mộng, một búa đánh bay ra ngoài. Cái tiếp theo, Ôn hiểu mộng cao giọng một câu, lập tức, đông ngạn lần nữa lên rồi một người. Nhưng mà, ôn hiểu mộng chiến lực, vượt qua tây ngạn người tưởng tượng, chiến một trăm hơi tả hiếu, lần nữa đem đối phương phách xuống lôi đài. Đón lấy, đông ngạn lại lên một người. Lần này, ôn hiểu mộng, trọn vẹn dùng một khắc đồng hồ thời gian, mới đưa đối phương, đánh rất xuống lôi. Nhưng mà, đem đối phương đánh bại sau, ôn hiểu mộng cũng là đạt đến thiên nộ chi mạt, khí lực hao hết, trực tiếp choáng ở lôi đài phía trên. Ôn sư tỷ ôn sư tỷ tây ngạn bên này đông đảo đệ tử không khỏi nhao nhao giống to ôn hiểu mộng một trọi ba từ bắt đầu đệ tử giao đấu đến nay tây ngạn liền một mực bị áp chế thẳng đến ôn hiểu mộng xuất hiện mới để cho tất cả tây ngạn đệ tử triệt để phấn chấn đông phương uyển gặp vậy không khỏi mở miệng phong trưởng lão không nghĩ tới ngươi trực tiếp liền để ngươi ba cái đệ tử bên trong mạnh nhất một người ra sân rồi trên thực tế giờ phút này không ít đông ngạn trưởng lão và đông phương uyển ý nghĩ một giặc. Ôn hiểu mộng một trọi ba, theo bọn hắn nghĩ, ôn hiểu mộng chính là Tây Ngạn truyền thừa đệ tử người thứ nhất. Người nói hiểu mộng sao, nàng cũng không phải mạnh nhất, cổ phong mỉm cười, đông ngạn bên này, tất cả trưởng lão, cho rằng cổ phong đang nổ. Đông Phương Uyển nhìn thấy cảnh này, không vui mở miệng, ha ha, tốt, bất quá người Tây Ngạn, có thể chỉ còn lại có ba người. Ba người, đủ chiến người đông ngạn 12 người, cổ phong đạm ngữ đáp lại, lập tức nói, tiểu nghiêu, tới phiên ngươi nhiều bộ đình không nói hai lời trực tiếp xông lên lôi đài tiếp đó nhiều bộ đình mạnh để cho người ta chấn kinh hắn đi theo cổ phong tu hành đan đạo về sau bản thân tu hành hỏa trị ý cảnh càng thêm mạnh mẽ đã đạt đến linh giai dựa vào linh giai hỏa trị ý cảnh nhiều bộ đình đúng là là liên tục đánh bại ba người thẳng đến đánh bại người thứ tư nhiều bộ đình mới tiêu hao hầu như không còn thua trận nhiều bộ đình một chiến bốn tất cả mọi người đều kinh hãi chẳng ai ngờ rằng, nhiều bộ đình sau so ôn hiểu mộng, càng mạnh. Nhiều bộ đình, ngươi là khi nào đem ý cảnh tu luyện tới linh giai tiểu thành. Hầu thắng thiên không khỏi hỏi, gần nhất ở sư tôn chỉ điểm phía dưới, mới tu hành đến. Nhiều bộ đình trung thực mở miệng, cổ phong một mực chỉ điểm hắn làm sao luyện đan, như thế hắn hỏa diễm vận dụng càng thêm hợp lý, như vậy trải qua, mới đưa ý cảnh cảm mộ đến linh giai tiểu thành. Đông ngạn đám người, nhìn về phía cổ phong, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Cổ Phong nhìn về phía Đông Phương Uyển, cười nhạt. Đông Phương trưởng lão, ta nói không sai chứ? Hừ, vậy thì như thế nào? Ta đông ngạn nhưng còn có tám người đệ tử giao đấu, kết quả như cũng không có biến hóa. Đông Phương Uyển mở miệng, vậy liền rửa mắt mà đợi a. À. Cổ Phong đạm ngữ, thuận miệng nói Thiên Giao tới phiên ngươi. La sư tôn Lý Thiên Giao cung kính mở miệng, ngay sau đó lên lôi đài. mới vừa lên lôi đài. Lý Thiên Giao chính là không chút do dự mở miệng, bí thuật, liệt diễm dương thể. Hô, chỉ thấy, ngọn lửa màu vàng, từ Lý Thiên Giao trên thân đốt cháy mà lên. Cả người hắn, trực tiếp biến thành một hỏa nhân. Đây là, bí thuật, kim diễm hộ thể, Lý Thiên Giao giống như thần trợ, bất quá mười mấy hơi thở, liền đem đông ngạn cái kia truyền thừa đệ tử oanh xuống lôi đài, ngay sau đó lạnh giọng một câu cái tiếp theo. Tất cả mọi người, trợn mắt hốc mồm, liệt diễm dương thể. Ta thất tự tông chưa bao giờ có này bí thuật, Lý Thiên Giao, người bí thuật này từ đâu học được. Bên trên bầu trời, Đông Vũ Nhân nhìn thấy cảnh này, trực tiếp mở miệng. Khởi bẩm ngạn chủ, bí thuật này, là sư tôn chỉ điểm, trợ giúp vãn bối sáng tạo mà ra. Lý Thiên Giao mở miệng nói ra, lời nói tầm đó, nhìn về phía cổ phong, trong mắt tràn đầy vẻ sùng kính. Trên thực tế, có một số việc, Lý Thiên Giao chưa hề nói. Bởi vì bản thân tiên thiên thiếu thốn nguyên dương, Lý Thiên giao hết lần này tới lần khác liền muốn tu Dương chi ý cảnh, hy vọng có thể thay đổi thiện thân thể, nhưng cho tới nay, ý cảnh đều không thể tăng lên, thẳng đến Cổ Phong vì hắn luyện chế đan dược, giúp thân thể của hắn khôi phục sau, hắn Dương chi ý cảnh liền đột nhiên tăng mạnh. Đền bù thiếu sót dương nguyên không nói, nhiều năm tích lũy, một chiêu bộc phát, để trong cơ thể hắn dương nguyên quá thừa. Như thế, ở Cổ Phong chỉ điểm phía dưới, hắn đem cái này quá nhiều dương nguyên hóa thành kim diễm, tu thành bí thuật này. Cái này Tất cả mọi người, nhìn về phía cổ phong, ánh mắt tập thể ngốc trệ. Giúp ôn hiểu mộng chiến lược tăng lên, trực tiếp một trọi ba, giúp nhiều bộ đình đem ý cảnh cảm mộ đến Linh Giai Tiểu Thành, bây giờ lại giúp Lý Thiên giao cảm mộ ra bí thuật. Cái này, cũng quá mạnh rồi A-Hát, bình thường mà nói, nếu như vậy, mọi người là không thể tin được, nhưng suy nghĩ một chút, cổ phong bản thân cảm mộ ra bí thuật, nữ nhi hắn nhỏ như vậy, cũng cảm mộ ra bí thuật, đám người cũng liền bình thường trở lại. Yêu nghiệt a chư vị không cần như thế nhìn ta, ta bất quá tùy ý nói vài câu mà thôi, đây đều là tiểu giao bản thân thiên tư. Cổ phong mỉm cười, ngay sau đó nhìn về phía Lý Thiên Giao mở miệng, tiểu giao A, không cần ẩn giấu thực lực, toàn lực ứng phó A. Cái này, còn che giấu thực lực, đám người càng thêm kinh ngạc, là, sư tôn, Lý Thiên Giao mở miệng, mỉm cười, ngay sau đó quanh thân khí thế, bỗng nhiên bộc phát. Khí thế kia, đã vượt qua thông thường thần linh cửu trọng. Đây là, cực hạn thần linh đám người chấn động, cực hạn thần linh, là cực khó đạt tới, không nghĩ tới, cái này Lý Thiên Giao dĩ nhiên là cực hạn thần linh. Tiếp đó, chiến đấu, hiện ra thiên về một bên xu thế. Lý Thiên Giao lấy cực hạn thần linh tu vi, càng là liên tục đánh bại 5 người. Một chọi năm, trận chiến này tích, quá kinh khủng, một lần này, đông ngạn bên này, đã chỉ còn lại có 3 người. Phong trưởng lão, phong trưởng lão, giờ khắc này, tây ngạn đám người kích động, vừa bắt đầu, tây ngạn tất cả mọi người, đều cho rằng, lần này đệ tử giao đấu, Tây Ngạn thua không nghi ngờ, lại không nghĩ rằng, cổ phong ba cái đệ tử, một cái một trọi ba, một cái một chiến bốn, một cái một trọi năm, ba người đánh tan trọn vẹn 12 người. Mọi người đối với cổ phong, đã bội phục sát đất, giờ phút này, gặp Lý Thiên giao mạnh như vậy, đã thấy hy vọng thắng lợi. Hầu thắng thiên cũng là cười to, đông vũ nhân, xem ra, người đánh giá thấp ta Tây Ngạn A. Ha ha, ta là đánh giá thấp phong trưởng lão, bất quá kết quả, như cũ không có thay đổi. Các người Tây ngạn có cực hạn thần linh, ta đông ngạn, tự nhiên cũng có. Đông Vũ Nhân lập tức cười một tiếng, oanh, giờ phút này, đông ngạn còn lại ba cái truyền thừa đệ tử, tu vi khí thức cùng nhau bộc phát. Cực hạn thần linh, cực hạn thần linh, vẫn là cực hạn thần linh, tất cả Tây ngạn đệ tử trong đầu oanh minh, mới vừa hưng phấn, trực tiếp chính là bị một lần này trộn nước lạnh tiêu diệt. Một bên ba cái đỉnh phong trạng thái cực hạn thần linh. Một bên chỉ còn lại có hai người, một cái thần linh bát trọng lôi hà cơ bản vô dụng một cái lý thiên giao tiêu hao quá lớn chiến lực chỉ còn ba thành cái này còn có lo lắng sao